Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1506, một nhắm vào tiền tài chính. Miêu Dược Hổ chú ý đến sự biến đổi thái độ của Vương Tử Quân. Lần đầu tiên hắn đến thì Vương Tử Quân nói, đồng chí Dược Hổ, anh đến có chuyện gì sao? Lần thứ hai thì Vương Tử Quân lại nhiệt tình chào hỏi, chào đồng chí Dược Hổ, mời anh ngồi. Mặc dù hai lần đều rất thân mật nhưng Miêu Dược Hổ lại nghĩ ra nhiều vấn đề. Chỉ cần anh chào hỏi anh ta, như vậy anh ta luôn cho ra nụ cười chân thành bình dị gần gũi, nói ra những lời vui vẻ. Nhưng một khi động vào vấn đề khó khăn, thái độ của Vương Tử Quân nhanh chóng biến đổi, hoặc là cười không nói, hoặc hỏi một vài câu hóc búa, nếu không chỉ thể là đọc báo và xem văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên. Đối với Miêu Dược Hổ thì Vương Tử Quân có thể dùng đủ mọi phương pháp để tiến hành đối thoại với mình. Thế nhưng thái độ của hắn với Vương Tử Quân lại không thể nào được phép biến đổi. Dù hắn có cảm thấy bức bối thế nào cũng không thể làm gì hơn. Lúc này tâm tình của hắn thật sự phức tạp, thế nhưng không làm gì được, vì người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hơn nữa trạng thái chính trị trước mắt của Vương Tử Quân chính là phát triển quá nhanh, điều này không những nói anh có năng lực và công tác xuất sắc, hơn nữa còn có một nguyên nhân cực kỳ sâu liên quan đến trình tự mà hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, đó là người ta có hậu trường quá cứng. Vương Tử Quân nghĩ đến những lời xin chỉ thị của Miêu Dược Hổ, hắn không khỏi nghĩ đến sự kiện hai ngày trước từng nhìn qua một bảng thống kê về các khu công nghệ được thành lập ở các thành phố trong tỉnh Mật Đông. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy rõ bây giờ trong tỉnh Mật Đông có hàng trăm khu công nghệ như vậy. Vương Tử Quân có thái độ đồng ý đối với những khu công nghệ có chức năng thu hút xí nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là Vương Tử Quân sẽ cổ vũ cho phương án phát triển kinh tế theo kiểu áp đặt, qua loa. Tút tút tút, chuông điện thoại đột ngột vang lên, Vương Tử Quân nhìn qua màn hình điện thoại, sau đó hắn khẽ nói, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Chào Bí Thư Vương, tôi là Triệu Thu Cúc, bây giờ ngài có rảnh không? Tôi có một số việc cần báo cáo với ngài. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cực kỳ dịu dàng êm ái. Triệu Thu Cúc, Vương Tử Quân sững sốt giây lát, sau đó hắn nhanh chóng liên hệ với vị giám đốc sở giáo dục tỉnh Mật Đông. Vì người kia không nằm trong lĩnh vực hắn được phân công quản lý, thế cho nên hai bên chỉ dừng lại ở giai đoạn quen biết nhau mà thôi. Triệu Thu Cúc sao lại đến báo cáo công tác với mình? Vương Tử Quân cảm thấy rất khó hiểu. Hắn chợt cười nói, giám đốc Thu Cúc, chị đến vào buổi chiều có được không? Lát nữa tôi còn có một hội nghị quan trọng cần tham gia. Bí thư Vương, tôi đang ở bên ngoài phòng làm việc của ngài, tôi chỉ cần 5 phút thời gian của ngài là được. Triệu Thu Cúc lên tiếng có chút dồn dập. Vừa nghe cái tên Triệu Thu Cúc thì người ta sẽ dễ dàng liên tưởng đến nhân vật Thu Cúc trong một phim truyền hình về ngành tư pháp, nhưng Triệu Thu Cúc này khác biệt so với nữ nhân vật chính xinh đẹp quyến rũ kia. Tuy Triệu Thu Cúc ăn mặc ngăn nắp thế nhưng chỉ còn là hoa cúc của ngày xưa, sau khi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân thì nàng có chút kích động, lên tiếng nói với Vương Tử Quân, chào Bí Thư Vương. Vương Tử Quân tỏ ý cho Triệu Thu Cúc ngồi xuống rồi cười nói, mời giám đốc Triệu ngồi. Tuy Vương Tử Quân căn bản còn nhỏ tuổi hơn cả Triệu Thu Cúc nhưng lại là thượng cấp, Triệu Thu Cúc tìm đến gặp hắn vẫn cảm thấy rất có áp lực. Khi đi vào trong phòng thấy Vương Tử Quân ngồi nghiêm chỉnh thì dũng khí trước đó chợt tan biến đi khá nhiều. MNSWNG Triệu Thu Cúc này cũng không phải người không có kinh nghiệm, nàng biết lúc này chỉ có thể tiến mà không được lui, vì vậy cười nói, Bí Thư Vương, lần này tôi đến là muốn mời ngài đến chỉ đạo công tác của Sở Giáo dục, tôi vốn định đến từ vài ngày trước, thế nhưng sợ ngài vừa mới đến nhận công tác, sẽ mang đến nhiều bận rộn cho ngài. Mời mình đến chỉ đạo công tác. Chính mình không phải là chủ tịch tỉnh, cũng không phải là phó chủ tịch phân công quản lý giáo dục, chạy đến sở giáo dục có khác nào làm hoang nhà mình và giúp nhà người khác náo nhiệt. Đây rõ ràng là điều kiêng kỵ trong quan trường, vì sao lại có phân công khác nhau? Không phải chỉ là ở mặt phân phối quyền lợi, mỗi người đều có thủ hạ của mình, nếu anh còn chưa nắm chắc địa bàn của mình mà chạy đến nhà người ta khoa tay múa chân, cho dù anh đến với thái độ và tâm tư tốt. Người ta cũng không ai cảm kích tình cảm của anh. Ngược lại anh đến xen vào việc nhà của người ta, như vậy sẽ đắc tội với đối phương, dù thế nào cũng khó tìm lại được sự cân đối. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên những ý nghĩ như vậy, thế nhưng hắn lại cười nói, tuy tôi vừa đến tỉnh Mật Đông thế nhưng cũng nghe được nhiều thông tin về tình hình giáo dục tỉnh nhà,
Đại học Kiến trúc Mật Đông, Đại học Rừng Mật nằm trong 211 trường đại học danh tiếng. Vài ngày trước tôi có xem qua danh sách các trường đại học trong nước, tỉnh Mật Đông chúng ta chiếm hết 7-8 chỗ, căn bản là rất tốt. Vương Tử Quân nói lời khích lệ với công tác giáo dục ở Mật Đông, tất nhiên là lời khẳng định với Sở Giáo dục tỉnh. Triệu Thu Cúc cảm thấy rất thoải mái, thế nên tâm tư thân cận với Vương Tử Quân lại tăng lên vài phần. Bí thư Vương, sự phát triển của ngành giáo dục căn bản không thể xa rời sự giúp đỡ của tỉnh ủy. Triệu Thu Cúc nói vài câu khiêm tốn, sau đó thay đổi chủ đề, bắt đầu quan tâm đến phương diện cuộc sống của Vương Tử Quân ở Mật Đông. Nàng là một nữ đồng chí, tất nhiên nàng có nhiều ưu thế trời cho, chỉ cần nói vài câu đã làm cho bầu không khí trong phòng hòa hoãn hơn rất nhiều. Vương Tử Quân nói chuyện với Triệu Thu Cúc hơn 10 phút, sau đó hắn cười nói, Giám đốc Thu Cúc, có chuyện gì chị cứ nói, bây giờ tôi còn phải đi họp, nếu bây giờ chị không nói ra, tôi căn bản cũng không còn thời gian nữa. Bí thư Vương, điều này, chuyện là thế này, trước Tết vì tiến thêm một bước xúc tiến phát triển giáo dục tỉnh nhà, trải qua Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chuẩn, Sở Giáo dục quyết định đẩy mạnh xây dựng những khu nhà thực hành kỹ năng cho sinh viên. Bây giờ trong tỉnh đã có 13 trường đại học cao đẳng khởi công xây dựng, nhưng lúc này phòng tài chính tỉnh chỉ mới giải ngân được 30%, những phần còn lại còn chưa được đưa đến đúng chỗ. Anh xem, chúng tôi vì cố gắng làm tốt công tác của mình mà cực kỳ bất đắc dĩ, có câu không bột đố gột nên hồ, mong anh thấu hiểu cho khó khăn của chúng tôi. Dựa theo phân công công tác theo chức trách thì Vương Tử Quân là Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Quản lý Tài chính. Triệu Thu Cúc đến tìm hắn rõ ràng chỉ với một mục đích, đòi tiền. Chương 1506-2, nhắm vào tiền tài chính. Vương Tử Quân là người công tác cơ sở nhiều năm, hắn biết rõ tình hình tài chính của các cấp đều rất căng thẳng. Cho dù là những hạng mục đã được cho vào dự toán thì cũng không nhất định sẽ được thực hiện. Hơn nữa Vương Tử Quân đã nghe rõ lời nói của Triệu Thu Cúc, số tiền cần giải ngân cho Sở Giáo dục là không nhỏ. Có một lần Vương Tử Quân dùng cơm với trưởng phòng tài chính, người này liên tục kêu khổ, nói là một tỉnh phát triển kinh tế căn bản có nhiều hạng mục cần tiền, dù thế nào thì trưởng phòng tài chính cũng khó thể cho ra quyết đoán được. Chỉ cần nhìn vào túi tiền thì hầu như người nào cũng nhụt chí, chỉ có thể dùng phương pháp chặt đầu cá vá đầu tôm, bình tĩnh thực hiện từng hạng mục công tác theo trình tự mà thôi. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát. Hắn cũng không lập tức tỏ thái độ mà chi khẽ nói, phía phòng tài chính nói thế nào. Bí thư Vương, nếu như không phải anh cảnh của phòng tài chính không nói câu nào, tôi cũng không chạy đến đây tìm ngài. Hai tháng qua tôi liên tục tìm anh ấy đòi tiền, thế nhưng anh cảnh một là nói không tiền, hai cũng nói không tiền, thật sự giống như tôi đang đi đến mượn tiền của anh ấy vậy. Nói đến trưởng phòng tài chính thì giọng điệu của Triệu Thu Cúc có chút khó chịu. Vương Tử Quân căn bản từng dùng cơm với trưởng phòng tài chính cảnh tự tiêu, người này không quá cao thế nhưng giọng điệu trò chuyện lại cực kỳ kiên cường. Người này có thể tiến lên làm trưởng phòng tài chính, bình thường nếu không phải là tâm phúc của bí thư thì cũng là người của chủ tịch tỉnh. Nhưng cảnh tự tiêu ở trước mặt vị lãnh đạo phân công quản lý là Vương Tử Quân thì tỏ ra cực kỳ tôn trọng. Vị lãnh đạo chủ quản tài chính giống như người đứng đối lập với tất cả các vị lãnh đạo khác, vì có rất nhiều chuyện cần tiền. Nhiệm vụ chủ yếu của trưởng phòng tài chính là giúp đỡ lãnh đạo phân phát số tiền này đến từng hạng mục cụ thể. Nhưng đám người phụ trách các ngành thì luôn muốn nhanh chóng nhận được phần tiền của mình trước. Vì vậy một vị trưởng phòng tài chính dù cho có chu đáo thế nào cũng khó thể không bỏ sót. Bí thư Vương, bây giờ tôi không giống như là giám đốc Sở Giáo dục, tôi giống như biến thành trưởng phòng văn thư vậy. Mỗi ngày tôi vừa đi làm thì đã có người đến đòi tiền. Đám người này xếp hàng rồng rắn trước cửa phòng. Nói thật với ngài, tôi cũng không thể nói tránh đi được, cũng không dám mạnh miệng, ngài cứ nghĩ mà xem, nếu tiếp tục như vậy thì tôi nên làm gì bây giờ? Triệu Thu Cúc thấy Vương Tử Quân không tỏ thái độ thì nhanh chóng mở miệng kêu khổ. Vương Tử Quân tiến lên hai bước rồi trầm giọng nói, bây giờ còn thiếu bao nhiêu tài chính? Cũng không quá nhiều, bây giờ còn thiếu hơn 300-400 triệu. Triệu Thu Cúc nghe thấy Vương Tử Quân hỏi đến tiền thì tỏ ra cực kỳ vui mừng. Hơn 300-400 triệu, con số này đối với một tỉnh thì không phải là gì quá lớn, chỉ cần cố gắng một chút thì hoàn toàn có thể giúp đỡ được. Nhưng Vương Tử Quân là lãnh đạo chủ quản tài chính, hắn biết rõ muốn mở một cánh cửa của phòng tài chính cũng không đơn giản như vậy. Lúc này tất cả các đơn vị đều nhìn chằm chằm vào trong lòng bàn tay của phòng tài chính,
người nào cũng có hàng đống lý do để đòi tiền. Nếu như Vương Tử Quân xử lý tốt cho Triệu Thu Cúc, như vậy người đến kêu khổ với hắn sẽ càng nhiều hơn. Lý do mà Triệu Thu Cúc đưa ra cũng cực kỳ đường đường chính chính, hơn nữa nàng là người đầu tiên chủ động đến tận cửa phòng Vương Tử Quân, nếu như từ chối thì giống như có tác động không hay đến lực ảnh hưởng của hắn ở Mật Đông. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, Giám đốc Thu Cúc, phương diện tài chính luôn có khó khăn, tôi tin tưởng trưởng phòng cảnh cũng không phải là cố ý từ chối. Vì người không lo cơm gạo không biết giá cả đắt đỏ thế nào, tôi hy vọng chỉ có thể thông cảm cho anh ấy. Triệu Thu Cúc nghe những lời này của Vương Tử Quân thì tâm tình chợt trầm xuống, nàng thầm nghĩ lần này mình lại đến không công, sớm biết kết quả như vậy không bằng đừng đến thì hay hơn. Nhưng nguyên tắc của tôi là dù nghèo thì cũng không cho giáo dục nghèo nàn, tôi nghĩ chị nên tìm gặp trưởng phòng cảnh một lần nữa, mời anh ấy dùng cơm tối, tôi sẽ tiếp khách cho chị, sẽ mở miệng hỏi xem thế nào. Biểu hiện của Triệu Thu Cúc căn bản không gạt được ánh mắt Vương Tử Quân, hắn nhìn vẻ mặt của đối phương mà sinh ra nghi hoặc, không hiểu vì sao người này lại có thể tiến lên làm giám đốc sở giáo dục tỉnh Mật Đông cho được. Tuy giáo dục cũng không phải là một ban ngành quan trọng, thế nhưng công tác của nó là quản lý tất cả trường học và phương diện giáo dục trong tỉnh, cũng phải đầu tư nhiều tiền, vì vậy các vị lãnh đạo sở giáo dục cũng không phải quá kém. Nữ cán bộ dù có ưu thế trời cho, thế nhưng Vương Tử Quân cảm thấy Triệu Thu Cúc không phải là người tám mặt lung linh, ít nhất cũng kém xa Trình Viên Lệ. Bí thư Vương, việc này cứ quyết định như vậy, đến tối tôi sẽ đến đón ngài. Triệu Thu Cúc mặc dù là người khiếm khuyết ở phương diện đưa đẩy thế nhưng cũng không phải là người ngu, Vương Tử Quân đã ra mặt giúp đỡ mình như vậy, anh cảnh dù là thần giữ cửa thì cũng không dám không nể mặt một người là phó bí thư tỉnh ủy kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Vương Tử Quân nhìn Triệu Thu Cúc hấp tấp rời đi mà nở nụ cười, ánh mắt lại rơi lên văn bản xin chỉ thị của thành phố Linh Long. Xây dựng hạng mục là chuyện tốt, thế nhưng xây dựng một khu công nghệ có liên quan đến nhiều vấn đề. Gần đây có thông tin khắp địa phương xây dựng khu công nghệ, thế nên ai cũng thiếu hụt xí nghiệp đến đầu tư, thậm chí có nhiều khu công nghệ bị bỏ hoang. Vương Tử Quân cũng không phản đối chuyện xây dựng khu công nghệ, thế nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho việc để đất đai xói mòn, như vậy rõ ràng là làm lãng phí tài nguyên. Lần này thành phố Linh Long xây dựng khu công nghệ cần một quỹ đất vài km vuông, Vương Tử Quân nghĩ đến những hậu quả mà nó mang lại, thế là không khỏi nhíu mày thật chặt. Nhưng nếu muốn thay đổi hiện trạng ồ ạt xây dựng khu công nghệ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tuy bây giờ hắn là lãnh đạo thứ ba trong tỉnh Mật Đông, thế nhưng dù sao thì căn cơ vẫn chưa ổn, muốn làm việc thì ít nhất phải có được sự giúp đỡ của bí thư Sầm Vật Cương và chủ tịch Đường Trấn Huy. Vì công tác hiện tại chính là tìm hiểu tình hình trong tỉnh, thế cho nên những ngày qua Vương Tử Quân cũng không quá mệt mỏi, buổi chiều còn chưa tan tầm thì nhận được điện thoại của Triệu Thu Cúc, nói là muốn đến đón hắn đi dự tiệc. Vương Tử Quân hiểu vì sao Triệu Thu Cúc biểu hiện tâm tư như vậy, người ta đến đón mình cũng có chút thành ý, nhưng chỉ sợ phương diện xuất phát điểm là không quá tốt. Vương Tử Quân cũng không cho Triệu Thu Cúc đến đón mình, hắn ngồi xe chạy đến khách sạn Ngân Bồng cách sở giáo dục không quá xa. Khi hắn xuống xe thì Triệu Thu Cúc đã cùng một người đàn ông trung niên cung kính đứng chờ, thấy hắn xuống xe thì Triệu Thu Cúc tiến lên đón chào. Sau khi đơn giản bắt tay với nhau, Vương Tử Quân cùng Triệu Thu Cúc chậm rãi đi vào trong thang máy. Khi mọi người đi vào trong thang máy, thông qua giới thiệu thì Vương Tử Quân biết người đàn ông trung niên kia chính là Phó Giám đốc Trần Hữu Chí, là trợ thủ của Triệu Thu Cúc ở Sở Giáo dục. Chương 1507, vừa keo kiệt vừa muốn phát triển thịnh vượng. Sau khi nói hai câu với Trần Hữu Chí, Vương Tử Quân cảm thấy ánh mắt Trần Hữu Chí nhìn về phía Triệu Thu Cúc có chút khác thường, hơn nữa đầu cúi thấp, lưng hơi cong. Hắn suy nghĩ giây lát và biết điểm khác thường này rốt cuộc có ý nghĩa là gì, thế là hắn không khỏi cảm khái, thầm nghĩ không nên nhìn người bằng vẻ bề ngoài, chính mình cảm thấy Triệu Thu Cúc khiếm khuyết nhiều kinh nghiệm, thế nhưng thực tế thì vẫn có thủ đoạn của riêng mình. Tất nhiên Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm đến một Triệu Thu Cúc lấy chính mình để làm cho cấp dưới kính sợ. Dù sao thì những chuyện này đều phát sinh trên người các vị lãnh đạo đơn vị, nếu như mình tính toán quá chi li cũng không hay. Trưởng phòng cảnh còn chưa đến, Bí thư Vương, nếu không thì chúng ta bắt đầu trước vậy. Triệu Thu Cúc chờ Vương Tử Quân ngồi xuống rồi dùng giọng không yên nói. Trong quan trường có nhiều quy củ bất thành văn, ví dụ như khi lãnh đạo và cấp phó đi nghênh đón một vị khách,
tất nhiên phải làm tốt công tác tính toán thời gian. Tuy cả hai đều phải đến trước vị khách cần mời, thế nhưng dù thế nào thì trợ thủ cũng phải đến sớm hơn lãnh đạo. Tuy lần này Vương Tử Quân là người đến tiếp khách, thế nhưng vị trí của hắn căn bản cao hơn rất nhiều so với trưởng phòng tài chính, sao lại phải để cho Bí Thư Vương chờ đợi lâu được. Không cần, chúng ta chờ một chút. Vương Tử Quân cười cười nói. Ha ha ha, Giám đốc Thu Cúc, khó có được cơ hội chị mời dùng cơm, thật sự làm cho tôi cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Khi Vương Tử Quân đang trò chuyện vui vẻ với Triệu Thu Cúc thì chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cười cởi mở, sau đó nhân viên phục vụ nhanh chóng mở cửa phòng. Trưởng phòng tài chính Cảnh Tự Tiêu ngẩng đầu tươi cười đi đến, nhưng khi thấy Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Triệu Thu Cúc thì vẻ mặt chợt trở nên ngưng tụ. Hắn nhanh chóng tươi cười tiến lên chào hỏi Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, tôi cũng không biết ngài nhận lời mời của Giám đốc Thu Cúc, nếu biết trước thì tôi nhất định sẽ đến sớm đón tiếp lãnh đạo. Cảnh Tự Tiêu nói những lời này chẳng những nói rõ mình không biết chuyện Vương Tử Quân cùng đến, càng tỏ vẻ thần phục Vương Tử Quân. Có câu không trách người không biết, vì vậy tình hình lần này làm cho hắn sinh ra chút khiếp sợ nhưng không quá sợ hãi. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, chị Thu Cúc kéo tôi đến đây tiếp khách, anh Cảnh, hôm nay anh nên ngay thẳng một chút, cũng đừng làm cho tôi mất mặt. Cảnh Tự Tiêu tuy là thủ hạ của Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân bây giờ căn bản còn chưa quyết định được vận mệnh của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không muốn đắc tội với một người là nhân tuyển cho vị trí chủ tịch tỉnh Mật Đông trong tương lai này. Dù sao thì có nhiều bạn cũng có nhiều đường để đi, trong quan trường nếu không ai áp chế anh thì cũng không nên đắc tội với người ta. Hơn nữa Vương Tử Quân vẫn là một vị lãnh đạo chủ quản quyền cao chức trọng của Cảnh Tự Tiêu. Tuy người được mời đến dùng cơm là Cảnh Tự Tiêu thế nhưng mọi người lại nói chuyện chung quanh Vương Tử Quân. Sau khi mọi người đơn giản uống vài ly rượu thì Triệu Thu Cúc là người làm chủ bắt đầu mời rượu, đối tượng được mời đầu tiên chính là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản rất thoải mái uống ly rượu mời của Triệu Thu Cúc, hắn cũng không cùng ly với nàng mà nhanh chóng uống cạn. Đúng lúc này thì điện thoại của hắn chợt vang lên, hắn không khỏi đi sang phòng bên cạnh nghe điện thoại. Phía bên này Cảnh Tự Tiêu nâng ly rượu mời của Triệu Thu Cúc, hắn nở nụ cười vui vẻ nói, Giám đốc Triệu, chị Triệu. Chị đây rõ ràng là cho ra một đòn tập kích với tôi. Chị nhìn lại mà xem, tôi nào có chuyện gì cần phải xin lỗi chị, thế nhưng chị lại tự nhiên đột kích tôi như vậy, sao có mặt Bí Thư Vương mà chị không báo cho tôi một tiếng. Triệu Thu Cúc nghe lời oán trách của Cảnh Tự Tiêu mà gương mặt tươi cười như hoa, thầm nghĩ anh sao không còn vênh váo nữa đi, bây giờ Bí Thư Vương đi qua thì mềm nhũn như vậy sao? Lần này không nói vì muốn chị tính cách vênh váo của anh. Triệu Thu Cúc cũng không muốn nói cho Cảnh Tự Tiêu biết mình và Vương Tử Quân chủ yếu chỉ giới hạn ở một lần đến báo cáo công tác mà thôi, thế là dùng giọng thần bí nói, trưởng phòng Cảnh, điều này cũng không thể trách tôi được, nếu tôi biết Bí Thư Vương sẽ đến dùng cơm, tôi sẽ thông báo trước cho anh, khốn nổi đến khi sự việc xảy ra thì tôi mới được biết. Điều này nói rõ thời gian của lãnh đạo là rất quý giá, trước đó khi Bí Thư Vương vừa mới đến Mật Đông thì tôi muốn mở tiệc chiêu đãi. Thế nhưng Bí Thư Vương căn bản không có thời gian. Hôm nay anh ấy tạm thời gọi điện thoại cho tôi, anh nói xem tôi làm sao bây giờ. Tôi cũng không có biện pháp nào khác nên mới quyết định mời hai vị lãnh đạo đến cùng dùng cơm cho vui. Triệu Thu Cúc nói giống như tự thanh minh cho bản thân, thế nhưng thực tế lại thầm ám hiệu với Cảnh Tự Tiêu là mình có quan hệ không tầm thường với Bí Thư Vương. Cảnh Tự Tiêu tuy thông minh hơn người nhưng cũng không ngờ hai bên mới gặp mặt lần đầu mà Vương Tử Quân đã giúp đỡ Triệu Thu Cúc ở phương diện tài chính của Sở Giáo dục. Sau này nếu có chuyện tương tự thì mong chị nên thông báo trước với tôi một tiếng. Cảnh Tự Tiêu nâng ly rượu lên dùng giọng thoải mái nói. Điều này là đương nhiên, chúng ta không phải là người ngoài. Trưởng phòng Cảnh, tôi mời anh một ly. Triệu Thu Cúc đồng ý rất sảng khoái thế nhưng trong lòng lại liên tục cười thầm. Chưa nói đến phương diện liên quan đến Cảnh Tự Tiêu, sau này chỉ sợ thời gian mình cùng ngồi uống rượu với Bí Thư Vương sẽ không còn nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi hai người gọi điện thoại xong thì Vương Tử Quân đi vào phòng. Người gọi điện thoại đến cho hắn là Mạc Tiểu Bắc, chủ yếu là quan tâm đến cuộc sống của hắn những ngày qua. Khi Vương Tử Quân quay về bàn tiệc thì hai người Cảnh Tự Tiêu và Triệu Thu Cúc lại bắt đầu chuyển chủ đề lên người Vương Tử Quân. Tửu lượng của Vương Tử Quân cũng chỉ là bình thường, tất nhiên sẽ không uống quá nhiều,
thế nên lời nói của hắn ở đây luôn chiếm thế chủ động. Sau khi uống cạn một ly rượu mời của Cảnh Tự Tiêu, hắn chợt cười nói, mời rượu không là vấn đề, thế nhưng tôi phải nói trước, lần này chúng ta mời rượu phải theo đúng trình tự. Tôi thấy nơi này có 4 ly rượu, vừa rồi trưởng phòng Cảnh mời rượu đã uống một ly, sau đó thứ tự phải tăng lên, người tiếp theo phải uống hơn một ly. Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy căn bản là không có lý lẽ, thế nhưng vị trí của hắn cao vời hơn người khác, lời nói của hắn căn bản là chỉ thị cao nhất trên bàn rượu. Cảnh Tự Tiêu và Triệu Thu Cúc đã nhanh chóng chúc rượu Vương Tử Quân, bây giờ chỉ còn xem vào biểu hiện của vài vị trợ thủ của Triệu Thu Cúc trong sở giáo dục mà thôi. Vài vị trợ thủ của Triệu Thu Cúc đưa mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu mời rượu. Khi đến vị phó giám đốc có vị trí thấp nhất trong sở giáo dục, người này căn bản phải uống một lượt 5 ly rượu vào bụng. Bí thư Vương, ngài là lãnh đạo chủ quản của phòng tài chính chúng tôi, kính mong ngài bỏ nhiều thời gian đến chỉ đạo công tác của phòng tài chính, lúc này cán bộ của phòng tài chính đang mong ngóng ngài như đất hạn chờ mưa. Cảnh Tự Tiêu cũng không phải uống quá nhiều rượu, thế nên sau khi tiệc rượu sắp kết thúc thì cười cho ra lời mời với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói, anh Tự Tiêu không nói thì tôi cũng chuẩn bị vài ngày nữa đến thăm phòng tài chính, tôi đã xem qua báo cáo của phòng tài chính các anh, thật sự rất tốt. Cảm ơn Bí Thư Vương đã giúp đỡ công tác của phòng tài chính chúng tôi, sau này phòng tài chính chúng tôi có thể triển khai mở rộng công tác hay không đều không xa rời sự giúp đỡ cao độ của ngài. Cảnh Tự Tiêu nói rồi quay sang Triệu Thu Cúc, chị Thu Cúc, ngày mai chị phái người đến phòng tài chính làm thủ tục. Tôi dù có nhiều khó khăn cũng tuyệt đối không thể làm ngơ với công tác của sở giáo dục. Có thể nói Triệu Thu Cúc nóng ruột nhiều ngày qua cũng là vì chờ câu nói này của Cảnh Tự Tiêu. Bây giờ mình còn chưa mở miệng, chỉ cần mời Vương Tử Quân ra mặt dùng cơm thì vấn đề khó khăn đã được giải quyết. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất vui mừng, đồng thời càng có thêm nhận thức với độ nặng của Bí Thư Vương. Triệu Thu Cúc nhìn gương mặt đỏ ửng và anh tuấn của Vương Tử Quân. Trong đầu nàng liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Nàng không khỏi thầm nghĩ, nếu như là chính mình vào lúc này, liệu mình có dám xông vào phòng làm việc của Bí Thư Vương lần nữa không? Vậy thì cảm ơn trưởng phòng Cảnh, tôi sẽ không bao giờ quên được ân đức của ngài. Triệu Thu Cúc thật sự rất vui mừng, nói chuyện cũng tùy ý hơn. Nếu như không có mặt Vương Tử Quân ở đây, như vậy Cảnh Tự Tiêu nhất định sẽ không bao giờ cho ra câu trả lời tốt như vậy. Nhưng bây giờ có mặt Vương Tử Quân, hắn cũng không dám mở lời vui đùa quá trớn. Vương Tử Quân dù thế nào cũng là thường ủy tỉnh ủy, hắn cũng không hy vọng vì chuyện này mà để lại ấn tượng xấu cho Vương Tử Quân. Chị Triệu, không phải là Cảnh Tự Tiêu tôi làm khó công tác của chị, thật sự là còn rất nhiều chỗ cần dùng tiền. Cảnh Tự Tiêu nói rồi nhìn về phía Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói, Bí Thư Vương. Đại hội thể dục thể thao năm nay trên cơ bản đã được quyết định sẽ tổ chức ở thành phố Rừng Mật. Hai ngày trước lãnh đạo gọi tôi đến, bảo tôi chuẩn bị ít tiền, năm nay phải xây dựng tất cả hạng mục cho công tác này. Vương Tử Quân biết thành phố Rừng Mật nắm được quyền đăng cai đại hội thể dục thể thao, nhưng khi đó hắn đang còn công tác ở tỉnh Nam Giang, cũng không quá quan tâm đến điều này. Nhưng bây giờ hắn nghe câu nói từ trong miệng của Cảnh Tự Tiêu, điều này không khỏi làm cho tâm tình của hắn trầm xuống. Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, hắn là người quản lý công tác tài chính, nếu đến khi xây dựng các hạng mục phục vụ đại hội thể dục thể thao mà lại thiếu tiền, hắn căn bản sẽ là người bị gõ vào đầu. Được rồi, chuyện này chờ một thời gian sau rồi hãy nói. Sau khi cơm nước xong thì Triệu Thu Cúc đề nghị đi hát nhưng Vương Tử Quân từ chối, hắn rời khỏi khách sạn, sau đó nói Tiểu Lý đưa mình về khách sạn Thịnh Thế. Khi xe chạy được nửa đường thì Triệu Thu Cúc gọi điện thoại đến. Alo, Giám đốc Thu Cúc, có chuyện gì không? Vương Tử Quân nhận điện thoại rồi khẽ nói. Bí Thư Vương, cảm ơn ngài, nếu không có ngài ra tay thì Cảnh Tự Tiêu căn bản là người cực kỳ keo kiệt, không chịu bỏ ra xu nào. Triệu Thu Cúc ở bên kia lên tiếng rất dịu dàng dễ nghe. Chương 1508, một dù có chướng ngại vật cũng tiến lên. Vương Tử Quân cười cười nói, đây là trước đó Giám đốc Thu Cúc đã làm tốt các công tác, căn bản không có liên quan quá lớn đến tôi, hôm nay xem như tôi đến ăn cơm mà thôi. Đừng nói là một bữa cơm, cho dù là trăm bữa thì cũng không thể nào biểu đạt được hết lòng cảm kích của tôi với Bí Thư Vương. Triệu Thu Cúc nói rồi giống như nghĩ ra điều gì đó, Bí Thư Vương, tôi nghe nói bây giờ ngài còn chưa có chỗ ở cố định phải không?
Triệu Thu Cúc căn bản là người có ý nghĩ phong phú, mới đó mà đã kéo sang chủ đề cuộc sống làm cho Vương Tử Quân ngây cả người, thế nhưng hắn nhanh chóng cười nói, tạm thời còn chưa xác định, cục sự vụ cơ quan bên kia đang bố trí. Bí thư Vương, bây giờ khu thường ủy tỉnh ủy căn bản không còn nhà nào trống, tôi nghe nói bây giờ người của cục sự vụ cơ quan đang chuẩn bị dọn biệt thự số 5 cho ngài, hôm nay bọn họ đã đến làm công tác với người ở trong biệt thự số 5. Triệu Thu Cúc chợt nói bằng giọng điệu khá trầm thấp. Biệt thự số 5, Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm, lúc này người của cục sự vụ cơ quan yêu cầu những người rời khỏi cương vị công tác ở tỉnh Mật Đông phải nhường lại nhà, điều này căn bản là rất bình thường. Thế nhưng Triệu Thu Cúc lại nói bằng giọng điệu như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì trong đây sao? Gia đình ở biệt thự số 5 là, Vương Tử Quân dùng giọng kỳ quái hỏi. Bí thư Vương, biệt thự số 5 là của người nhà bí thư Trần. 10 năm trước sau khi bí thư Trần mắc bệnh tử vong thì người vợ quá của anh ấy luôn ở trong ngôi biệt thự kia. Triệu Thu Cúc dùng giọng trầm thấp nói. Bí thư Trần, Vương Tử Quân có chút sững sốt rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Những ngày qua hắn đã xem qua đại niên giám của tỉnh Mật Đông, căn bản có nhiều hiểu biết về tình hình trong tỉnh. Hắn biết rõ bí thư Trần công tác ở tỉnh Mật Đông không ít năm, là người rất có uy tín. Hơn nữa trong số đám cán bộ cấp sở của tỉnh có rất nhiều người được bí thư Trần đề bạt lên, quan trọng nhất chính là bí thư Trần chết khi đang còn ở trên cương vị công tác. Nếu như bây giờ ép người vợ quá của bí thư Trần ra ngoài, Vương Tử Quân tiến vào tiếp nhận, cho dù không ai biết sự việc này là do cục sự vụ cơ quan quản lý, bọn họ cũng sẽ khắc tội lên đầu mình. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và rơi vào trầm ngâm, Triệu Thu Cúc nói cho hắn biết tin tức này giống như một lời nhắc nhở thiện chí. Trong khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy có 20 căn biệt thự, còn có 5-6 gia đình rời khỏi cương vị nhưng chưa chuyển nhà, phạm vi rộng như vậy vì sao người của cục sự vụ cơ quan lại muốn phá đi tiền lệ của hơn 10 năm trước, ép gia đình bí thư Trần phải dọn nhà. Tâm tư này rõ ràng là không hay. Vương Tử Quân nghĩ như vậy mà không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, làm quan không chỉ cần có thực lực, hơn nữa còn phải được người người tâng bốc. Lúc này mình đến với vầng hào quang rực rỡ, hầu như mọi người đều nhìn ra được là hắn đến để chuẩn bị thay thế cho bí thư Đường Trấn Huy. Điều này là một ưu thế, làm cho đám người muốn tiến lên phải nương tựa vào mình, thế nhưng đó cũng là một phương diện khiêu chiến. Cũng không phải tuyến trên cho ra sắp xếp như vậy sẽ ép người ta thấy khó mà lui, để bọn họ tự động ném bỏ tâm tư của mình. Luôn có một số người cho rằng Vương Tử Quân là người từ trên trời giáng xuống ngăn cản đường phát triển của mình, biểu hiện bên ngoài thì hòa hợp êm thấm, thế nhưng lại ngáng chân sau lưng, hận không thể ném đá lên đầu mình. Sự giúp đỡ của lãnh đạo thượng cấp luôn luôn có hạn, nếu anh rơi vào hoàn cảnh cực kỳ không hay, khi đó căn cứ vào phương diện đại cục thì tuyến trên sẽ ném cho anh một cái thang để đi xuống. Những ví dụ như vậy là cực kỳ nhiều, đặc biệt là ở trong ký ức kiếp trước của Vương Tử Quân. Khi đó có một vị lãnh đạo tại vị trên vị trí thường ủy tỉnh ủy cả chục năm được điều động đến Chiết Giang, khi mới đến hắn là người được kỳ vọng rất cao, thế nhưng cuối cùng lại không được tiến lên mà chỉ dậm chân tại chỗ. Truy cứu nguyên nhân thì cũng là vì người này được tuyến trên giúp đỡ, thế nhưng trong lúc công tác thực tế lại bị người ta ngáng chân, căn bản không thể nào triển khai mở rộng công tác được. Mỗi một con thiên lý mã đều có bá nhạc đứng sau lưng, thậm chí có những con thiên lý mã sau lưng có một nhóm bá nhạc. Nếu như nói mỗi một chức vụ là một chàng thi đấu, như vậy nếu anh muốn chiến thắng, ngoài sự giúp đỡ của bá nhạc, ít nhất anh cũng phải có thực lực của bản thân. Không phải đám người muốn ngáng chân đang lợi dụng thủ đoạn khôn khéo này để làm ảnh hưởng danh dự của mình sao? Sau khi Đường Trấn Huy lui xuống, chính mình nếu không thể nào tiến lên, như vậy đối phương sẽ có cơ hội tiến lên từng bước. Không người nào tình nguyện thất bại, chỉ cần có một cơ hội thì rất nhiều người tình nguyện bỏ sức vật lộn, đánh cược một lần. Năm xưa dân chúng ngu muội còn dám đứng lên khởi nghĩa xưng hùng xưng bá, huống hồ bây giờ là một vị quan lớn đang thiếu một chút tín nhiệm mà thôi. Vương Tử Quân khẽ xoa thái dương, cố gắng kéo suy nghĩ của mình quay về thực tại. Bây giờ điều quan trọng nhất đối với hắn chính là phải làm sao để hóa giải điều này. Chuyện này căn bản là rất đơn giản, chỉ cần mình phân phó một câu với Trương Tề Bảo, để cho người này truyền đạt chỉ thị với người của cục sự vụ cơ quan, như vậy tất cả sẽ xong. Nhưng hắn làm như vậy lại dễ bị người ta thêm mắm dặm muối biến thành trò cười.
Câu nói có khả năng được lan truyền rộng rãi nhất chính là mình muốn ức hiếp mẹ con nhà người ta, muốn cướp nhà của bí thư Trần, kết quả là bị nhiều đồng chí mãnh liệt phản đối, không thể không từ bỏ ý đồ. Sau khi quay lại căn nhà của mình trong khách sạn Thịnh Thế, Vương Tử Quân đã cho ra tính toán tốt đẹp của mình. Hắn nói với Triệu Hiểu Bạch, cậu thông báo cho thư ký trưởng, ngày mai tôi sẽ gặp mặt các đồng chí văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Triệu Hiểu Bạch căn bản luôn chăm chú phục tùng sắp xếp của Vương Tử Quân, hắn đồng ý một tiếng, nhanh chóng ghi khắc chỉ thị của lãnh đạo vào trong lòng. Vương Tử Quân là người chủ quản công tác của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn gặp mặt các đồng chí trong văn phòng rõ ràng là một sự kiện lớn. Thư ký trưởng Lý Hanh Dư xử lý xong công tác của mình thì nhanh chóng đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, các đồng chí nghe nói ngài muốn gặp mặt bọn họ, thế là ai cũng phấn chấn, đều mong mỏi chờ đợi được gặp mặt ngài. Lý Hanh Dư ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân trên ghế salon rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy thân mật của Lý Hanh Dư, hắn cũng cười nói, thư ký trưởng, anh cũng đừng nói những lời ủng hộ quá tốt đẹp như vậy, vì nâng lên cao thì rơi càng đau. Nếu như tôi làm ảnh hưởng đến sự tích cực công tác của các đồng chí trong văn phòng, tôi sẽ nắm bắt hỏi tội anh. Trưởng phòng Vương cứ yên tâm, tình huống này sẽ tuyệt đối không bao giờ phát sinh. Tôi nghe nói các đồng chí trẻ tuổi trong cơ quan đều xem ngài là tấm gương, thế cho nên tính tích cực công tác đều tăng vọt. Lý Hanh Dư nói vài câu đã nhanh chóng đưa cho Vương Tử Quân một quả táo rất ngọt. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế nói, thư ký trưởng, chúng ta không nên tiếp tục trò chuyện nữa, bây giờ đi gặp mặt các vị đồng chí trong cơ quan. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh rất rộng, lúc này tất cả các phòng ban đều đào móc tiềm năng của mình làm cho khu văn phòng không còn một hạt bụi, tất cả các hạng mục công tác đều được trau chuốt ngay ngắn trật tự, ai cũng muốn lưu lại ấn tượng tốt nhất cho Chủ tịch Vương vừa mới đến. Mặc dù một cơ hội gặp mặt như vậy không nhất định đem đến cho mọi người một kỳ ngộ, thế nhưng ít nhất nếu bọn họ lưu lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo thì sẽ sinh ra hậu hoạn vô cùng. Chương 1508-2, dù có chướng ngại vật cũng tiến lên. Đối với đám cán bộ công tác trong cơ quan, nếu như tìm được lời nói tán thành của Vương Tử Quân, như vậy sẽ giống như một bước lên trời. Vì vậy dù cơ hội này là rất xa vời thì bọn họ cũng đều cảm thấy rất hy vọng. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh có tổng cộng 10 phòng ban, Vương Tử Quân đi thăm hỏi cán bộ công tác với hành động chủ yếu là trò chuyện và bắt tay, sau hơn một giờ đã đi được hơn phân nửa đơn vị trong văn phòng. Chủ tịch Vương, nếu không thì tôi sẽ tập trung các vị lãnh đạo phụ trách phòng ban vào trong phòng họp, để bọn họ thống nhất lời nói với ngài. Lý Hanh Dư luôn đi theo bên cạnh Vương Tử Quân, hắn khẽ mở miệng xin chỉ thị của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Lý Hanh Dư đổ mồ hôi đầm đìa, hắn cười nói, thư ký trưởng, bây giờ chúng ta đã đi được 90 bước, sao lại có thể thất bại trong gang tấc được. Hơn nữa các đồng chí đều đang đợi, thế cho nên đãi ngộ của mọi người phải là như nhau. Chủ tịch Vương nói đúng, Lý Hanh Dư nhìn hoàn cảnh chung quanh rồi chỉ về một khu văn phòng cách đó không xa nói, chủ tịch Vương, bên kia chính là văn phòng của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan, chúng ta đi qua đấy một chút. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đi về phía khu văn phòng của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan. Khi hắn đi đến cửa văn phòng thì đám lãnh đạo đã đứng sẵn chào đón. Chủ tịch Vương, chào mừng anh đến Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan chỉ đạo công tác. Đi đầu là một người đàn ông hơn 50 tuổi, hắn vừa thấy mặt thì nhanh chóng vươn hai tay với Vương Tử Quân. Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan là đơn vị của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vì tính chất công tác mà người phụ trách luôn là lãnh đạo chủ yếu của cấp ủy chính quyền tỉnh. Lúc này Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, tất nhiên càng là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Vương Tử Quân nhìn đám người ra nghênh đón và nhanh chóng liên hệ sự việc với Cục trưởng Cát Xương Vận của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan. Hắn bắt tay với Cát Xương Vận rồi nói, Cục trưởng Xương Vận, văn phòng cấp ủy chính quyền tỉnh có được vận hành tốt hay không là đều nhờ vào anh. Thế cho nên anh cũng đừng để phát sinh bất kỳ vấn đề gì mới được. Mong Chủ tịch Vương cứ yên tâm, cục chúng tôi sẽ luôn cố gắng công tác, toàn tâm toàn ý phục vụ cho các cơ quan trong văn phòng cấp ủy chính quyền, tranh thủ tạo ra hoàn cảnh xử lý công cực kỳ tốt đẹp. Cát Xương Vận ngẩng đầu ưỡn ngực dùng giọng chăm chú nói. Vương Tử Quân cười cười đi vào trong phòng họp của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan. Lúc này đám nhân viên công tác đã chờ sẵn bên trong. Bọn họ thấy Vương Tử Quân đi vào thì vỗ tay rất nhiệt liệt.
Sau khi Vương Tử Quân hỏi vài câu liên quan đến công tác của Cục Sự vụ Cơ quan, hắn lại nói thêm vài câu khuyến khích các đồng chí cố gắng công tác, sau đó chợt thay đổi chủ đề. Cục trưởng Cát, tôi còn có chuyện cần làm phiền anh. Cát Xương Vận tuy dựa theo yêu cầu của Lý Hanh Dư để lén chơi trò không hay với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này căn bản là cực kỳ cố gắng biểu hiện, tốt nhất là nên dẫm chân hai thuyền, không nên đắc tội ai. Trước đó Cát Xương Vận đã suy xét nhiều phương diện, cho dù Vương Tử Quân có biết được sự việc thì hắn cũng không sợ. Vợ của Bí Thư Trần ở trong khu thường ủy tỉnh ủy đã là một quy định bất thành văn, nhưng nếu dựa theo quy định để yêu cầu bọn họ chuyển nhà cũng là rất bình thường. Hắn hoàn toàn là làm việc theo đúng quy củ, dù Vương Tử Quân có thế nào cũng không làm gì được hắn. Chủ tịch Vương, ngài có chuyện gì cứ phân phó, tôi nhất định sẽ dùng toàn lực để ứng phó. Cát Xương Vận trả lời cực kỳ kiên quyết và vang dội làm cho người ta nghe vào và sinh ra nhiều ý nghĩ. Vương Tử Quân cười cười nói, cũng không phải là chuyện gì lớn, chính là chuyện liên quan đến tôi. Tôi đã đến Mật Đông được một tuần, luôn ở trong khách sạn Mật Đông. Tôi cảm thấy dù điều kiện của khách sạn là cực kỳ tốt thế nhưng cũng không sinh ra cảm giác như ở nhà. Thế cho nên tôi mới mong được Cục trưởng Cát giúp đỡ, nhanh chóng giải quyết phương diện nhà ở. Cát Xương Vận dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân lại động đến vấn đề này, nói chung vì trong lòng có quỷ thế nên hắn chợt sinh ra cảm giác phát run. Nhưng hắn dù sao cũng là cán bộ công tác lâu năm, đã sớm là một kẻ lão luyện, thế nên bình tĩnh lên tiếng, Chủ tịch Vương. Không thể kịp thời sắp xếp chỗ ở cho ngài chính là thất trách của tôi, mong ngài kiên nhẫn chờ một chút, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa cho ngài trong thời gian sớm nhất. Cục trưởng Xương Vận, anh không cần gấp gáp như vậy. Tôi cũng biết rõ công tác của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan là không dễ dàng, phải suy xét ở nhiều phương diện. Vương Tử Quân nói rồi vỗ vỗ lên vai của Cát Xương Vận, lại cười nói, tôi nghe nói bây giờ trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy cũng không còn chỗ trống. Thế nên anh cứ sắp xếp tùy tiện cho tôi một căn hộ, yêu cầu của tôi cũng không quá cao, chỉ cần ở dưới lầu 3 là được. Khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy là láng giềng của khu biệt thự dành cho lãnh đạo thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng điều kiện cũng không thể nào so sánh bằng. Hơn nữa Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng hàng thứ 3 trong tỉnh, phải là người ở trong khu biệt thự dành cho các thường ủy tỉnh ủy. Bây giờ Vương Tử Quân cho ra đề xuất ở trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy. Như vậy là không phù hợp với quy định. Lãnh đạo nói ra những lời thế này căn bản không có mấy phần thật tình, phần lớn là không hài lòng với sắp xếp của anh mới hạ thấp tiêu chuẩn như vậy. Cát Xương Vận là người nghe tiếng nhạc biết lời bài hát, chán hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hắn nhanh chóng tỏ thái độ, Chủ tịch Vương, cũng không có quy định lãnh đạo sẽ phải ở nơi nào, thế nhưng bây giờ tôi còn chưa làm tốt công tác sắp xếp nhà cửa cho ngài, tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Nhưng ngài cứ yên tâm. Ngài cho tôi một thời gian, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng. Được rồi, ở chỗ nào cũng được, bây giờ tôi một mình đến tỉnh Mật Đông, ở một căn hộ bình thường không được sao. Hôm qua tôi đi ngang qua khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy, tôi phát hiện có một căn hộ ở phía bắc lầu 2 không có người, tôi sẽ đến ở nơi đó. Hôm nay anh cho người đến đó quét dọn vệ sinh, ngày mai tôi sẽ chuyển chỗ. Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu cực kỳ chân thật đáng tin. Lý Hanh Dư đi theo sau lưng Vương Tử Quân, lúc này hắn trợn trừng mắt lên nhìn. Vừa rồi Vương Tử Quân bày ra bộ dạng tươi cười tủm tỉm, thế nhưng bây giờ lại lên tiếng cực kỳ khí thế, muốn được ở trong một căn hộ của khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy. Vương Tử Quân rốt cuộc là nói lời thật lòng hay còn có ý khác? Trong đầu liên tục lóe lên những ý nghĩ như vậy, Lý Hanh Dư nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Cát Xương Vận, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Chủ tịch Vương. Ngài là thường ủy tỉnh ủy, ngài nên ở trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Bây giờ khu thường ủy tỉnh ủy còn chưa có chỗ trống, còn chưa có người dọn ra, có lẽ là vì nguyên nhân công tác của Cục trưởng Cát, tôi thấy không bằng để cho Cục trưởng Cát giúp người thúc đẩy người khác dọn nhà. Vương Tử Quân không chờ Lý Hanh Dư nói xong thì đã trầm mặt xuống, hắn nhìn thoáng qua Lý Hanh Dư rồi nói, thư ký trưởng Lý, chuyện này cứ quyết định như vậy, chỉ là một chỗ ở mà thôi. Cần gì phải chú ý nhiều như vậy? Vương Tử Quân nói rồi cất bước ra ngoài, Lý Hanh Dư còn muốn khuyên vài câu nhưng khi thấy Vương Tử Quân nhanh chóng bước đi thì chỉ có thể đưa mắt nhìn Cát Xương Vận, sau đó nuốt lời muốn nói vào bụng. Cát Xương Vận đổ mồ hôi hột, hắn dùng tay lau mồ hôi rồi nghĩ đến một chuyện cực kỳ đáng sợ. Chương 1509, vừa nghĩ đến thì đã linh nghiệm.
Cát Xương Vận là một người tám mặt lung linh, xử sự công tác cực kỳ nhạy bén, thế nhưng làm việc cũng không dễ dàng chút nào. Nếu nói về nhân phẩm thì hắn là người trung thành và tận tâm, hắn luôn chú ý đến tâm tư của lãnh đạo, dùng tất cả biện pháp để làm cho lãnh đạo của mình được vui. Mặc kệ là thế lực gì thì hắn cũng có thể xử lý được, mặc kệ là chuyện khó thế nào thì hắn cũng có thể làm cho xong. Lúc này sự việc xảy ra làm cho Cát Xương Vận sinh ra cảm giác lo lắng chưa từng có. Có câu có địa phương là có giang hồ, thật ra trong quan trường người ta căn bản chú trọng đến những tin đồn nhảm, đám người kia tình nguyện tin là có chứ không muốn tin là không. Chuyện nhà cửa của Bí Thư Vương căn bản chỉ là một yêu cầu mà thôi, thế nhưng hôm qua Cát Xương Vận lại đến đốc thúc vợ Bí Thư Trần dọn nhà, sự việc này có lẽ đã được truyền bá rất rộng rãi. Nếu như Vương Tử Quân tiến vào ở trong căn biệt thự kia, cũng không ai dám nói gì. Cát Xương Vận là một thủ hạ, cánh tay không lay được đùi, Bí Thư Vương nói hắn làm thế nào thì phải làm theo, biết đâu đến khi đó hắn sẽ là người có lợi. Không ngờ Vương Tử Quân đi đến ở trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy, đây là ý gì? Tư thái rõ ràng này muốn cho tất cả mọi người thấy rõ Bí Thư Vương Các Ních không có ý muốn vào ở trong khu thường ủy tỉnh ủy. Cát Xương Vận hắn làm như vậy là nịnh bợ lãnh đạo quá mức. Muốn sờ mông lãnh đạo lại đập lên đùi, hơn nữa còn mang tiếng vong ân phụ nghĩa ức hiếp vợ con của lãnh đạo đã khuất. Chuyện này xảy ra thì dù Cát Xương Vận có giải thích thế nào cũng không có người tình nguyện nghe. Chưa nói đến ý kiến của lãnh đạo, cho dù bây giờ là đồng sự cũng sẽ thấy hắn làm việc bất nhân bất nghĩa, thật sự không phải con người. Sau khi Vương Tử Quân rời đi thì hắn vội vàng giữ lấy tay của Lý Hanh Dư, thư ký trưởng Lý, ngài nói xem nên làm thế nào bây giờ. Lý Hanh Dư cũng là người thông minh, hắn đã suy xét rất kỹ những khúc mắc của sự kiện này, hắn chợt cảm thấy lần này Bí Thư Vương muốn gặp mặt cán bộ trong văn phòng chủ yếu là vì chuyện này của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan, thế nhưng hắn vẫn mở miệng an ủi Cát Xương Vận, anh Cát, chuyện Bí Thư Vương đến ở trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy thì có liên quan gì đến anh? Anh cũng đừng quá quan tâm đến điều này, không có vấn đề gì cả. Lý Hanh Dư nói rồi nhanh chóng bắt kịp bước chân của Vương Tử Quân, chỉ để Cát Xương Vận đứng ngơ ngác ngay tại chỗ. Chủ tịch Vương, đây là chìa khóa căn hộ trên lầu 2 khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy. Trương Tề Bảo khẽ đặt chìa khóa lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, sau đó nở nụ cười nói. Vương Tử Quân tiếp nhận chìa khóa nhìn thoáng qua, sau đó thản nhiên nói, khi nào tôi có thể đến đấy ở được. Đồng chí Cát Xương Vận nói cần phải sắp xếp lắp đặt thiết bị, nếu ngài muốn tiến vào thì phải một tháng nữa mới xong được. Trương Tề Bảo không biết rốt cuộc Vương Tử Quân có tâm tư gì, thế cho nên lời nói của hắn là cực kỳ cẩn thận. Vương Tử Quân cũng thấy thái độ của Trương Tề Bảo thế nhưng không muốn uốn nắn. Trương Tề Bảo là thư ký trưởng đặc biệt phục vụ cho hắn, bây giờ tích cực dựa vào hắn, thế nên hắn cần phải cho đối phương một chút tình cảm ấm áp. Nhưng dù sao thì mức độ thân thiết với thủ hạ cũng phải có hạn, hắn vừa làm cho người ta sinh ra cảm giác bình dị gần gũi, vừa làm cho người ta phải sợ hãi, chỉ như vậy mới phát huy được quan uy đến mức tận cùng. Khi thấy Vương Tử Quân không nói lời nào thì Trương Tề Bảo tiếp tục lên tiếng, trước kia căn hộ này là của một vị trưởng phòng của văn phòng tỉnh ủy, vì điều động đến thành phố khác công tác thế nên mới để trống. Tôi đã đi qua xem xét, sàn nhà vẫn rất tốt. Chỉ cần đổi mới thiết bị là có thể vào ở được. Không cần phiền toái như vậy, ngày mai anh sắp xếp vài người đến quét dọn, chỉ cần đơn giản mà thôi, ở được là được, tôi cũng không quá chú tâm đến vấn đề này. Vương Tử Quân vung tay lên với Trương Tề Bảo rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Trương Tề Bảo nghe Vương Tử Quân sắp xếp như vậy, hắn biết rõ Bí Thư Vương muốn đến ở trong căn hộ kia. Thế là hắn bắt đầu thầm nghĩ xem nên làm thế nào mới có được niềm vui từ Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, tôi nghe nói sáng nay có 10 vị cựu chiến binh đến tìm gặp thư ký trưởng Phương để phản ánh sự kiện cục trưởng Cát Xương Vận công tác rất mất tiêu chuẩn, nịnh bợ lãnh đạo cũng không có vấn đề gì, thế nhưng cũng không thể làm ra những chuyện mất nhân tính như vậy. Những ngày qua thiếu chút nữa đã đuổi người nhà của Bí Thư Trần ra ngoài đường, không quan tâm đến tình hình thực tế của phu nhân Bí Thư Trần. Khi Trương Tề Bảo chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn khẽ mở miệng báo cáo. Có chuyện này sao? Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo rồi dùng giọng như cười như không hỏi. Trương Tề Bảo thấy Vương Tử Quân quan tâm thì giọng điệu càng thêm dứt khoát, đám cựu chiến binh kia rất nóng tính, bọn họ liệt kê ra vài căn hộ còn chưa được dọn ra trong khu thường ủy tỉnh ủy,
nói là một nhà được thăng quan nên Cát Xương Vận không dám đắc tội, một nhà có con phát triển mạnh mẽ, thế nên Cát Xương Vận cũng không dám đổi đi, chỉ có người nhà bí thư Trần không nơi nương tựa trở thành đích ngắm cho Cát Xương Vận, thế nên hắn mới đến đó quấy rối. Bí thư Vương, còn có một lão lãnh đạo nói lời rất khó nghe, nói là Cát Xương Vận như vậy thì xứng với vị trí cục trưởng sao? Người này chỉ có vẻ bề ngoài là chu đáo thế nhưng sau lưng lại cho ra những hành vi không ra gì. Người rời khỏi vị trí công tác bị uống trà nguội cũng không có vấn đề, thế nhưng đáng sợ nhất là những kẻ nham hiểm trước mặt gọi là cha mẹ nhưng sau lưng lại ngầm vung dao. Năm xưa nếu không được bí thư Trần dốc lòng bồi dưỡng thì Cát Xương Vận có được ngày hôm nay sao? Đúng là loại chó vong ân phụ nghĩa. Vương Tử Quân nghe thấy Trương Tề Bảo nói bằng giọng đầy căm phẫn như vậy thì trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, nhiều người thì chức ít, đây luôn là thái độ trong quan trường. Biết đâu năm xưa Cát Xương Vận từng tranh chấp với Trương Tề Bảo. Hoặc là giữa hai người có chút vướng mắc gì đó. Sau khi nghe xong những câu nói của Trương Tề Bảo về hành vi tự ném đá vào chân mình của Cát Xương Vận, Vương Tử Quân mới ra vẻ như suy nghĩ nói, nếu thật sự là các đồng chí lão thành nói như vậy thì đồng chí Cát Xương Vận thật sự có vấn đề. Trương Tề Bảo nghe những lời này mà không khỏi cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng, hắn nói ra một loạt lời nói như vậy cũng không phải là vì chờ kết luận này của Vương Tử Quân. Với vị trí của Bí Thư Vương hiện tại, một khi có cái nhìn với Cát Xương Vận thì sẽ khác biệt rất lớn. Tất nhiên không có khả năng là ưu ái, thậm chí còn có một khả năng, đó chính là chờ khi thời cơ chín muồi sẽ tiến hành đổi người. Thư ký trưởng lên tiếng với các đồng chí lão thành là sẽ điều tra thật kỹ sự việc này, sau đó khuyên can mãi thì các đồng chí kia mới rời đi. Thế nhưng cục trưởng Cát thì lại rất khổ sở, chỉ là việc này anh ấy quá hấp tấp vội vàng mà thôi. Trương Tề Bảo cho ra một kết luận căn bản là có vài phần giải vây cho Cát Xương Vận, thế nhưng câu nói giải vây chuồn chuồn lướt nước thế này là không có độ nặng. Khi thấy Vương Tử Quân không lên tiếng thì Trương Tề Bảo có chút đắc ý. Nói chuyện với lãnh đạo là nghệ thuật, mặc dù anh có thái độ rất rõ ràng thế nhưng khi cho ra kết luận cũng không đi theo chiều hướng như vậy, cũng phải bày ra tư thái chính đáng nhất. Anh nói đến chuyện của người ta chủ yếu là vì giữ gìn đại cục. Tất nhiên phải chú trọng đến cả phương diện hình tượng. Quan trường thường khó hiểu như vậy, lời nói phát ra khỏi miệng với phương thức khác biệt thì căn bản có hiệu quả khác biệt. Vương Tử Quân nhìn hình dáng bỏ đi của Trương Tề Bảo mà nở nụ cười. Đối với hắn thì chuyện của Cát Xương Vận chỉ là nhỏ nhặt, hắn sở dĩ nghiêm túc như vậy chính là muốn chào hỏi người khác. Đấu tranh chính trị là thứ khó tránh khỏi, mời các anh cho ra những thủ đoạn tươi sáng hơn, không nên chơi những trò hạ lưu như vậy. Vương Tử Quân do dự một lát rồi đặt điện thoại xuống. Sự việc bây giờ tiến hành rất thuận lợi, nếu mình chủ động ra tay thì không bằng chờ người ta đến tận cửa. Tút tút tút, khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số, sau đó nghe máy, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Người gọi điện thoại đến cho hắn cũng không phải là Phương Anh Hồ như trong tưởng tượng, mà chính là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Uông Thanh Minh. Đây là người mật đông có quen biết sớm nhất với Vương Tử Quân, dù sao thì hai người bọn họ trước kia cũng ở trên vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nên cũng thường xuyên đi họp cùng nhau. Nhưng khi đó hai người chỉ có chút kết giao, bây giờ Vương Tử Quân đến tỉnh mật đông thế là mối liên hệ giữa hai người có thêm chút thân mật. Bí thư Vương, anh có bận rộn gì không? Giọng nói của Uông Thanh Minh trong điện thoại cực kỳ trầm bổng và có sức cuốn hút. Vương Tử Quân nghe qua vài tin tức về Uông Thanh Minh. Giống như khi còn đang đi học thì người này từng học qua một lớp thanh nhạc. Vương Tử Quân căn bản cũng tình nguyện kết giao với một người trước kia đã có chút quan hệ như Uông Thanh Minh. Vì vậy hắn cười nói, cũng có chút bận rộn, thế nhưng nếu trưởng phòng Uông có gì cần phân phó, như vậy dù tôi có bận rộn đến mức loay hoay bốn chân cũng phải lắng nghe, nếu không chẳng phải tôi tự phá hỏng con đường cầu tiến của mình sao. Uông Thanh Minh nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì cười lớn, bí thư Vương. Ngài nói như vậy rõ ràng là sơn son thiếp vàng lên mặt tôi nào có bản lĩnh như vậy. Nếu nói cầu tiến thì tôi mới là người phải trông chờ vào ngài. Hai người nói vài câu chê cười, sau đó Uông Thanh Minh lên tiếng, bí thư Vương, hôm nay ngài có thời gian không? Ngài đã đến mật đông được vài ngày, tôi còn chưa mở tiệc chào mừng, rõ ràng là tội quá lớn. Mỗi lần tôi nghĩ đến phương diện này thì đều ngủ không yên. Ha ha ha. Chất lượng giấc ngủ của trưởng phòng Uông chính là chuyện đại sự của tỉnh Mật Đông chúng ta.
Tôi vì giấc ngủ ngon của anh đành phải liều mình đi đến uống vài ly vậy. Vương Tử Quân cười ha hả rồi tiếp nhận lời mời của Uông Thanh Minh. Được rồi, xem như đã định, hôm nay tôi sẽ mời Bí Thư Vương ăn những món đặc sản của tỉnh Mật Đông. Uông Thanh Minh nói địa chỉ xong thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân cũng không có quá nhiều suy đoán về phương diện Uông Thanh Minh gọi điện thoại cho mình là có ý gì. Dù sao thì bây giờ mọi người ở tỉnh Mật Đông đều ôm thái độ thăm dò mình, nếu hắn muốn đứng vững bàn chân ở nơi đây thì căn bản không dễ dàng. Chương 1510, một là nóng sốt, hai là bị ghẻ lạnh. Nhưng Uông Thanh Minh có thể là một cái lòng rất tốt, dù sao thì người này cũng là trưởng phòng tổ chức nhiều năm, có không ít môn hạ của riêng mình. Nếu Vương Tử Quân làm tốt quan hệ với Uông Thanh Minh, như vậy sau này sẽ giảm bớt nhiều lực cản trong công tác. Hơn nữa bây giờ Uông Thanh Minh lại tình nguyện làm người mắc câu khi Vương Tử Quân buông cần câu không lưỡi. Vương Tử Quân chờ thêm nửa giờ thì Phương Anh Hồ chủ động đi đến. Phương Anh Hồ vừa vào cửa đã dùng giọng kiểm điểm nói, Bí Thư Vương, tôi không sắp xếp tốt cho cuộc sống của ngài, tôi là người có trách nhiệm cao nhất, hơn nữa còn gây ra phiền toái cho ngài. Phương Anh Hồ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, chẳng những tìm được niềm vui cho nhiều vị thường ủy tỉnh ủy, còn tìm được niềm vui cho Bí Thư Sầm. Trong mắt nhiều người thì hắn là một vị thường ủy tỉnh ủy nặng ký hơn so với nhiều người khác. Nhưng độ nặng là một chuyện nhưng vị trí bản thân lại là chuyện khác. Nhìn vào vị trí thì Vương Tử Quân là phó bí thư tỉnh ủy, Phương Anh Hồ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, Phương Anh Hồ cũng có một phần công tác trong việc phục vụ Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân chủ động để yêu cầu người của Cục Sự vụ Cơ quan sắp xếp nhà theo ý mình, nếu như một người là thư ký trưởng như Phương Anh Hồ không đứng ra lên tiếng, như vậy sẽ không ra thể thống gì. Vương Tử Quân bình tĩnh ngồi đó chờ Phương Anh Hồ lên tiếng. Phương Anh Hồ cực kỳ bội phục sự tỉnh táo của Vương Tử Quân, hắn biết rõ bây giờ Vương Tử Quân hiểu rõ tất cả những báo cáo của mình, thậm chí có thể nói là biết kỹ càng khách quan hơn cả mình. Thư ký trưởng Anh Hồ, chút chuyện nhỏ như vậy không đáng để anh phải đến xin lỗi. Nói ra thì tôi cũng phải tự kiểm điểm, dù sao thì tôi cũng là người được phân công chủ quản công tác của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan. Vương Tử Quân nói rồi cười lên ha hả. Phương Anh Hồ cũng cười theo. Sau khi Triệu Hiểu Bạch đến rót trà lui ra thì hắn cười nói, Bí Thư Vương, mọi người đều nói một lãnh đạo tốt chính là quyển sách hay cần được học hỏi, hôm nay tôi xem như đã phục. Tiểu Bạch là một người khôn khéo, lại có chút chất phác, anh nhìn mà xem, cậu ấy đã trở nên nhanh nhạy lanh trí hơn khi được ngài chỉ bảo tận tình. Vương Tử Quân biết rõ đây chính là những lời nịnh hót biến tướng của Phương Anh Hồ với mình. Hắn đã hiểu rõ thân phận của Triệu Hiểu Bạch. Cũng biết trong lời nói của đối phương còn có chút nhắc nhở. Thế nhưng Phương Anh Hồ mở miệng cực kỳ đúng mực, nói đến mức độ này thì có thể hiểu và có thể không, căn bản dựa vào lĩnh ngộ của anh. Ha ha, Hiểu Bạch căn bản là không tệ. Vương Tử Quân cũng không nói ra câu trả lời quá rõ ràng, chỉ là lên tiếng hàm hồ cho qua mà thôi. Hai người nói thêm vài câu chuyện phiếm, sau đó Phương Anh Hồ chủ động chuyển đề tài lên người Vương Tử Quân, Bí Thư Vương. Tôi nghe nói ngài đã chọn một căn hộ trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy. Ngài chờ thêm một thời gian nữa có được không? Hai ngày trước tôi vừa vặn gặp mặt trưởng phòng Trịnh, anh ấy được điều về thủ đô, tất cả công tác đã ổn thỏa, hai ngày tới sẽ dọn nhà. Phương Anh Hồ nói đến trưởng phòng Trịnh, Vương Tử Quân căn bản không biết người này là ai, thế nhưng ý nghĩa lời nói của đối phương đã quá rõ ràng. Phương Anh Hồ nói cho hắn biết hai ngày nữa sẽ có nhà trong khu thường ủy tỉnh ủy. Sẽ chuẩn bị sẵn cho hắn, mong hắn đừng nóng vội chuyển đến khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy. Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm đến phương diện ở nơi nào, dù ở trong khu thường ủy tỉnh ủy thì sẽ thoải mái hơn so với khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy, thế nhưng Vương Tử Quân đã nhận chìa khóa căn hộ, cũng không muốn rằng co làm gì. Vương Tử Quân cười nói, thư ký trưởng, tôi tạm thời không qua ngay được, đối với tôi bây giờ thì một người ăn no cả nhà không đói bụng. Ở chỗ nào cũng như nhau mà thôi. Hơn nữa dù là khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy hay thường ủy tỉnh ủy cũng là như vậy, tất cả đều nằm trong tầm quản lý của Cục Sự vụ Cơ quan, tôi thấy nên nhường nhà cho các đồng chí có nhu cầu thì hơn. Phương Anh Hồ nhíu mày một lát, sau đó hắn chợt cười nói, Bí Thư Vương, văn phòng đã có quy định rõ ràng về phương diện đãi ngộ với lãnh đạo, nếu như ngài cứ như vậy, chỉ sợ người khác cũng không dám vào ở. Thư ký trưởng Anh Hồ, cứ quyết định như vậy đi,
nhà cao cửa rộng thế nào thì đêm ngủ cũng chỉ cần vài mét vuông, chỉ là một chỗ ngủ đơn giản cũng không nên quá so đo. Vương Tử Quân khoát tay áo với Phương Anh Hồ rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Phương Anh Hồ nuốt những lời định nói vào trong bụng, hắn mẫn cảm ý thức được vị bí thư vương trẻ tuổi với nụ cười tủm tỉm trên môi này căn bản cực kỳ có tính cách. Nhưng ngay sau đó Phương Anh Hồ lại cảm thấy có chút thoải mái, nếu như Vương Tử Quân không có tính cách thì sao có thể phát triển đến vị trí hiện tại mà vẫn còn trẻ như vậy được. Phương Anh Hồ trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới dùng giọng trầm thấp nói, bí thư vương, hôm nay có vài vị cựu chiến binh đến phản ánh với tôi về hành vi của cục trưởng Cát. Nói rằng đồng chí Cát Xương Vận vì sắp xếp chỗ ở cho ngài mà muốn di rời gia đình của lão lãnh đạo từ trong khu thường ủy ra ngoài, làm cho người ta cảm thấy rất tức giận. Sao, có chuyện này à? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Phương Anh Hồ rồi dùng giọng cực kỳ tùy ý nói. Phương Anh Hồ dùng giọng điệu có chút xấu hổ giải thích, tôi đã cho người điều tra, phát hiện tình huống mà các đồng chí lão thành phản ánh là đúng sự thật, đồng chí Cát Xương Vận căn bản làm việc thiếu suy xét. Vương Tử Quân cười cười cũng không nói lời nào. Bí thư vương, vì ngài là lãnh đạo chủ quản của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan, thế nên các đồng chí lão thành kia kích động tâm tình muốn đến tìm ngài, tôi phải cố gắng khuyên nhủ bọn họ mới xong. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp, nhưng nhìn từ điều lệ công tác của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan thì đồng chí Cát Xương Vận chỉ là làm việc thiếu suy xét, cũng không tồn tại sai lầm, ngài nói xem, bây giờ nên xử lý anh ấy như thế nào. Vương Tử Quân lấy ra một điếu thuốc, khẽ châm lửa hít vào một hơi, sau đó nói, nếu như là phương thức làm việc không đúng thì căn bản không thể tiến hành trừng phạt được. Nhưng tình huống này tuyệt đối không thể tiếp tục tái xuất hiện. Thư ký trưởng Anh Hồ, chúng ta nên điều chỉnh cương vị công tác của đồng chí Cát Xương Vận. Điều chỉnh cương vị công tác thì có hai khả năng, một là có được vị trí tốt nóng sốt, hai là bị điều đến vị trí ghẻ lạnh cho ra rìa. Khả năng nào cũng có thể diễn ra, có thể nói là tốt xấu đồng đều. Rốt cuộc là điều chỉnh theo hướng nào? Vương Tử Quân căn bản không lên tiếng nhưng ý nghĩ đã quá rõ ràng, cái ghế của Cát Xương Vận phải thay người. Chương 1512, một là nóng sốt, hai là bị ghẻ lạnh. Một khi công tác có vấn đề thì căn bản không bao giờ được điều động thăng chức. Phương Anh Hồ hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn gật đầu nói, chuyện này tôi sẽ liên hệ với trưởng phòng Thanh Minh. Sẽ cho ra một phương án phù hợp để bí thư vương xem xét. Vương Tử Quân tiễn chân Phương Anh Hồ, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Thời gian sau đó hắn cũng không ở lại trong phòng làm việc của mình, hắn cùng Trương Tề Bảo và Triệu Hiểu Bạch đi kiểm tra vài công tác của thành phố rừng mật, sau đó ngồi lên xe đi đến khách sạn đã giao hẹn với Uông Thanh Minh. Sau khi xe chậm rãi dừng lại thì một người đàn ông trung niên chạy đến, hắn nở nụ cười cung kính nói, bí thư vương. Tôi là tiểu lữ của phòng tổ chức tỉnh ủy, trưởng phòng đang chờ ngài trên lầu, mời ngài đi theo tôi. Người đàn ông trung niên này căn bản lớn tuổi hơn nhưng lại xưng hô với Vương Tử Quân là tiểu lữ, hơn nữa trên mặt không có chút xấu hổ. Vương Tử Quân chỉ có thể gật đầu rồi đi theo đối phương lên lầu. Bí thư vương, hoan nghênh hoan nghênh. Vương Tử Quân vừa mới đi lên lầu 2 thì Uông Thanh Minh đã tiến ra nghênh đón, hai bàn tay lớn duỗi ra, trên mặt là nụ cười sáng lạn. Vương Tử Quân bắt chặt tay với Uông Thanh Minh, hắn cười nói, trưởng phòng Uông, hai người chúng ta cũng không phải là người ngoài, anh nhìn xem tình huống đón tiếp quá long trọng, như vậy tôi cũng không biết phải làm sao cho phải. Nói ra thì không bằng tôi đến nhà anh ngồi một lát để nếm thử tay nghề của chị dâu. Vương Tử Quân nói như vậy làm cho vẻ mặt của Uông Thanh Minh càng thêm vui vẻ, hắn vung tay lên nói tốt, ngày sau mời bí thư vương đến nhà tôi, để bà nhà tôi làm vài món ngon. Thế nhưng hôm nay lại không được, đây chính là chút tâm ý của tôi chào đón anh đến tỉnh Mật Đông nhận công tác. Hai người trò chuyện với nhau rồi đi vào phòng, lúc này bên trong phòng còn có hai người khác, khi Vương Tử Quân và Uông Thanh Minh đi vào thì hai người kia nhanh chóng đứng lên. Sau khi mời Vương Tử Quân ngồi xuống ghế chủ vị, Uông Thanh Minh chỉ vào hai người kia rồi mở miệng giới thiệu, Bí Thư Vương, vị này chính là Chủ tịch Lôi Hợp Tuấn của thành phố Đồng Lục. Lôi Hợp Tuấn là người có tướng mạo dễ nhìn, dù không cười cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác như đang cười. Sau khi nghe Uông Thanh Minh mở miệng giới thiệu thì hắn nhanh chóng cười nói với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, kính mong lãnh đạo khi nào có thời gian thì tranh thủ đến thành phố Đồng Lục chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác.
Vương Tử Quân gật đầu với Lôi Hợp Tuấn rồi nói, tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Đồng Lục là rất tốt, hy vọng năm sau Chủ tịch Lôi có thể tiếp tục bảo trì trạng thái phát triển như vậy. Lôi Hợp Tuấn không ngờ Vương Tử Quân mới đến vài ngày lại có những hiểu biết nhất định như vậy về thành phố Đồng Lục, thế là hắn mở miệng dùng giọng kính sợ nói, cảm ơn Bí Thư Vương đã khuyến khích, các cán bộ cao thấp trong thành phố Dương Độ Lục nhất định sẽ không làm phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Bí Thư Vương, vị này chính là Phó Phòng Thường vụ Liêu Kỳ Đông của Phòng Tổ chức Tỉnh ủy. Anh ấy không những là trợ thủ tốt của tôi trong lúc công tác, còn là một nhân tài vĩ đại trong số cán bộ trẻ tuổi tỉnh Mật Đông. Uông Thanh Minh nhìn về phía một vị cán bộ trên 30 tuổi rồi lên tiếng giới thiệu. Phó Phòng Thường vụ Phòng Tổ chức Tỉnh ủy chính là một vị trí quan trọng, lúc này Liêu Kỳ Đông có thể được mời đến đây, nói rõ nhận được sự coi trọng của Uông Thanh Minh khi công tác trong Phòng Tổ chức Tỉnh ủy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói với Liêu Kỳ Đông, khó người nào được trưởng phòng Uông khen ngợi như vậy, trưởng phòng Liêu được anh Uông đánh giá tốt như thế chắc chắn là người có năng lực mạnh mẽ, thật sự rất tốt. Liêu Kỳ Đông còn chưa đến 40 mà an vị trên vị trí hiện tại thì xem như Xuân Phong đắc ý phát triển mạnh mẽ, thế nhưng lúc này đối diện với một Vương Tử Quân tươi cười như hoa lại cảm thấy một cảm giác đè nén quá mạnh. Dù sao nếu hắn so sánh với Vương Tử Quân, dù là ở phương diện tuổi tác hay vị trí hiện tại cũng thua kém quá nhiều. Nhưng Liêu Kỳ Đông tuyệt đối không thể nịnh nọt Vương Tử Quân, vì vị trí quyết định lời nói của từng người. Vì vậy hắn do dự giây lát rồi cười nói, cảm ơn Bí Thư Vương đã cho ra lời khen ngợi, ngài nói như vậy làm tôi cảm thấy mình được ủng hộ. Tiệc ượu bắt đầu dưới sự nhiệt tình của Uông Thanh Minh, mặc dù là bốn người thế nhưng chủ đề lại chủ yếu xoay quanh Vương Tử Quân và Uông Thanh Minh. Lôi Hợp Tuấn cũng không hổ danh là người mang tiếng cười đến cho mọi người, thỉnh thoảng hắn kể vài câu chuyện làm cho mọi người phát ra những tiếng cười cực kỳ vui vẻ hòa thuận. Một giờ nhanh chóng trôi qua, bốn người uống hết một chai rượu, Liêu Kỳ Đông đang định phân phó nhân viên phục vụ lấy thêm rượu thì Vương Tử Quân cười nói với Uông Thanh Minh, trưởng phòng Uông, mọi người đều là người nhà, cũng không nên uống nhiều rượu, vui vẻ tận hứng là được rồi. Tôi cảm thấy rượu là thứ mà sau này nên uống ít thì hay hơn. Tất cả hành động của tôi đều nghe theo lời chỉ huy của ngài, nhưng này Bí Thư Vương, ngài phải nói rõ kỳ hạn, chúng ta cần phải tiêu diệt thêm vài chai rượu nữa mới được. Vương Tử Quân cười cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân biết rõ đây là cách Uông Thanh Minh muốn kéo gần quan hệ với mình. Uông Thanh Minh là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, khi Vương Tử Quân đang thầm bội phục đối phương thì cười nói, một tháng nữa có được không? Tốt quá! Tôi đây lúc nào cũng chờ sự kêu gọi của Bí Thư Vương. Uông Thanh Minh nói rồi phất phất tay với tiểu lữ. Lôi Hợp Tuấn và Liêu Kỳ Đông đi phía trước, Vương Tử Quân và Uông Thanh Minh đi phía sau. Khi đi đến cầu thang thì Uông Thanh Minh khẽ lên tiếng, Bí Thư Vương, lần này tôi muốn để hai người chúng ta cùng trò chuyện với nhau, thế nhưng Lôi Hợp Tuấn kia lại nắm bắt không chịu bỏ qua, tôi không còn biện pháp nào khác mới đưa cậu ấy đến gặp ngài. Uông Thanh Minh nói như vậy chủ yếu là bày ra lý do, vì nếu hắn không muốn Lôi Hợp Tuấn đi đến, chỉ cần nói một câu là xong, đối phương không thể tiếp tục chạy đến được. Vương Tử Quân hiểu mà không nói ra rõ ràng, hắn chỉ cười cười nói, trưởng phòng Uông, tôi đến tỉnh Mật Đông căn bản là hai mắt tối đen, nhìn từ phương diện tình cảm thì có chút thân thiết với anh giới thiệu hai người bọn họ cũng là vì tốt cho tôi. Ôi, Bí Thư Vương có thể nói như vậy thì tôi cảm thấy rất vui mừng. Tôi dù sao cũng đã công tác khá lâu năm ở tỉnh Mật Đông, việc lớn làm không thành nhưng việc nhỏ thì hoàn toàn có thể xong. Uông Thanh Minh nói đến đây thì cười nói, Bí Thư Vương, hai ngày nữa Hợp Tuấn sẽ báo cáo với ngài về vài công tác liên quan đến thành phố Đồng Lục, kính mong ngài cho cậu ấy cơ hội. Chương 1511 một có đức mới là quân tử. Vương Tử Quân lên xe rồi nhắm mắt dưỡng thần, xe chạy được nửa đường thì Vương Tử Quân mở to mắt nhìn Triệu Hiểu Bạch, Hiểu Bạch. Bí thư thị ủy Đồng Lục là ai? Bí thư Lý của thành phố Đồng Lục vừa mới được điều đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, bây giờ Phó Bí thư Cao Đại Hòa đang chủ trì công tác ở thành phố Đồng Lục. Phó Bí thư chủ trì công tác, Vương Tử Quân có hơi giật mình, ngay sau đó đã hiểu nguyên nhân vì sao Uông Thanh Minh mời mình dùng cơm. Mặc dù nói Uông Thanh Minh tạm thời đưa Lôi Hợp Tuấn đến, thế nhưng rõ ràng bữa cơm này là vì Lôi Hợp Tuấn. Nhưng chuyện này chỉ có thể hiểu mà không thể nói ra. Điều làm cho Vương Tử Quân cảm thấy hứng thú không phải là Mục Hoài Trụ mưu cầu vị trí bí thư thị ủy Đồng Lục,
rốt cuộc là ai cản tay để cho sự việc của Lôi Hợp Tuấn khó thành như vậy. Phải biết rằng chủ tịch thường là người chủ trì công tác thị ủy khi bí thư vắng mặt, đây là chuyện cực kỳ hợp tình hợp lý. Sau khi nhìn xe của Vương Tử Quân đi khuất thì Lôi Hợp Tuấn tiến lên hai bước nói với Uông Thanh Minh, trưởng phòng Uông, ngài cũng đã mệt mỏi một ngày rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi thôi. Tôi biết rõ bên phía Thành Đông mới mở một làng du lịch, suối nước nóng bên kia là tinh khiết tự nhiên, thậm chí ngay cả thợ đấm bóp cũng có giấy chứng nhận chuyên nghiệp. Thôi bỏ đi, hôm nay uống chút rượu, nên về sớm nghỉ ngơi thì hay hơn. Uông Thanh Minh cười cười dùng giọng uyển chuyển từ chối. Lôi Hợp Tuấn có chút bức bối vì lời nói của mình bị từ chối, hắn vẫn không cam lòng mà tiếp tục nói, trưởng phòng Uông, uống rượu thì dễ nghỉ ngơi mà thôi, hơn nữa sau đó tôi nên làm thế nào, mong ngài dốc lòng chỉ điểm. Cũng không cần quá tận lực, bí thư Vương là người thông minh, chuông vang lên cũng không cần búa tạ, anh ấy đã hiểu ý của chúng ta. Uông Thanh Minh có hơi nhíu mày, ngón tay khẽ gõ lên mặt kính xe trước mặt, sau đó lại có chút do dự nói. Bí thư Tử Quân là người có kinh nghiệm công tác cực kỳ phong phú, tuy anh ấy vừa mới đi vào tỉnh Mật Đông thế nhưng vị trí lại làm cho không ai có thể bỏ qua. Rất nhiều người muốn có được ý kiến của anh ấy. Hợp Tuấn, làm việc gì cũng phải nhìn vào trọng điểm, nếu cậu có được sự ủng hộ của anh ấy, có thể có thêm được nhiều hy vọng. Lôi Hợp Tuấn nghe Uông Thanh Minh nói những lời đánh giá cao độ về Vương Tử Quân mà không khỏi kinh ngạc nhíu mày. Khi thấy giọng điệu của Uông Thanh Minh trịnh trọng như vậy thì hắn không khỏi dùng giọng khó hiểu nói, trưởng phòng Uông, anh ấy thật sự có độ nặng như vậy sao? Lôi Hợp Tuấn có thể nói là cán bộ được một tay Uông Thanh Minh đề bạt lên, được Uông Thanh Minh kỳ vọng rất cao. Với tuổi tác hiện tại của Uông Thanh Minh, hắn biết mình công tác được vài năm nữa thì phải lui ra phía sau, những người có quyền lực như hắn sao không chuẩn bị cho mình một đội ngũ kế cận, để tiếp tục kéo dài quyền lợi của mình. Có hai biện pháp kéo dài quyền lợi của mình, một là thông qua bản thân, một là thông qua người được mình đề bạt. Cần phải giúp bọn họ đi về vị trí cao, như vậy sẽ kéo dài lực ảnh hưởng của mình. Tuổi tác là một sự vật không thể nào thay đổi được, Uông Thanh Minh biết mình sắp đụng phải một bức tường cao của cả đời người. Căn cứ vào tình huống trước mặt, nếu muốn tiến lên một bước nữa thì hầu như là khó còn hơn lên trời. Vì vậy lúc này hắn tập trung tinh thần ở phương diện bồi dưỡng người của mình. Lôi Hợp Tuấn và Lưu Kỳ Đông là hai đối tượng được Uông Thanh Minh chú trọng bồi dưỡng, lúc này thấy Lôi Hợp Tuấn biểu hiện làm cho mình thất vọng thì Uông Thanh Minh không khỏi nhíu mày, thế nhưng hắn lại nhanh chóng che giấu cảm giác của mình. Có một câu nói thế này, có đức có tài là thánh nhân, không đức không tài là kẻ ngu dốt, có đức là quân tử, không đức là tiểu nhân. Uông Thanh Minh căn bản đã nghiêm túc kết hợp thực tế để nghiên cứu về câu nói này, nếu trí lực không đủ thì khó thể nào làm tốt công tác. Nếu không có sức khỏe tốt thì dù thế nào cũng vô dụng. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng thế nhưng nếu không có đức thì càng nguy hiểm, vì không biết khi nào người này sẽ tạo nên nguy hại cho mình. Đã lâu rồi Uông Thanh Minh chưa bồi dưỡng thêm những người khác, thế nhưng nhìn từ tổng thể thì thấy Lôi Hợp Tuấn căn bản là có thái độ nói gì nghe nấy, tôn kính với mình, hơn nữa bây giờ hắn đã không còn thời gian để bồi dưỡng những người khác. Hợp Tuấn, Kỳ Đông, hai người lên xe của tôi. Chúng ta cùng trò chuyện. Uông Thanh Minh vừa lên xe vừa khẽ mở miệng phân phó với hai cấp dưới của mình. Có thể được lên xe cùng Uông Thanh Minh là sự việc mà hai người Lôi Hợp Tuấn và Lưu Kỳ Đông căn bản là cầu còn chưa được. Sau khi hai người đưa mắt nhìn nhau, Lôi Hợp Tuấn và Uông Thanh Minh ngồi phía sau, Lưu Kỳ Đông ngồi lên vị trí tay lái phụ. Sau khi xe chạy đi thì Uông Thanh Minh cũng không lập tức lên tiếng. Hắn là chúa tể trong chiếc xe này. Hắn không nói lời nào thì người khác cũng không dám tùy tiện. Sau khi xe chạy được 5 phút thì Uông Thanh Minh chợt nói, các cậu cảm thấy sau khi Vương Tử Quân đến thì cục diện chính trị của tỉnh Mật Đông sẽ có biến hóa gì không? Hai người Lôi Hợp Tuấn đều trầm mặc, bọn họ đã ý thức được ý nghĩa câu hỏi của Uông Thanh Minh. Thế nhưng bây giờ bọn họ trả lời căn bản là khá nguy hiểm, vì nếu bọn họ nói sai thì sẽ mất mặt trước lãnh đạo của mình. Lôi Hợp Tuấn do dự giây lát rồi quyết định nói ra ý nghĩ của mình. Dù hắn có nói sai thì cũng không thể nào tiếp tục giả vờ không lên tiếng cho được. Hắn là cấp dưới, hắn sao có thể nói mình cao minh hơn lãnh đạo. Ánh mắt hắn không sắc bén, không lâu dài, mưu kế không cao, phân tích không đúng chỗ bằng lãnh đạo là một điều chắc chắn. Một cấp dưới có khuyết điểm thường làm cho lãnh đạo yêu mến, thử nghĩ mà xem,
nếu như anh luôn tỏ ra cao minh hơn lãnh đạo một bậc, mọi chuyện đều nghĩ sâu xa hơn cả lãnh đạo, như vậy sao có thể làm cho lãnh đạo biểu hiện mình hơn thủ hạ một cái đầu được. Vì vậy sau khi do dự giây lát thì Lôi Hợp Tuấn là người mở miệng đầu tiên, trưởng phòng Uông, nhìn từ phương diện nhận chức của bí thư Vương Tử Quân ở tỉnh Mật Đông, có thể thấy anh ấy đến để tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh. Uông Thanh Minh khẽ gật đầu, ánh mắt hắn rơi lên người Lưu Kỳ Đông, rõ ràng ao muốn tìm hiểu ý nghĩ của Lưu Kỳ Đông ở phương diện này. Trưởng phòng Uông, Vương Tử Quân không giống như chủ tịch Đường, anh ấy còn trẻ và cho ra nhiều thành tích lớn, hơn nữa lại được lãnh đạo tuyến trên tán thưởng. Với độ tuổi hiện tại của anh ấy thì xem như tương lai là vô hạn, thế cho nên tôi cảm thấy số người trong tỉnh muốn dựa vào anh ấy là không ít. Lưu Kỳ Đông lên tiếng làm cho Uông Thanh Minh liên tục gật đầu. Hắn chợt cười cười nói, biết rõ vì sao bây giờ số người tiếp xúc với Vương Tử Quân cũng không quá nhiều hay không. Đó là nhiều người đang chờ đợi quan sát. Tuy bây giờ Vương Tử Quân vẫn là một cán bộ lãnh đạo có thành tích cao vời, thế nhưng lực ảnh hưởng của bí thư Sầm trong tỉnh Mật Đông vẫn là cột trụ khó thể nào dung chuyển. Chương 1511-2 có đức mới là quân tử. Bí thư Sầm hình như có thái độ hồn nhiên không quan tâm đến Vương Tử Quân. Thế nhưng thực tế thì bí thư Sầm lại cực kỳ coi trọng. Hơn nữa các vị thường ủy tỉnh ủy cũng cực kỳ coi trọng ý kiến của anh ấy. Uông Thanh Minh nói đến đây thì cười cười nói, ngoài những người có ý nghĩ cá biệt, những người bình thường sẽ không muốn níu kéo huyên náo với Vương Tử Quân. Trong mắt Lôi Hợp Tuấn chợt lóe lên cái nhìn sáng lạn, hắn hiểu rõ ý nghĩ của Uông Thanh Minh. Nếu như Vương Tử Quân có thể nói giúp hắn một câu, như vậy rất có thể trở thành lực lượng mấu chốt. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, làm cho bàn làm việc nhiễm một màu vàng óng. Rất nhiều người không thích ánh nắng thế này, nhưng Sầm Vật Cương lại là một người thích ánh nắng đập vào mặt. Phương Anh Hồ trước sau như một vẫn ngồi đối diện với bàn làm việc của Sầm Vật Cương, hắn khẽ báo cáo cho Bí Thư Sầm về những sắp xếp của ngày hôm nay, cũng nói ra vài hội nghị trọng điểm mà Bí Thư Sầm cần tham gia. Cậu đã gặp Bí Thư Vương chưa? Khi Phương Anh Hồ chuẩn bị báo cáo thêm vài hạng mục công tác thì Sầm Vật Cương chợt lên tiếng. Sầm Vật Cương là lãnh đạo tỉnh ủy, là người đứng đầu Mật Đông, thế nên lão có thể thay đổi chủ đề bất cứ khi nào, tùy ý sử dụng quyền lợi của mình. Người làm cấp dưới tất nhiên phải nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, đuổi sát ý nghĩ của lãnh đạo. Phương Anh Hồ sở dĩ tìm được niềm vui cho Sầm Vật Cương chủ yếu là vì hắn cực kỳ linh hoạt, luôn ngầm hiểu suy nghĩ của Bí Thư Sầm. Lúc này Phương Anh Hồ nghe được câu hỏi của Bí Thư Sầm Vật Cương thì không khỏi cười nói, Bí Thư Sầm, tôi đã báo cáo qua với Bí Thư Vương, anh ấy nói chỉ đến một mình, ở nơi đâu cũng được. Bây giờ anh ấy hình như đã cầm chìa khóa một căn hộ ở khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy, nói ra căn hộ đó rất tốt. Sầm Vật Cương cũng không lập tức lên tiếng, Phương Anh Hồ ngồi bên kia cũng hiểu thói quen của Bí Thư Sầm, hắn không dám lên tiếng cắt đứt suy tư của lãnh đạo. Bí Thư Vương nói đúng, cũng chỉ là một chỗ ở mà thôi, nơi nào cũng là như vậy. Sầm Vật Cương nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói với Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ chỉ cười cười mà không nói. Đúng rồi, cần nhanh chóng có ý kiến xử lý Cát Xương Vận, mau chóng làm cho xong chuyện này. Sầm Vật Cương nói đến Cát Xương Vận thì khoát tay áo nói, chỉ biết dùng những thủ đoạn nhỏ, hại người không thành còn đập lên chân mình, đúng là không ra gì. Phương Anh Hồ biết Sầm Vật Cương nói về Cát Xương Vận thế nhưng thực tế lại chĩa vào người khác. Nhưng cho dù hắn hiểu thì cũng không can dự vào chuyện này, vì thế chỉ nở nụ cười mà không cho ra ý kiến gì. Sầm Vật Cương cũng không cho hắn cơ hội phát biểu ý kiến, sau khi đặt ly nước xuống thì lão cầm một văn kiện đưa sang cho Phương Anh Hồ, anh xem qua cái này đi. Đây là một báo cáo của phòng giám sát tỉnh ủy, Phương Anh Hồ đã sớm biết được nội dung của văn kiện này là gì. Thế nhưng hắn vẫn bày ra bộ dạng chú tâm xem xét. Sau khi xem qua văn kiện một lượt thì hắn mới nói với Sầm Vật Cương, Bí Thư Sầm, vì tranh thủ quyền tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần này mà ngài đã dốc hết lòng, bỏ ra không ít tâm tư. Khi Đại hội Thể dục Thể thao được tiến hành thì sẽ có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế, cũng có thêm nhiều lợi ích ở phương diện đẩy mạnh lực ảnh hưởng và địa vị của tỉnh chúng ta. Thế nhưng có vài người tầm mắt hạn hẹp, tôi cảm thấy cần gõ lên đầu những người đang ôm ảo tưởng như vậy. Phương Anh Hồ lên tiếng căn bản nói chúng ngay tâm lý của Sầm Vật Cương, lão căn bản cực kỳ coi trọng Đại hội Thể dục Thể thao lần này,
thế nhưng dù lão là bí thư tỉnh ủy thì có một số việc cũng khó thể làm đúng như ý của mình. Ví dụ như vấn đề về tiền, ví dụ như bí thư thị ủy Kim Chính Thiện của thành phố Rừng Mật lại quyết tâm phát triển thành phố theo hướng thống trị giao thông. Rừng Mật chẳng những là thành phố tỉnh lỵ, càng là một thành phố cấp bậc phó bộ, có tính tự chủ rất mạnh ở phương diện phát triển kinh tế, dù là Sầm Vật Cương có đôi khi cũng phải tôn trọng ý nghĩ của Kim Chính Thiện. Gõ lên đầu, nói thì dễ dàng thế nhưng muốn áp dụng cũng không đơn giản. Anh Hồ, hai ngày trước tôi về thủ đô và gặp Tổng Cục trưởng Thạch Cục Thể thao Du lịch. Tuy Cục trưởng Thạch nói lời khẳng định với công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao của chúng ta, thế nhưng thực tế lại có chút lo lắng về tiến độ các công trình phục vụ cho đại hội. Vẻ mặt Sầm Vật Cương chợt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Phương Anh Hồ không lên tiếng, chuyện này đã vượt ra ngoài phạm vi năng lực của hắn, cho dù hắn có được sự giúp đỡ cao độ từ Sầm Vật Cương, thế nhưng nếu là hắn đến chủ trì công tác chuẩn bị của Đại hội Thể dục Thể thao thì cũng sẽ sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm. Vì thúc đẩy nhanh chóng công tác này, tôi chuẩn bị thành lập một tổ công tác, sẽ toàn diện phụ trách công tác này. Cậu cảm thấy nếu cho Chủ tịch Đường phụ trách thì anh ấy sẽ làm hết sức hay không? Sầm Vật Cương khẽ ho một tiếng rồi nói ra ý nghĩ của mình. Nếu để cho Đường Chấn Huy đi đến đốc thúc hạng mục công tác này thì rõ ràng là lựa chọn tốt, như vậy không khác nào tạo ra một cái lồng cho Chủ tịch Đường, làm cho đối phương không dùng sức là không được. Quan trọng là Đường Chấn Huy có cam tâm tình nguyện bị người ta chụp mũ như vậy không? Phương Anh Hồ nghĩ đến Đường Chấn Huy mà không khỏi sinh ra nhiều ý nghĩ khác nhau. Tuy những năm qua Đường Chấn Huy bị Sầm Vật Cương áp chế rất mạnh, thế nhưng lão già kia vẫn rất mạnh, liên hệ với người này cũng không dễ dàng gì. Bí thư Sầm, chỉ sợ Chủ tịch Đường sẽ không tiếp chiêu ở phương diện này. Phương Anh Hồ nói xong thì gương mặt Sầm Vật Cương chợt trở nên âm trầm, rõ ràng đây chính là điều mà lão lo lắng. Dù sao thì Đường Chấn Huy bây giờ cũng sắp lui ra đến nơi. Nếu như Sầm Vật Cương cứng nhắc với Đường Chấn Huy ở sự kiện này, áp sát từng bước như vậy sẽ là khinh người quá đáng. Hơn nữa biện pháp cứng thì cũng không có nghĩa là sẽ hoàn thành đúng như mong đợi. Năm sau Đường Chấn Huy sẽ lui ra, đây là sự kiện chắc chắn như ván đóng thuyền, nếu như để cho người kia lao lực công tác mà đổ bệnh, như vậy cũng không hay. Tôi cũng không tin có lợn mà thiếu đồ tể, lại phải bắt mèo ăn cứt. Sầm Vật Cương nói ra những lời này thì vung tay lên với Phương Anh Hồ, anh gọi điện thoại cho Kim Chính Thiện, nói tôi có chuyện cần bàn với anh ấy. Sầm Vật Cương muốn nói gì thì Phương Anh Hồ hiểu rất rõ, hắn có chút do dự sau đó nói lời khuyên can, bí thư, nếu ngài cùng bí thư Kim Chính Thiện đàm luận với nhau, bí thư Kim bên kia nhất định sẽ liên tục kêu khổ, nói là không có tiền, thậm chí tình hình tài chính của tỉnh cũng không dư giả gì, sẽ không thể nào ép anh ấy thu gom tiền cho sự việc này được. Vậy theo lời của anh, căn bản không có biện pháp nào sao? Chẳng lẽ chỉ có thể cầu viện tuyến trên thôi sao? Giọng nói của Sầm Vật Cương bây giờ đã là khá lớn, những người quen biết tính cách của bí thư Sầm đều hiểu rõ vấn đề, đó là bí thư sắp phát giận. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, cửa phòng khẽ mở ra, Cố Tắc Phiêm đi vào với gương mặt tràn đầy nụ cười. Hắn giống như căn bản không thấy rõ gương mặt gấp gáp của Sầm Vật Cương. Hắn mỉm cười đi đến đứng bên cạnh bí thư Sầm rồi nói, bí thư, bây giờ anh có thời gian rảnh không? Chương 1512, một chính trị cần lấy mạnh hiếp yếu. Sầm Vật Cương thấy người đến là Cố Tắc Phiêm thì vẻ mặt hòa hoãn hơn một chút, lão trầm giọng nói, Tắc Phiêm, anh phụ trách giám sát thành phố Linh Long, lúc này hạng mục bọn họ chuẩn bị thế nào rồi? Nhà thi đấu dành cho Đại hội Thể dục Thể thao ở thành phố Linh Long có thể được sử dụng vào đầu năm sau hay không? Bí thư Sầm, hôm qua tôi đã đến thành phố Linh Long một chuyến, lúc này nhà thi đấu ở thành phố bọn họ chủ thể đã hoàn công, bây giờ chỉ còn lại những hạng mục hậu kỳ. Chủ tịch Miêu Dược Hổ đảm bảo với tôi thành phố Linh Long sẽ hoàn thành nhiệm vụ vào đúng thời gian quy định. Các đồng chí sở xây dựng đi cùng tôi có nói, nhìn vào tình hình tiến độ trước mắt thì căn bản là không có vấn đề. Cố Tắc Phiêm trả lời làm cho hai mắt Phương Anh Hồ khẽ híp lại. Mặc dù hắn và Cố Tắc Phiêm là hai con châu chấu trên một sợi dây thừng, đều là người của Sầm Vật Cương, thế nhưng giữa hai người tồn tại không ít cạnh tranh. Nhưng mối quan hệ cạnh tranh này lại bị hai người che giấu cực kỳ tốt. Nói thật lòng thì Cố Tắc Phiêm cảm thấy mình luôn là người sảng khoái rộng rãi, mạnh mẽ như sóng chiều, căn bản chưa từng ngừng lại. Chính trị không phải là quân sự,
trong phương diện quân sự có thể xuất hiện tình huống gặp mạnh thì phải đối kháng mạnh mẽ, dùng thực lực để giải quyết vấn đề. Thế nhưng trong chính trị thường thì gặp mạnh sẽ giả vờ yếu, gặp yếu thì tỏ ra mạnh mẽ, cũng có thể nói đó là lấy mạnh hiếp yếu. Trong quan trường có câu nói giết địch 1.000 tổn thương 500, kết quả cứng đối cứng căn bản là không bao giờ tốt đẹp, thế nên những khi nào cần ẩn nhẫn thì phải nhịn. Nhẫn nại là một nghệ thuật, thế nhưng đó là một nghệ thuật dùng thời gian để đổi lấy không gian. Cố Tắc Phiêm thậm chí còn sinh ra ý nghĩ mình siêu thoát khỏi ngoại vật, thế nhưng quá trình Phượng Hoàng Niết Bàn thường cực kỳ khổ sở. Lúc này Phương Anh Hồ thấy Cố Tắc Phiêm báo cáo cho Sầm Vật Cương, rõ ràng là cho ra hiệu quả mong muốn, hắn cảm khái vì những lời nịnh hót lừa trên gạt dưới của đối phương, đồng thời cũng có chút khinh thường. Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn vốn có ít tiếp xúc với Cố Tắc Phiêm, thế nhưng sự việc ngày hôm qua thì lại khác. Ngày hôm qua Cố Tắc Phiêm căn bản chưa từng đi đến thành phố rừng mật, sao có thể đốc thúc thành phố Linh Long xây dựng hạng mục nhà thi đấu cho Đại hội Thể dục Thể thao. Phương Anh Hồ thấy những lời báo cáo bài bản của Cố Tắc Phiêm nhận được sự khẳng định của Sầm Vật Cương, đối phương càng như vậy càng tỏ ra trấn tĩnh tự nhiên. Cho dù Phương Anh Hồ thầm khinh bỉ Cố Tắc Phiêm thế nhưng cũng không vạch trần chuyện này ra ngoài, vì thủ đoạn này căn bản không có lợi gì với mình. Có câu nói như thế này, hại người lợi ta chỉ là chuyện bình thường, dù sao thì người không không vì mình trời chu đất diệt, thế nhưng nếu sự việc tổn hại đến người và ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, nếu như anh vẫn cố gắng thực hiện thì căn bản là khó thể tha thứ, vì anh hoàn toàn khó thể nói lý lẽ ở phương diện này được. Công tác của thành phố Linh Long vẫn tương đối vững chắc. Sầm Vật Cương nghe xong báo cáo của Cố Tắc Phiêm thì vẻ mặt đã khá hơn, sau đó dùng giọng có chút cảm khái nói, nếu như trước kia tôi đặt hạng mục này ở thành phố Linh Long, như vậy cũng không rơi vào tình huống khó khăn như bây giờ. Phương Anh Hồ đưa mắt nhìn Cố Tắc Phiêm, cả hai đều không nói gì. Những chuyện thế này căn bản không thể làm gì khác hơn được, vì rừng mật là tỉnh lỵ, là trung tâm tỉnh mật đông, với uy tín hiện tại của Sầm Vật Cương, không thể nào bỏ qua thành phố rừng mật được. Hơn nữa trong tỉnh có nhiều cán bộ lãnh đạo đi lên từ thành phố rừng mật, nếu muốn hoàn toàn bỏ qua thành phố rừng mật, như vậy Sầm Vật Cương cũng không dễ dàng ngồi vững trên ghế bí thư tỉnh ủy. Anh gọi điện thoại cho Đồ Phấn Đấu ở thành phố Linh Long. Nói tôi chuẩn bị mở một hội nghị tuyên thệ để toàn lực chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp tới, để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Sầm Vật Cương có chút do dự, sau đó lão lên tiếng. Phương Anh Hồ có chút sững sốt, sau đó hắn hiểu rõ tính toán của bí thư, đây là muốn đánh roi thành phố rừng mật. Dù sao thì những hạng mục thi đấu chủ yếu cũng ở thành phố rừng mật, thế nhưng Sầm Vật Cương lại muốn tổ chức sự kiện như vậy ở Linh Long, ý nghĩa của nó là gì thì ai cũng biết. Cố Tắc Phiêm đồng ý rồi gọi điện thoại cho bí thư Đồ Phấn Đấu của thành phố Linh Long. Sầm Vật Cương đã giảm bớt cơn giận, lão ngồi xuống ghế salon rồi nói, Tắc Phiêm, anh đến đây là có chuyện gì không? Bí thư Sầm, có chuyện cần báo cáo với anh. Cố Tắc Phiêm tiếp nhận ly trà do thư ký đưa đến, sau đó nói, bí thư Sầm, không biết ngài có nghe qua hay không, bí thư Vương muốn đến ở trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy. Anh ấy đi như vậy thì sau này sẽ phá hư tất cả quy củ trong tỉnh. Vẻ mặt Sầm Vật Cương dần trở nên âm trầm, lão dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Tắc Phiêm, sau đó dùng giọng mũi nói, sau này anh nên đặt tâm tư lên phương diện công tác, những chuyện này căn bản không đáng nói, ít nhất chỉ có thể ra vào từ trong miệng anh, không được truyền ra ngoài. Huống hồ ở đâu mà chẳng được, đơn giản chỉ là một chỗ ngủ mà không, có cần rối loạn lên như vậy không? Sầm Vật Cương nói lời lạnh lẽo làm cho Cố Tắc Phiêm chợt chột dạ, hắn nhìn vào và cảm thấy trong mắt bí thư Sầm Vật Cương có chút khác thường. Cố Tắc Phiêm chợt cảm thấy có chút mất tự nhiên, hắn rất muốn xóa bỏ tình huống xấu hổ này, thế nhưng cuối cùng lại không đạt được hiệu quả. Phương Anh Hồ nhìn thấy bộ dạng như đứng đống lửa ngồi đống than của Cố Tắc Phiêm, không khỏi cảm thấy vui sướng. Đến cấp độ của những người như Vương Tử Quân thì cơ hội vô tình gặp mặt cũng ít hơn. Cho dù có chuyện thì cũng phải thông qua điện thoại, hoặc ít nhất là phải liên lạc trước với thư ký. Nhưng không phải là vì vậy mà không có người cố tình đến gặp mặt. Hôm nay Vương Tử Quân đi làm và nghênh đón người đầu tiên vào phòng làm việc của mình chính là bí thư Kim Chính Thiện của thành phố Rừng Mật. Rừng Mật là một thành phố cấp phó bộ, hơn nữa Kim Chính Thiện còn là thường ủy tỉnh ủy, thậm chí còn có vị trí cao hơn cả trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh trong ban ngành thường ủy.
Có thể thấy Kim Chính Thiện là một vị bí thư nắm trong tay thành phố quan trọng của tỉnh Mật Đông có độ nặng như thế nào. Vương Tử Quân cảm thấy rất bất ngờ vì một nhân vật quan trọng như vậy đến thăm mình vào lúc này. Dù là bất ngờ thì vẫn phải làm tốt công tác, Vương Tử Quân cũng không phải là người hàm hồ. Hắn nhanh chóng đứng lên khỏi ghế nói, chào bí thư Kim, ngài đại giá quang lâm đến chỗ của tôi có gì cần dặn dò sao? Chương 1512, hai chính trị cần lấy mạnh hiếp yếu. Kim Chính Thiện ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Vương Tử Quân, hắn nở nụ cười thành kính nói, bí thư Vương, ngài đã đến thành phố Mật Đông một thời gian dài, thế nhưng mãi mà không đến thành phố rừng mật chúng tôi chỉ đạo công tác. Bây giờ tôi đến chỗ của ngài là muốn cho ra lời mời. Tôi biết rõ ngài là người bận rộn, thế nhưng ngài cũng không được nặng bên này nhẹ bên kia, không quan tâm đến sự phát triển của thành phố chúng tôi được. Kim Chính Thiện nói ra những lời như vậy là cực kỳ khách khí, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không dám đặt mình lên vị trí lãnh đạo. Tuy hắn là người đứng trước đối phương trong ban ngành thường ủy, thế nhưng dù thế nào thì an phận cũng tốt hơn. Bí thư Kim, thành phố rừng mật chính là động cơ phát triển kinh tế của cả tỉnh Mật Đông. Cho dù ngài không lên tiếng thì tôi cũng sẽ đến chùa bái Phật, học hỏi kinh nghiệm. Năm xưa khi tôi công tác ở tỉnh Sơn Nam thì đã xem qua tư liệu kiến thiết xây dựng thành phố rừng mật, đó là một bản thiết kế nổi tiếng cả nước. Vương Tử Quân nói đến tận đáy lòng của Kim Chính Thiện. Mặc dù đến cấp bậc này thì đám người như Kim Chính Thiện căn bản có nhiều miễn dịch với những lời khen ngợi đề cao, thế nhưng hắn được những người như Vương Tử Quân khích lệ, ít nhiều cũng có vài phần đắc ý. Ha ha ha! Bí thư Vương, thành phố rừng mật chúng tôi tuy có được không ít thành tích, thế nhưng nếu so ra thì căn bản kém hơn thành phố La Nam của ngài rất nhiều. Kim Chính Thiện nói đến đây thì đúng lúc Triệu Hiểu Bạch đi đến dâng một ly trà. Bí thư Kim, mời ngài dùng trà. Triệu Hiểu Bạch thấy Kim Chính Thiện thì trên gương mặt giống như mang theo vài phần căng thẳng. Kim Chính Thiện cười cười, sau khi Triệu Hiểu Bạch đóng cửa đi ra ngoài thì hắn mới nói, Hiểu Bạch là người có tính cách hướng nội. Cũng không thích hợp làm công tác hành chính. Trước đó khi cậu ấy muốn đi vào con đường làm quan, tôi đã nói rõ điều này với bố của cậu ấy, thế nhưng bố cậu ấy vẫn một lòng định hướng như vậy, khuyên bảo thế nào cũng không xong. Tôi rơi vào đường cùng, thế là đành phải sắp xếp cho cậu ấy ở văn phòng tỉnh ủy, để cậu ấy rèn luyện vài năm, tăng trưởng kiến thức. Nói thật đứa bé này còn nhiều điểm cần nhờ bí thư Vương hao tâm tổn trí. Hiểu Bạch dù có nhiều khiếm khuyết nhưng làm người khá tốt, rất hợp tính tình của tôi. Cá nhân tôi đôi khi cho rằng tâm tư trách nhiệm nặng hơn phần năng lực. Vương Tử Quân cũng không muốn thay đổi Triệu Hiểu Bạch ngay lập tức, thế nên bây giờ cũng không tiếc vài lời hữu ích cho thư ký của mình. Ha ha ha, có những lời này của ngài thì tôi có thể mở miệng với bố cậu ấy được rồi. Ngài cứ coi cậu ấy như con cháu nhà mình, nên dạy bảo thì dạy bảo, nên mắng thì mắng. Kim Chính Thiện nói xong những lời này thì cảm thấy có hơi quá, hắn chợt cười nói, đây là những lời mà năm xưa bố cậu ấy đã nói với tôi, bây giờ tôi lại nói với ngài. Vương Tử Quân cười hai tiếng rồi nói, bí thư Kim cứ yên tâm, Hiểu Bạch ở chỗ của tôi, tất nhiên tôi cũng không để cho cậu ấy bị hại. Chủ đề liên quan đến Triệu Hiểu Bạch giống như kéo gần quan hệ giữa hai người bọn họ. Kim Chính Thiện trầm ngâm giây lát rồi mới nói, trước đó tôi cũng không biết Hiểu Bạch sẽ làm thư ký cho anh, chuyện trong cơ quan khá phức tạp, khi mà ai cũng không rõ sẽ có kết quả như thế nào thì nguy cơ lại xảy ra. Nhưng cũng may đứa bé này khá chất phác, lại không thiếu thành thật, bị người ta đưa đi đường chỉ sợ cũng không biết, may mà còn có một bí thư Vương sao siêu như ngài đưa đường chỉ lối. Kim Chính Thiện nói xong thì lẳng lặng uống trà, giống như những lời vừa rồi chỉ là thuận miệng mà thôi. Nhưng Vương Tử Quân lại nghe rõ vấn đề, Kim Chính Thiện đi đường vòng nói cho hắn biết là có người lợi dụng Triệu Hiểu Bạch để muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người. Quân tử có tâm tư bình tĩnh, tiểu nhân suy nghĩ lắm trò. Trong mắt người khác thì Hiểu Bạch căn bản không phù hợp, thế nhưng tôi lại cảm thấy rất vừa lòng, chỉ cần công tâm thì tất cả công tác sẽ không còn là vấn đề. Kim Chính Thiện tuy cực kỳ ung dung bình tĩnh nhưng luôn quan sát tất cả động tác của Vương Tử Quân. Lúc này nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì hắn vốn có chút lo lắng đã không còn gì. Vương Tử Quân chính là Vương Tử Quân, nếu không có chút tài năng thì sao có thể phát triển mạnh mẽ vào độ tuổi như vậy được. Vị trí của người ta cao hơn mình giống như là sự việc quá đỗi bình thường. Kim Chính Thiện từng nghiên cứu qua kinh nghiệm và lý lịch công tác của Vương Tử Quân,
hắn biết rõ trong công tác phòng chống dịch ở Nam Giang vừa qua có một trận chiến thế nào. Nếu không phải Vương Tử Quân dốc hết nhân lực vật lực để phòng chống dịch, sẽ không biết gây ra hậu quả thế nào cho quốc gia. Lúc này tuy tình hình dịch bệnh vẫn hoành hành, thế nhưng phương diện kinh tế trong nước vẫn khá ổn. Tuy không muốn thừa nhận thế nhưng Kim Chính Thiện hiểu lúc này tình hình y tế trong nước kém hơn bên ngoài rất nhiều, ngay cả thủ đô cũng không quá tốt, lại càng không nói đến những tỉnh thành chung quanh. Lãnh đạo Trung ương đều thấy rõ tác dụng mạnh mẽ của Vương Tử Quân trong công tác phòng dịch ở Nam Giang. Nếu như không phải Vương Tử Quân còn quá trẻ, đừng nói là chức vụ chủ tịch tỉnh, cho dù trực tiếp tiến lên bí thư tỉnh ủy cũng không là vấn đề. Ví dụ như chính mình, nếu như công lao đó rơi lên đầu Kim Chính Thiện, như vậy mình cần gì phải ở lại thành phố rừng mật để tiếp nhận những cơn giận không đâu ra đâu của Sầm Vật Cương. Với bản lĩnh của Kim Chính Thiện, chỉ sợ một vị trí phó bộ là quá nhẹ. Nhìn độ tuổi của Vương Tử Quân thì mới lớn hơn Triệu Hiểu Bạch 7-8 tuổi, nhưng nói về thành tích thì căn bản là có thừa. Triệu Hiểu Bạch dù khôn khéo và cố gắng 20 năm cũng không thể vươn tới vị trí của Vương Tử Quân hiện tại. Kim Chính Thiện càng có vài phần tâm tư tiếp nhận Vương Tử Quân, hắn dùng giọng trịnh trọng và khẩn thiết nói, Bí Thư Vương, khu nhà thường ủy thị ủy rừng mật chúng tôi ở bên trái Yên Hồ, tuy không được trang nghiêm như khu nhà thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng phong cảnh như tranh vẽ. Tôi nghe nói Bí Thư Vương đang tìm nhà ở, không bằng cùng làm hàng xóm với tôi nhé. Ngày nào đó có thời gian rảnh thì cũng có thời gian câu cá với nhau trên Yên Hồ. Vương Tử Quân cũng biết đến khu nhà dành cho thường ủy thị ủy rừng mật, đây chính là một trong những khu biệt thự xinh đẹp bên cạnh Yên Hồ, dù nói về phương diện kiến trúc hay bố cục cũng hơn hẳn khu thường ủy tỉnh ủy. Kim Chính Thiện có thể nhường cho mình một căn nhà trong khu vực làm cho biết bao nhiêu người thèm thuồng, căn bản cũng là bất phàm. Hậu quả của nó như thế nào thì Kim Chính Thiện không thể không hiểu được. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân nhanh chóng từ chối, Bí Thư Kim, tôi thật sự cảm ơn lòng tốt của ngài, thế nhưng tôi đã nói sẽ ở trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy, nếu như tiếp tục chuyển nhà, chỉ sợ sẽ có lãnh đạo tìm nói chuyện với tôi. Chương 1513, dựa vào tôi sẽ là tập hợp tâm lực. Vương Tử Quân nói khá thẳng thắn chân thành làm cho Kim Chính Thiện nở nụ cười thoải mái. Hắn biết rõ Vương Tử Quân cũng không phải vì lý do như vậy mà từ chối, thế nhưng hắn vẫn kiên trì, Bí Thư Vương, lúc này ngài không thể qua thế nhưng nhà vẫn có thể để trống, sau này khi nào ngài muốn đến Yên Hồ thì cũng có chỗ dừng chân. Kim Chính Thiện nói đến mức nào thì Vương Tử Quân biết mình không thể tiếp tục từ chối. Hắn trên cơ bản không đến ở trong căn biệt thự bên cạnh Yên Hồ thuộc khu nhà thường ủy thị ủy rừng mật. Thế nhưng phương diện quản lý như thế nào thì lại nằm trong tầm tay của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan Thành phố rừng mật. Sau khi hai bên trò chuyện về một vài tình huống phát triển kinh tế của thành phố rừng mật, Kim Chính Thiện lấy từ trong cặp ra một phần văn kiện, sau đó nói với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, sang năm tỉnh Mật Đông tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao, phần lớn các hạng mục nhà thi đấu đều được xây dựng ở thành phố rừng mật. Lãnh đạo thượng cấp đặt tất cả công tác vào thành phố rừng mật. Điều này nói rõ sự coi trọng cao độ của lãnh đạo với công tác của thành phố chúng tôi. Nhưng không bột đố gột nên hồ, không thể thổi cơm mà không có gạo, thế nên tôi đến đây đều cầu viện binh. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện từ trong tay của Kim Chính Thiện rồi đưa mắt nhìn, hai hàng chân mày nhanh chóng nhíu lại. Phần văn kiện này của Kim Chính Thiện có liên quan đến con số tài chính quá lớn, tuy hắn là người chủ quản tài chính tỉnh Mật Đông thế nhưng nếu tự nhiên bỏ ra nhiều tiền như vậy, hắn thật sự không thể quyết định được. Hơn nữa dù hắn có cho ra quyết định thì chỉ sợ phòng tài chính tỉnh Mật Đông cũng không thể đáp ứng được. Bí Thư Kim, lỗ hổng của các anh là quá lớn, nói một câu không sợ anh chê cười, đó là chỉ sợ bán cả tôi đi cũng không có được nhiều tiền như vậy. Vương Tử Quân nói đến đây thì chớp mắt lên tiếng với Kim Chính Thiện, thế này đi, tôi sẽ báo cáo với Chủ tịch Đường về chuyện này, anh thấy sao? Kim Chính Thiện vốn không trông cậy vào Vương Tử Quân có thể trực tiếp giải quyết vấn đề cho mình, vì khoản tiền này là khá nhiều, đừng nói là Vương Tử Quân, cho dù là Sầm Vật Cương thì cũng không biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Kim Chính Thiện đến đưa văn kiện này cho Vương Tử Quân, nguyên nhân là vì Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ nắm tài chính, mục đích của hắn chính là mượn Vương Tử Quân đưa văn kiện này vào tay người khác. Lúc này Vương Tử Quân hiểu rõ điều này, căn bản không còn gì tốt hơn. Kim Chính Thiện cười ha hả nói, Bí Thư Vương, vậy thì làm phiền anh rồi.
Tình hình tài chính của thành phố chúng tôi căn bản là lấy trứng chọi đá, rất nhiều điểm căn bản còn lo chưa xong, mong anh giúp đỡ thành phố chúng tôi, nhất định phải phản ánh lên các vị lãnh đạo tỉnh ủy một cách chi tiết. Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ phản ánh chi tiết vấn đề của thành phố rừng mật các anh với chủ tịch Đường. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Kim Chính Thiện rồi dùng giọng kiên quyết nói. Kim Chính Thiện hàn huyên thêm hai câu rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi Kim Chính Thiện rời đi, Vương Tử Quân cầm văn kiện lên xem xét lại một lượt. Phần văn kiện này dày 20 trang, trung tâm của nó chính là đòi tiền. Xem ra Kim Chính Thiện cũng không phải là một người muốn cạo chọc đầu. Vương Tử Quân nghĩ đến những tình huống mà mình tìm hiểu được, hắn không khỏi lẩm bẩm một câu như vậy. Hắn đặt văn kiện xuống bàn, trong đầu lóe lên một kế hoạch. Kế hoạch này tuy mới chỉ là một ý nghĩ thế nhưng lại làm hắn cảm thấy cực kỳ động lòng. Khi Vương Tử Quân đặt văn kiện của thành phố rừng mật lên bàn làm việc của Chủ tịch Đường Trấn Huy, lúc này Đường Trấn Huy nhanh chóng lấy kính ra xem xét. Khác biệt với suy đoán của Vương Tử Quân, gương mặt Đường Trấn Huy cực kỳ bình thản, bộ dạng ung dung bình tĩnh giống như xem một văn kiện không có mấy vấn đề. Khí độ này của Đường Trấn Huy không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy bội phục. Chủ tịch Tử Quân, tình hình tài chính của tỉnh chúng ta không thể cho ra nhiều tiền như vậy được. Sau khi đặt văn kiện xuống bàn thì Đường Trấn Huy trầm giọng nói. Tài chính tất nhiên không cho ra nhiều tiền như vậy, Vương Tử Quân mặc dù còn chưa quá hiểu rõ ràng về tình hình tài chính trong tỉnh, thế nhưng nếu thật sự phải ném ra khoản tiền lớn như thế, chỉ sợ là không có khả năng. Nhưng không bỏ tiền thì công tác chuẩn bị sẽ bị dừng lại, có câu thời gian không chờ con người. Nếu như đến khi khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao trong nước mà các hạng mục công trình nhà thi đấu còn chưa làm xong, như vậy sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ. Vương Tử Quân đã có tính toán của mình, hắn cười cười nói, Chủ tịch Đường, khi Bí Thư Kim đưa tài liệu này cho tôi, anh ấy có nói tình hình tài chính trong tỉnh căn bản không cho ra được nhiều tiền như vậy. Anh Kim đúng là, ra tay trước để mình có được thế chủ động. Đường Trấn Huy sờ lên mái tóc hoa râm của mình. Lão cảm khái một tiếng nói, nếu anh ấy đã như vậy thì anh cũng cứ áp dụng theo trình tự, cuối cùng cần phải báo cáo lên bí thư mới được. Sự việc còn phải báo cáo lên bí thư, Vương Tử Quân nghe Đường Trấn Huy nói, hắn chợt cảm nhận được sự tức giận của Đường Trấn Huy. Hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống đối diện với Đường Trấn Huy, chuẩn bị lắng nghe những sắp xếp của Chủ tịch Đường. Đường Trấn Huy giống như đã quên chuyện này, lão cười nói vài phần công tác không tương quan. Cũng hỏi về việc Vương Tử Quân muốn có một căn hộ trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy, thế nhưng cũng không kiên quyết phản đối ý kiến này. Nhiều năm qua thành phố Mật Đông giống như có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh thế nhưng lại có vài phần không đồng đều. Phía Bắc phát triển quá nhanh, phía Nam lại căn bản không có tăng trưởng. Đường Trấn Huy căn bản hiểu quá rõ về tình hình Mật Đông, khi lão nói đến phương diện phát triển kinh tế, hàng loạt những con số được phát ra từ trong miệng giống như quá mức bình thường. Một vị chủ tịch hiểu tình hình như vậy căn bản không phải tầm thường, chỉ là lão bị ép ở nhiều phương diện không được kiên trì ý kiến của mình, đây cũng không phải là hiện tượng gì tốt với tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có vài nếp nhăn sâu của Đường Trấn Huy, hắn không khỏi cảm thấy cảm khái. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Đường Trấn Huy, tất nhiên sẽ được Đường Trấn Huy tiễn đến tận bên cửa. Khi hắn chuẩn bị bắt tay Đường Trấn Huy rồi rời đi thì thư ký trưởng Lý Hanh Dư đi đến. Chủ tịch Đường, Chủ tịch Vương, Lý Hanh Dư thấy hai người thì nhanh chóng cung kính chào hỏi. Đường Trấn Huy khẽ gật đầu không nói lời nào, Vương Tử Quân thì lại cười cười với Lý Hanh Dư. Chủ tịch Đường, hôm nay có vài vị lãnh đạo của Bộ Xây dựng đến tỉnh Mật Đông, Chủ tịch cố gọi điện thoại đến hỏi xem ngài có thời gian rảnh hay không. Trưa hôm nay có thể đến gặp mặt các vị đồng chí của Bộ Xây dựng. Lý Hanh Dư nở nụ cười cực kỳ sáng lạn nói. Đường Trấn Huy khẽ gật đầu nói, anh liên hệ với Tiểu Quách, nếu có thời gian thì tôi sẽ đến ngồi một chút. Lý Hanh Dư nói chuyện với Đường Trấn Huy làm cho Vương Tử Quân chứng minh được một ý nghĩ trong lòng, đó là Lý Hanh Dư làm thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thế nhưng không phải là tâm phúc của Đường Trấn Huy. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy kinh hãi, đồng thời hắn lại có thêm vài phần đồng tình với Đường Trấn Huy. Vì làm lãnh đạo đứng đầu chính quyền tỉnh. Thế nhưng lại không được bổ nhiệm vị trí thư ký trưởng là người của mình, rõ ràng là một đả kích quá lớn. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình,
trong đầu vẫn là văn kiện xin chỉ thị của thành phố rừng mật. Hắn biết rõ văn kiện này không phải nhắm vào Đường Chấn Huy, chủ yếu là đưa lên cho bí thư tỉnh ủy. Đường Chấn Huy năm sau sẽ phải lui ra phía sau, thế nên căn bản không thể dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao năm sau được, vì vậy mà căn bản không có tâm tư quá lớn với sự kiện này, còn Sầm Vật Cương thì sao? Căn cứ vào lời nói của Sầm Vật Cương, Vương Tử Quân cảm thấy bí thư tỉnh ủy cực kỳ coi trọng sự kiện này. Nhưng mặc dù Sầm Vật Cương có được ưu thế lớn trong tỉnh, thế nhưng thành phố rừng mật và Đường Chấn Huy không chịu phối hợp, thế cho nên các hạng mục công tác đang dừng lại ở thành phố rừng mật. Vương Tử Quân đứng bên cạnh cửa sổ mà liên tục suy nghĩ đến nhiều vấn đề. Hắn vừa mới đến tỉnh Mật Đông, có thể nói là căn cơ chưa ổn, sau đó còn phải cố gắng tiếp nhận vị trí của Đường Chấn Huy. Bây giờ hắn chỉ có hai con đường để đi. Một cái chính là chờ đợi, với tình huống của Vương Tử Quân hiện tại, chỉ cần đứng cho vững, chậm rãi chờ Đường Chấn Huy lui ra, tuyệt đối là một con đường tốt. Hơn nữa hắn cũng biết mình chờ đợi được, con đường thứ hai chính là lập nên uy nghiêm của mình giữa Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy. Lập nên một tổ chức của mình, đây không phải là chuyện dễ dàng. Tuy Vương Tử Quân không thích chờ đợi, thế nhưng đó là lựa chọn tốt. Khốn nổi dù có chờ đợi thì Đại hội Thể dục Thể thao sang năm vẫn rơi lên đầu Vương Tử Quân, nếu như tiến độ công trình không kịp lễ khai mạc, như vậy chỉ sợ sự kiện tiến lên vị trí chủ tịch tỉnh sẽ bị ảnh hưởng. Dù không phải chịu trách nhiệm chủ yếu, thế nhưng lại khó thể tránh khỏi trách nhiệm. Lúc này Vương Tử Quân có 7 phần nắm chắc có thể nhúng tay vào trong công việc này, hắn có thể hoàn thành đúng kỳ hạn. Hơn nữa hắn có thể lợi dụng vào nó để lập nên uy nghiêm của mình. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, sau đó hắn càng thêm quyết đoán với ý nghĩ của mình. Muốn dựng lên quyền uy thì phải va chạm với lĩnh vực của nhiều người khác, đặc biệt là Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy. Nhưng nếu như hắn nhận lấy trách nhiệm ở hạng mục này, dù Sầm Vật Cương xuất phát từ góc độ nào cũng phải giúp đỡ mình. Đường Chấn Huy sẽ không cho ra bất kỳ hành động nào, nhưng tuyệt đối không rút thang dưới chân mình. Chương 1514, một vô lễ với tuyến trên, thiếu ân với tuyến dưới. Vương Tử Quân căn bản rất đồng tình với Sầm Vật Cương, ở trong tỉnh Mật Đông này nếu muốn một mình nắm tất cả quyền lực căn bản là không dễ dàng. Biết đâu mỗi vị quan viên khi đến địa phương nhận chức thì từ sâu trong lòng vẫn luôn hy vọng có thể điều chỉnh trạng thái chính trị theo hướng có lợi cho mình, thế nhưng lại không thể nào đơn giản áp dụng, vì trước khi anh chưa suy xét thật tốt vận tác như thế nào hoặc tìm được quân đồng minh. Anh không thể nào đơn giản ra tay được. Vương Tử Quân vì vậy mà sinh ra một dự cảm, đó chính là Sầm Vật Cương sở dĩ lên tiếng với Kim Chính Thiện thì đã sớm có quyết định. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Kim Chính Thiện chính là người của Đường Chấn Huy, thành phố rừng mật là phạm vi thế lực của Đường Chấn Huy. Tất nhiên Kim Chính Thiện mãi mà không nhanh chóng cho ra quyết định với sự kiện Đại hội Thể dục Thể thao, nhìn qua giống như khiêu khích Sầm Vật Cương. Thế nhưng thật ra đang làm loạn vì có sự nâng đỡ của Đường Chấn Huy. Nếu không có cho Kim Chính Thiện 10 lá gan cũng không dám gây khó cho bí thư tỉnh ủy như vậy. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Tử Quân, Triệu Hiểu Bạch nở nụ cười cung kính đi vào báo cáo một việc, đó là văn phòng tỉnh ủy có thông báo, 7 giờ tối nay sẽ mở hội nghị thường ủy. Mới đó đã tổ chức hội nghị thường ủy, có phải là vì văn kiện xin tiền của thành phố rừng mật hay không? Một khi thảo luận về vấn đề này, Vương Tử Quân cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Buổi chiều khi tan tầm thì Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Chủ tịch Tiết Xuyên Cường của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông. Sau khi Tiết Xuyên Cường giới thiệu bản thân, hắn tỏ ra cực kỳ thân kênh với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, ngài đi vào tỉnh Mật Đông đã thích ứng được chưa? Mùa xuân ở Mật Đông vẫn còn rất lạnh, khi ra ngoài anh phải mặc nhiều áo vào. Vương Tử Quân cười cười nói vài lời với Tiết Xuyên Cường, sau đó suy xét về người này. Tiết Xuyên Cường là thường ủy tỉnh ủy, cũng xem như là một vị lãnh đạo đầu sỏ của tỉnh, thế nhưng phương diện phân công công tác lại không ra gì, rất nhiều phương diện căn bản không bằng một vị phó chủ tịch tỉnh. Vương Tử Quân cảm thấy Tiết Xuyên Cường thật sự muốn dựa vào Sầm Vật Cương, thế nhưng Sầm Vật Cương lại căn bản không tán thưởng người này. Sau khi nói vài vấn đề cá nhân thì Tiết Xuyên Cường mới nói, Bí thư Tử Quân, anh có biết hội nghị thường ủy hôm nay thảo luận về vấn đề gì không? Trong cuộc sống có nhiều người khôn khéo đến mức quá phận, vì nếu như anh mỗi lúc đều liệu việc như thần, như vậy sẽ khiến cho người ta cảm thấy mình quá trong suốt trước mặt anh,
cảm thấy không thoải mái một cách cực đoan. Chỉ có những người chốc chốc khôn khéo lâu lâu có chút hồ đồ mới thật sự có nhiều mối nhân duyên hơn. Vương Tử Quân căn bản cực kỳ hiểu rõ địa u này, vì vậy sau khi nghe Tiết Xuyên Cường dùng giọng trịnh trọng hỏi thăm mình, hắn biết rõ đối phương không phải chỉ vì nguyên nhân thăm hỏi mình mà thôi. Hắn dù có suy đoán với nội dung của hội nghị thường ủy hôm nay, thế nhưng hắn cũng không ngốc đến mức không cho Tiết Xuyên Cường cơ hội biểu hiện. Thật sự còn không biết, vừa rồi tôi có hỏi một chút, hình như văn phòng cũng không có thông báo gì cụ thể. Bí thư Tử Quân, lần này hội nghị thường ủy nghiên cứu về Đại hội Thể dục Thể thao sắp tới, vì ngài mới đến thế nên tốt nhất không nên lẫn vào chuyện này. Vương Tử Quân cười cười nói, phương diện chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao sao? Có vấn đề liên quan đến tiền bạc à? Đúng vậy, là vấn đề tiền, nhưng cũng không đơn giản là đòi tiền, thực tế chính là mâu thuẫn trong tỉnh Mật Đông, ngài vừa đến nên quan sát rồi nói sau. Vương Tử Quân mặc dù không đồng ý với lời nói của Tiết Xuyên Cường, thế nhưng cũng hiểu đối phương có ý tốt. Sau khi cảm tạ vài lời thì hắn cùng Tiết Xuyên Cường nói về phương diện chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao. Tuy Tiết Xuyên Cường không chủ quản công tác này thế nhưng là thường ủy tỉnh ủy thì vẫn có nguồn phát tin của mình. Hơn nữa chuyện này không liên quan đến lợi ích của hắn, thế nên cũng không muốn che giấu nhiều làm gì. Chỉ sau 10 phút thì Vương Tử Quân đã căn bản có một mức hiểu biết khá sâu về sự kiện lần này. Chuyện này thật sự giống như lời nói của Tiết Xuyên Cường, nó có liên quan đến phương diện tiền bạc. Nhưng thực tế thì Bí thư Tỉnh ủy Sầm Vật Cương căn bản cảm thấy ý nghĩ của Bí thư Thị ủy Kim Chính Thiện có chút vấn đề. Hạ cấp cần phục tùng thượng cấp, phục tùng đại cục. Đây là thiết luật trong quan trường. Nếu như anh phạm thượng, như vậy sẽ khó thể nào bảo trì sự đồng bộ với thượng cấp, như vậy là không phù hợp quy tắc, cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy chuyện này căn bản sẽ làm cho Kim Chính Thiện rơi vào thế bị động. Nhưng quan huyện không bằng quan đang cai quản, trên phương diện chấp hành thì Sầm Vật Cương còn phải gánh chịu đòn phản pháo của Kim Chính Thiện. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn nói với Tiết Xuyên Cường, anh Tiết, không thể ngờ còn có chuyện như vậy. Tôi còn đang hỏi vì sao Bí thư Kim lại đưa đến cho tôi một báo cáo đòi tiền như vậy. Đây là thủ đoạn ứng phó của Kim Chính Thiện, hắn không phải nhắm vào anh, thế nên anh cũng không nên đặt nặng trong lòng. 6 giờ 50 phút, Triệu Hiểu Bạch đi đến bên ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cầm theo bản ghi chép và một ly nước, sau đó đi theo Vương Tử Quân đến phòng họp thường ủy tỉnh ủy. Phòng hội nghị thường ủy tỉnh ủy Mật Đông ở lầu 3 khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Căn bản cách phòng làm việc của Bí thư Sầm Vật Cương không quá xa. Lúc này nhân viên của văn phòng thường ủy đã chuẩn bị xong, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì mọi người đều dùng gương mặt tươi cười hớn hở để chào hỏi. Vương Tử Quân căn bản không nhận ra những người này, thế nhưng hắn cũng không tiếc rẻ nụ cười với bọn họ. Sau khi đi vào phòng họp thì bên trong đã có 5-6 người, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì đám người đang trò chuyện không khỏi quay sang nở nụ cười. Phó Chủ tịch Thường ủy Cố Tắc Viêm càng nở nụ cười sáng lạn nói, Bí thư Vương, mời anh ngồi bên này. Đối với sự nhiệt tình của Cố Tắc Viêm, Vương Tử Quân đi đến thản nhiên ngồi bên trái của đối phương, sau đó gật đầu nở nụ cười với mọi người, lại hỏi Cố Tắc Viêm, Chủ tịch Cố, vừa rồi tôi thấy mọi người bàn chuyện rất sôi nổi, có chuyện gì vui vẻ sao, mong mọi người chia sẻ với tôi một chút. Vừa rồi trưởng phòng xà nói đến phương diện tuyển hoa hậu. Đài truyền hình tỉnh Mật Đông chúng ta tổ chức cả hai cuộc thi tuyển Mỹ Nam và Mỹ Nữ, Bí thư Vương Anh đã xem qua chương trình này chưa? Cố Tắc Viêm dùng giọng nhiệt tình đáp lời Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản không có ấn tượng với những chương trình sắc đẹp, hắn thẳng thắn lắc đầu nói tôi thật sự là không biết gì. Bí thư Vương, thông qua những chương trình tuyển chọn người đẹp thế này mà tỷ lệ người xem của đài truyền hình tỉnh tăng lên rất nhanh, hơn nữa còn thu được nhiều lợi nhuận. Những năm nay thật sự khác thường, tôi cũng không rõ vì sao người ta lại thích xem những cuộc thi sắc đẹp như vậy. Trưởng phòng tuyên truyền Xà Lê Hoa đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi cười tủm tỉm nói. Xà Lê Hoa chính là nữ thường ủy tỉnh ủy duy nhất của tỉnh Mật Đông, đây là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, dù nhìn vào cách ăn mặc hay bất kỳ phương diện nào thì cũng thấy giống như một đóa hoa. Có người nói lời trêu đùa thế này, đàn ông 40 như đóa hoa, phụ nữ 40 như bã đậu. Khi đến một độ tuổi nhất định thì cho dù anh có bảo dưỡng thế nào thì gương mặt cũng tàn phai theo thời gian, Vương Tử Quân từng tiếp xúc qua vài lần với người phụ nữ này, hầu như mỗi lần gặp mặt thì nàng ta đều nở nụ cười khá quyến rũ.
Vương Tử Quân cười cười nói, bây giờ tiết tấu cuộc sống ngày càng nhanh, dưới đủ mọi loại áp lực thì người ta thích thả lỏng một chút. Hơn nữa nhiều người tham gia thì căn bản có liên quan đến phương diện muốn được biểu hiện một chút. Chương 1514-2, vô lễ với tuyến trên, thiếu ân với tuyến dưới. Mọi người đang trò chuyện với nhau thì cửa phòng làm việc được mở ra, Kim Chính Thiện nở nụ cười chậm rãi đi vào. Hắn đưa mắt nhìn qua bốn phía, sau đó chào hỏi Vương Tử Quân đầu tiên, Bí Thư Vương, tuần sau ngài dù thế nào cũng phải đến thành phố chúng tôi chỉ đạo công tác, hơn vài triệu cán bộ nhân dân thành phố chúng tôi đang trông mong ngài đại giá quang lâm. Vương Tử Quân căn bản không thể từ chối với sự nhiệt tình của Kim Chính Thiện, lúc này hắn cười nói, tôi vừa mới đến nhận công tác, còn chưa tìm hiểu rõ đầu mối tình huống, nếu Bí Thư Kim đã cho ra lời mời thịnh tình như vậy, tôi sẽ đến thành phố rừng mật đầu tiên. Hai người trò chuyện với nhau, Kim Chính Thiện nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình. Cố Tắc Phiêm ngồi đối diện với Kim Chính Thiện, hắn giống như không nhìn thấy Kim Chính Thiện, thế nhưng lại không cúi đầu xuống. Vương Tử Quân vừa trò chuyện với Kim Chính Thiện vừa chuyển ánh mắt qua gương mặt các vị thường ủy tỉnh ủy. Những cuộc trò chuyện của các vị thường ủy tỉnh ủy vào lúc này căn bản không có nội dung thực chất, thế nhưng nhìn qua lại có thể thấy hai bên có quan hệ thế nào. Ví dụ như Kim Chính Thiện và Cố Tắc Phiêm, hai người này căn bản có quan hệ không quá tốt. Khi Vương Tử Quân đang âm thầm quan sát thì Sầm Vật Cương và Đường Trấn Huy sóng vai nhau đi vào. Gương mặt của Sầm Vật Cương rất nghiêm túc, thế nhưng gương mặt của Chủ tịch Đường Trấn Huy lại khá lạnh nhạt. Sau khi hai người đi vào phòng, tiếng xì xào bàn tán trong phòng chợt biến mất. Tất cả mọi người đều dồn lực chú ý lên người Sầm Vật Cương, lại có người lấy sổ tay ra đặt lên bàn. Bày ra bộ dạng lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái ghi chép. Sầm Vật Cương ngồi vào chiếc ghế chính giữa, sau đó lão nhìn thoáng qua bốn phía, lại trầm giọng nói với thư ký trưởng Phương Anh Hồ, thư ký trưởng, các vị đồng chí đã đến đông đủ chưa? Bắt đầu được chưa? Phương Anh Hồ đã sớm làm công tác thống kê nhân số, hắn nhanh chóng mở miệng, Bí Thư Sầm, vì là hội nghị tạm thời, thế cho nên người đến cũng không quá đủ. Bí Thư Vi đang họp ở thủ đô, anh ấy không thể đến được. Sau hội nghị thì anh truyền đạt nội dung thảo luận cho đồng chí Bí Thư Vi, bây giờ chúng ta bắt đầu họp. Sầm Vật Cương khoát tay chặn lời Phương Anh Hồ rồi trầm giọng nói. Lúc này đám thường ủy tỉnh ủy trong phòng họp đều nhìn về phía Sầm Vật Cương, thế nhưng cũng có vài vị thường ủy tỉnh ủy biết được nội dung hội nghị lại quay sang nhìn Kim Chính Thiện. Thưa các đồng chí! Hôm nay mở hội nghị thường ủy tạm thời chỉ có một đề tài thảo luận. Sầm Vật Cương dùng ánh mắt như diều hâu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói, những ngày trước tôi đến thủ đô họp có gặp lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, anh ấy hỏi chúng ta đã làm công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao như thế nào, vấn đề của anh ấy làm cho tôi cứng họng không biết nói gì cho phải. Nói thật thì chúng ta có thể tranh thủ được quyền tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao là không dễ dàng chút nào. Tôi rất muốn vỗ ngực nói với lãnh đạo rằng các công tác chuẩn bị đều cực kỳ tiến triển thuận lợi, không có chút vấn đề. Sầm Vật Cương vỗ bàn tay lên bàn, sau đó dùng giọng căm tức nói, nhưng lời nói của lãnh đạo lại làm khó cho tôi, vì tôi không dám tỏ thái độ cho rõ ràng, vì tôi không nắm chắc, không biết trước tiến độ. Vương Tử Quân nhanh chóng ghi chép vào sổ tay, sau đó nhanh chóng cho ra phân tích với tính cách của Sầm Vật Cương. Nhìn từ cách thức lên tiếng thì có thể thấy Sầm Vật Cương tuy là người cường thế nhưng căn bản mở miệng có sách lược, trước tiên đặt mình vào một vị trí tương đối thấp, sau đó đột ngột vùng lên, tiến hành những đòn công kích mạnh mẽ. Nhưng Kim Chính Thiện sẽ bó tay trước những đòn công kích của Sầm Vật Cương sao? Khi Vương Tử Quân nghĩ đến những điều này thì chợt nghe Sầm Vật Cương nói tiếp, đối với hạng mục công tác này thì chúng ta đã bố trí được khá lâu, cũng không phải là tất cả các thành phố đều tham gia. Hai ngày trước tôi còn thấy được tiến độ công tác của thành phố Linh Long, bọn họ căn bản vượt mức hoàn thành nhiệm vụ trước cả thời gian, hai khu nhà liên hợp đã được hoàn công. Các hạng mục cùng xây dựng vào một thời điểm, tôi cũng không rõ vì sao có nơi làm xong mà có nơi còn chưa làm xong. Bên trong có sự khác biệt, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Nếu đi sâu vào vấn đề chỉ có một cách giải thích, đó là hiện tượng này xảy ra vì vướng nguyên nhân khách quan, là người của chúng ta có vấn đề. Sầm Vật Cương nói những lời cực kỳ có khí phách, hoàn toàn có thể biểu hiện sự bất mãn và khinh thường của Bí Thư Tỉnh ủy với Kim Chính Thiện. Sau khi Sầm Vật Cương chấm dứt lời nói thì bầu không khí trong phòng trở nên lặng ngắt như tờ. Người tham gia hội nghị có nhiều biểu hiện khác nhau,
người cúi đầu ghi chép, người ngồi yên quy củ, có kẻ tỏ ra trầm tư suy nghĩ, có người nhìn thẳng về phía trước, căn bản không biết đang nghĩ gì. Đường Trấn Huy là chủ tịch tỉnh, lão lặng lẽ nâng ly lên uống nước, căn bản không muốn lên tiếng. Kim Chính Thiện là người bị lãnh đạo phê bình, lúc này hắn vẫn thản nhiên ngồi bên kia, bộ dạng ung dung bình tĩnh, giống như sự việc không liên quan đến mình. Chủ tịch, anh nói vài câu đi. Sầm Vật Cương đưa mắt nhìn Vương Tử Quân thế nhưng lại nói với Đường Trấn Huy. Đường Trấn Huy bị điểm danh, lão ho khan vài tiếng rồi nói, vừa rồi tôi đã xem qua tiến độ các công trình chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao, có nhiều nơi cũng không phải quá tốt. Bí thư Sầm nói đúng, trước mắt chúng ta cần đẩy mạnh tiến độ để chào đón lễ khai mạc, nếu không làm tốt thì căn bản sẽ là trò cười cho mọi người, chẳng lẽ chúng ta không có dũng khí đón các vận động viên đến thi đấu sao? Nhưng xuất hiện hiện tượng này cũng có nguyên nhân, các đồng chí của chúng ta cũng không phải không muốn làm tốt công tác chuẩn bị, chẳng qua kỳ hạn quá căng, nhiệm vụ quá nặng, đây là những thứ mà chúng ta khó thể nào lảng tránh được. Nhưng vẫn là một câu nói của tôi, chúng ta nên tìm biện pháp cho các hạng mục công tác, không nên cứ mãi kiếm cớ khó khăn. Khi Đường Trấn Huy lên tiếng thì Sầm Vật Cương cầm ly nước nhấp một ngụm, sau đó ngón tay đặt lên bàn rồi khẽ gõ vài cái. Đường Trấn Huy nói căn bản có ý nghĩa giống như những lời Sầm Vật Cương vừa phát biểu, nhưng sau khi suy xét thì thấy có hương vị khác, đó là đang giải thích cho Kim Chính Thiện. Có khó khăn đang tồn tại, đó chính là sự thật mà Sầm Vật Cương không nói ra, nhưng Đường Trấn Huy lại nói ra rõ ràng, điều này làm cho những lời hùng hổ của Sầm Vật Cương vừa rồi bị treo lên cao. Bí thư Sầm, Chủ tịch Đường, lần này thành phố Rừng Mật là địa phương chính đăng cai Đại hội Thể dục Thể thao. Đây căn bản là một sự tín nhiệm của lãnh đạo với tôi. Lần này tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao có thể nói là có lợi cho sự phát triển kinh tế của thành phố Rừng Mật, có thể mở rộng lực ảnh hưởng, là cơ hội đánh bóng tên tuổi của thành phố chúng tôi. Vì đảm bảo hạng mục công tác này được thực hiện cẩn thận mà bốn bộ ban ngành thành phố chúng tôi đều ra tay thành lập tổ công tác, bây giờ đang cố gắng đẩy mạnh tất cả hạng mục công trình. Thế nhưng trước mắt tồn tại khó khăn, đó chính là không bột khó gột nên hồ. Không thể thổi cơm khi không có gạo. Chúng tôi không phải không nhiệt tình công tác, không phải không giải quyết được khó khăn, thế nhưng tính toán sơ bộ thì thành phố chúng tôi còn có hơn 1 tỷ tiền mặt chưa được đưa vào trong tay, có 7-8 hạng mục bị nhà thầu đòi tiền gắt gao. Kim Chính Thiện nói đến đây thì gương mặt có vài phần ảm đạm, vì nhà thầu đòi tiền quá gắt nên Phó Chủ tịch Đồng Chủ quản Tài chính căn bản không dám ở lâu trong phòng làm việc của mình. Theo lời của anh ấy thì bây giờ mình giống như là một con nợ khó đòi của rất nhiều người. Mọi người nghe vậy mà thiếu chút nữa cười giống lên, thế nhưng khi nhìn gương mặt âm trầm của Sầm Vật Cương thì không ai dám có hành vi gì khác thường, bầu không khí trong phòng cũng cực kỳ đè nén. Chương 1515, tôi đến nói thay cho anh. Sầm Vật Cương dùng sức quất roi lên thành phố Rừng Mật, để cho bọn họ nhanh chóng đề cao tốc độ hạng mục. Thế nhưng Kim Chính Thiện là lợn chết không sợ nước nóng, liên tục kêu khổ với Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân nhìn vào tình cảnh này thì hiểu rõ, hội nghị thường ủy lần này chính là một hành động lật cổ tay giữa hai nhóm người Sầm Vật Cương và Kim Chính Thiện. Phân tích trên phương diện cân đối quyền lực thì hành động của Sầm Vật Cương lần này có ý nghĩa không tầm thường. Nếu lão có thể áp chế được Kim Chính Thiện, như vậy có nghĩa là sẽ phổ biến được quyền lực của mình trong thành phố Rừng Mật. Như vậy sự cân đối quyền lực ở tỉnh Mật Đông sẽ phát sinh biến hóa. Biết đâu tình hình tài chính của thành phố Rừng Mật thật sự khó khăn, thế nhưng Vương Tử Quân tin tưởng rằng còn chưa đến mức độ như kiểu của Kim Chính Thiện. Lúc này Kim Chính Thiện mở miệng nói thê thảm như vậy chính là một thủ đoạn đối phó với Sầm Vật Cương. Kim Chính Thiện vừa nói dứt lời thì Cố Tắc Phiêm đã cười nói, Bí thư Kim, ngài nói quá đúng sự thật, tôi nhớ năm ngoái phương diện tài chính thu vào của thành phố Rừng Mật là hơn 20 tỷ. Hơn nữa trong tỉnh còn cho ra 10 tỷ để đầu tư vào hạng mục Đại hội Thể dục Thể thao, thế cho nên số tiền mà thành phố Rừng Mật thu vào đã gần đạt được con số 1/3 số tài chính của tỉnh rồi. Cố Tắc Phiêm cũng không nói câu nào công kích Kim Chính Thiện, thế nhưng ý nghĩ của hắn là quá rõ ràng, Kim Chính Thiện không cần dở trò giữ núi vàng mà đi xin sơm, cố gắng bày ra tình cảnh nghèo khó khóc than, thật ra thành phố Rừng Mật là nơi cực kỳ có tiền. Chủ tịch Cố quan tâm đến công tác của thành phố Rừng Mật, thật sự làm cho tôi cảm động. Nhưng tính cách của tôi là có sao nói vậy, tuyệt đối không khuếch đại khó khăn. Nếu như chủ tịch Cố cảm thấy phương diện tài chính của tỉnh chúng tôi có vấn đề,
hai ngày nữa tôi sẽ đến báo cáo với Chủ tịch Cố về tình hình vận hành tài chính của thành phố trong vài năm qua. Kim Chính Thiện cũng không phải là đèn cạn dầu, hắn thản nhiên nói với Cố Tắc Phiêm. Cố Tắc Phiêm chỉ khẽ cười mà không tiếp lời, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn chỉ cần châm một mồi lửa, phương diện đổ dầu bỏ củi không cần hắn quan tâm. Bí thư Kim, khó khăn thì nơi nào cũng có, hai ngày trước tôi có đi đến thành phố Linh Long, phương diện tài chính của thành phố Linh Long cũng rất khó khăn, hơn nữa những năm gần đây thành phố Linh Long thúc đẩy xây dựng phát triển kinh tế không kém hơn thành phố rừng mật, thế nhưng hạng mục mà bọn họ phải gánh vác lại thực hiện đúng với tiến độ, mà lúc này thành phố rừng mật mới khởi công được giai đoạn một mà thôi. Giọng nói của Thường ủy tỉnh ủy trưởng phòng tuyên truyền Xà Lê Hoa căn bản rất dịu dàng, thế nhưng lại sắc bén như dao. Nàng muốn nói đám người Kim Chính Thiện các anh cũng không tận tâm, nếu không thì sự việc sao lại tiến triển thế này. Kim Chính Thiện đã làm tốt công tác chuẩn bị, hắn sờ lên đầu của mình nói, trưởng phòng Xà, nếu như thành phố rừng mật chúng tôi chỉ phải xây dựng hai nhà thi đấu, tôi có thể đảm bảo cuối năm nay hoàn công đúng thời hạn. Bí thư Kim, anh so sánh thành phố rừng mật với Linh Long, không biết như vậy là ức hiếp người sao? Xà Lê Hoa cũng không nhượng bộ mà lên tiếng với Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện muốn mở miệng nhưng Sầm Vật Cương đã trầm giọng nói, được rồi, chúng ta mở hội nghị thường ủy với mục đích là bày mưu hợp sức làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao, cũng không phải là cãi nhau trốn tránh trách nhiệm. Sầm Vật Cương cũng không nói cụ thể là ai trốn tránh trách nhiệm, thế nhưng ai cũng biết bí thư tỉnh ủy nói về Kim Chính Thiện. Lúc này Kim Chính Thiện cũng không mở miệng sau khi bí thư tỉnh ủy nói lời chỉ trích, rõ ràng hắn vẫn có vài phần cố kỵ bí thư Sầm. Lúc này chỉ còn lại một năm rưỡi là sẽ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao, thời gian rất khẩn cấp, yêu cầu chúng ta phải nắm chặt thời gian làm cho thật tốt. Sầm Vật Cương nói đến đây thì dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn mọi người, vì đẩy mạnh hạng mục công tác này để làm cho tất cả công trình hoàn công đúng thời hạn, tôi đề nghị thành lập một tổ công tác đặc biệt phụ trách giám sát phối hợp. Không ai phản đối lời đề nghị này của Sầm Vật Cương, dù sao thì tình huống bây giờ là quá rõ ràng. Có thể nói là bắt buộc phải thành lập tổ giám sát. Chủ tịch Đường, anh không bằng vất vả một chút, đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ giám sát, là người toàn quyền phụ trách công tác này. Sầm Vật Cương nói rồi đưa mắt nhìn Chủ tịch Đường Trấn Huy. Lúc này trên mặt Đường Trấn Huy vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, lão khẽ động vào micro rồi dùng giọng bình thản nói, nếu muốn tăng cường động lực công tác thì tôi cảm thấy bí thư ngài nên tự mình đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ giám sát thì hay hơn. Như vậy càng thể hiện sự coi trọng của ban ngành tỉnh ủy chúng ta với hạng mục công tác này. Đường Trấn Huy nói rất đường hoàng, người không biết chuyện còn tưởng rằng Chủ tịch Đường không tranh quyền, toàn lực phối hợp công tác với Bí thư Sầm. Thế nhưng thực tế thì đám người nơi đây đều biết Đường Trấn Huy đang đẩy củ khoai lang nóng ra khỏi tay mình, không ai muốn phỏng tay, lão cũng không muốn ngồi cùng một chỗ với Kim Chính Thiện. Đám người nơi đây đều hiểu rõ tâm tư của Đường Trấn Huy. Nhưng hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy lên tiếng trò chuyện với nhau, những người khác cảm thấy khó thể nào chen lọt. Sầm Vật Cương chủ yếu áp chế Đường Trấn Huy chính là vì muốn phía bên kia không nên tiếp tục dở trò, lúc này lại bị Đường Trấn Huy đẩy ngược trở ra, làm cho gương mặt lão không được tốt đẹp cho lắm. Lão hiểu ý nghĩ của Đường Trấn Huy, thế nhưng lúc này tên đã lên dây, lão không thể làm gì khác hơn được, không những sẽ ném bỏ hết tất cả công tác quan trọng. Căn bản cũng sinh ra những ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của mình. Chủ tịch Trấn Huy, anh là người công tác nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, tôi tin tưởng anh lãnh đạo thì tất cả công tác sẽ được thúc đẩy đâu vào đấy, đúng thời hạn sẽ hoàn công. Bí thư Sầm, ngài tín nhiệm như vậy làm tôi cảm thấy rất cảm động, thế nhưng tôi căn bản không còn quá nhiều tinh lực để chú ý đến công tác này. Những ngày qua tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói thời gian tới tôi nên tĩnh dưỡng một chút. Nếu bây giờ tôi tiếp nhận trọng trách, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ chuyện quan trọng của tỉnh. Đường Trấn Huy nói với gương mặt rất ngưng trọng. Đường Trấn Huy nói như vậy chẳng khác nào hai vị lãnh đạo đứng đầu một tỉnh đang đối cứng với nhau, bầu không khí trong phòng họp càng thêm ngưng trọng. Vương Tử Quân căn bản đã có chuẩn bị về chuyện lần này, trước khi họp hắn vẫn muốn nhét hạng mục công tác này vào tay mình. Sau khi suy xét thì hắn cảm thấy hạng mục này chính là một sự kiện bắt đầu của mình ở Mật Đông. Nhưng việc này có liên lụy khá nhiều, chính mình nếu muốn làm tốt cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu hắn làm không tốt, chỉ sợ sẽ sinh ra hậu quả bắn ngược.
Nhưng bây giờ Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy đang tranh chấp với nhau, điều này có thể nói là một cơ hội cực kỳ tốt cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là một vị lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh, công tác chủ yếu của hắn chính là chủ động cứu vãn sự việc khi mà hai vị lãnh đạo đứng đầu bất đồng ý kiến với nhau. Tình cảnh hiện tại là lúc cần hắn ra tay. Trong phòng họp không ai lên tiếng, gương mặt các vị lãnh đạo là thường ủy tỉnh ủy đều cực kỳ căng thẳng, nhưng không ai dám mở miệng. Dù là người bên phía Sầm Vật Cương thì cũng không tiện mở miệng, dù sao thì bây giờ nói không cẩn thận sẽ làm tổn thương chính mình. Hơn nữa Đường Chấn Huy cũng đã nói sức khỏe của mình không được tốt, bọn họ có mở miệng cũng không có tác dụng. Khụ khụ, Vương Tử Quân khẽ ho khan một tiếng, xem như chuẩn bị là người đầu tiên lên tiếng. Tiếng ho khan của Vương Tử Quân thu hút ánh mắt của mọi người. Tuy hắn là người mới ở tỉnh Mật Đông thế nhưng chức vụ lại quyết định ai cũng không thể không chú ý đến. Dưới tình huống này có thể nói hắn lên tiếng giúp đỡ ai thì trên cơ bản sẽ có kết quả hướng về phía người ấy. Khi chuẩn bị lên tiếng thì Vương Tử Quân đưa mắt nhìn qua gương mặt của Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy, thấy gương mặt của Sầm Vật Cương rất lạnh nhạt, bộ dạng ung dung bình tĩnh. Còn gương mặt của Đường Chấn Huy lại treo nụ cười nhạt. Bí thư Sầm, Chủ tịch Đường, hai vị đều chú ý đẩy mạnh tiến độ hạng mục, tôi cảm thấy như vậy là rất tốt. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn thế nhưng căn bản tiến hành khẳng định ý nghĩ của hai vị lãnh đạo. Khi hắn nói ra những lời này thì trên mặt Cố Tắc Phiêm đang chú tâm theo dõi có xuất hiện một nụ cười nhạo. Cố Tắc Phiêm vốn cho rằng trong hội nghị thường ủy đầu tiên hôm nay thì Vương Tử Quân sẽ không cho ra bất kỳ câu nói nào, thế nhưng không ngờ cũng là kẻ ba phải. Đám thường ủy khác nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì không khỏi thở dài một hơi, bọn họ cũng biết chỉ cần có người mở miệng thì sự việc cơ bản có thể hòa hoãn lại một chút. Để sau này rồi hãy giải quyết cũng không phải là quá tồi. Chương 1516, một tặng người hoa hồng có lưu hương. Vừa rồi Bí thư Sâm đã giới thiệu rõ tình huống, Bí thư Kim cũng nói có tồn tại không ít khó khăn. Dưới tình huống này tôi cảm thấy chúng ta cần đoàn kết hiệp tác, hợp mưu hợp sức cố gắng triển khai mở rộng công tác. Vương Tử Quân lên tiếng với giọng điệu khá cao, người ngoài nhìn vào không có chút vấn đề nào. Sầm Vật Cương chợt nhíu mày, sau đó thản nhiên nói, Bí thư Tử Quân, anh là người có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, anh xem bây giờ xuất hiện tình huống này thì chúng ta phải làm gì? Vương Tử Quân lên tiếng như vậy cũng không phải là nói nhảm, hắn nói như thế chủ yếu là chờ Sầm Vật Cương hỏi mình. Bây giờ Sầm Vật Cương thật sự đã mở miệng hỏi giống như suy đoán của hắn, thế là hắn cười nói, Bí thư Sầm, ngài và Chủ tịch Đường đều cực kỳ coi trọng hạng mục công tác này, thế nhưng hai vị là trụ cột của tỉnh Mật Đông, có không biết bao nhiêu công tác cần hai vị thúc đẩy xử lý. Vì vậy hai vị căn bản không thể đặt quá nhiều tinh lực và thời gian cho hạng mục này. Vẻ mặt Sầm Vật Cương chợt trầm xuống, lão vì ép Đường Chấn Huy tiếp chiêu mà cho ra quyết tâm lớn, bây giờ dựa theo lời của Vương Tử Quân, tất cả cố gắng của lão đều biến thành bọt nước. Sầm Vật Cương căn bản là không muốn như vậy, khi lão chuẩn bị phản bác ý kiến của Vương Tử Quân, lại nghĩ đến tình cảnh vừa rồi. Nếu như bây giờ lão huyên náo với Vương Tử Quân, như vậy hai người Vương Tử Quân và Đường Chấn Huy sẽ liên hợp lại uy hiếp quyền uy của mình. Dựa theo lời của anh, chuyện này nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ cứ để nó đứng ì ra như vậy chờ lãnh đạo gõ vào đầu sao? Sầm Vật Cương hít vào một hơi rồi cố gắng làm cho giọng điệu của mình hòa hoãn hơn. Vương Tử Quân cười cười nói, Bí thư, điều này tất nhiên là không được. Hai vị lãnh đạo xem như thế này có được không? Bây giờ thành lập một tổ lãnh đạo thúc đẩy công tác, ngài và Chủ tịch Đường làm tổ trưởng nắm đại cục, còn phương diện thúc đẩy công tác thì giao cho Phó Tổ trưởng Thường vụ. Phó Tổ trưởng Thường vụ, một biện pháp như vậy là tốt, thế nhưng đám người nơi đây không ai dám tiến lên làm Phó Tổ trưởng Thường vụ cả. Dù sao nếu chuyện này mình làm không tốt thì sẽ bị cả hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy ép lên đầu. Rơi vào đường cùng thì Sầm Vật Cương cũng hiểu đây là biện pháp khá tốt, vì biện pháp này có thể hạ bậc thang cho mình và cả Đường Chấn Huy. Thế nhưng ai là nhân tuyển cho vị trí Phó Tổ trưởng Thường vụ? Ánh mắt lão nhìn qua bốn phía, chợt phát hiện những người chung quanh đều cúi đầu. Bí thư Tử Quân, anh cảm thấy ai là người thích hợp làm Phó Tổ trưởng Thường vụ? Nếu như Bí thư Sầm không chú ý đến phương diện tôi vừa mới đến nhận công tác, còn chưa tìm hiểu rõ ràng tình huống, tôi sẽ thử sức xem thế nào. Vương Tử Quân dùng giọng bình thản nói.
Sau cây ết nghe được Vương Tử Quân chủ động tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn thì Sầm Vật Hương không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm. Vương Tử Quân tuy là người mới đến nhưng lại là người có lực ảnh hưởng khá lớn, bây giờ vào thời điểm mấu chốt lại có thể cho ra một phẩm chất tốt, đó là dũng cảm đảm đương. Vương Tử Quân tiến lên làm phó tổ trưởng thường vụ, như vậy không những lấp đầy những vết rách do mình và Đường Chấn Huy làm ra ngày hôm nay, hơn nữa còn làm cho hội nghị thường ủy lần này chẳng phải mở không công. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, Bí thư Tử Quân, bây giờ anh toàn quyền phụ trách tất cả công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao, nếu có bất kỳ người nào cản đường công tác, nhất định phải xử lý thật nghiêm. Sầm Vật Cương nói xong những lời này thì đám người trong phòng đều thở dài một hơi. Dù sao thì bọn họ cũng cảm thấy nhiệm vụ chủ quản công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao giống như một củ khoai lang nóng. Vương Tử Quân bây giờ tiến lên tiếp nhận lấy nó, căn bản làm cho bọn họ trầm tĩnh lại. Đường Chấn Huy đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó khẽ gật đầu. Lần này Vương Tử Quân chủ động đảm đương trách nhiệm xem như cứu giá cho mình. Lão tuy đã hạ quyết tâm, thế nhưng cũng không muốn quá cứng với Sầm Vật Cương, cũng không muốn vạch mặt lẫn nhau. Bí thư Tử Quân, lát nữa anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến, nếu như các vị không còn chuyện gì khác thì tan họp. Sầm Vật Cương nói xong thì cầm ly nước của mình rồi đứng lên. Vương Tử Quân hầu như đi cùng đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Trên đường quay về phòng của mình thì Sầm Vật Cương căn bản không nói lời nào, chỉ nhanh chóng tiến lên. Sau khi Vương Tử Quân đi vào cửa thì lão mới phân phó thư ký của mình, lấy trà ngon trong phòng của tôi ra cho Bí Thư Vương nếm thử, vì Bí Thư Vương là cao thủ uống trà. Thư ký của Sầm Vật Cương nghe thấy lãnh đạo nói như vậy thì không khỏi dừng bàn tay đang định lấy trà xuống đi pha nước. Hắn là thư ký của Sầm Vật Cương, hắn biết rõ Sầm Vật Cương bảo quản những lá trà kia giống như bảo bối. Cho dù hai ngày trước chủ tịch Đường đến nói chuyện thì bí thư Sầm cũng không chịu bỏ ra chút trà quý của mình. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến ý nghĩ của viên thư ký kia, hắn thản nhiên ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương, sau đó nói, Bí thư Sầm, ngài cũng cẩn thận kẻo tôi được một tấc lại tiến thêm một thước. Tôi nếu quen uống trà ngon của ngài, mỗi ngày đều đến phòng của ngài để báo danh, như vậy thì trà ngon của ngài không được mấy ngày sẽ hết sạch. Ha ha ha, nếu mỗi ngày anh đều đến, như vậy tôi sẽ cho người mua thêm, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để tiếp đãi anh. Sầm Vật Cương mời Vương Tử Quân ngồi xuống, lão ném cho Vương Tử Quân một điếu thuốc rồi nói, Bí thư Tử Quân. Những ngày qua tôi luôn bận rộn vì chuyện của Đại hội Thể dục Thể thao, tôi căn bản không quan tâm đủ đến cuộc sống của anh, mong anh cũng đừng có ý kiến gì với tôi. Vương Tử Quân đã sớm hiểu tính nết của Sầm Vật Cương, đây là một người cực kỳ cường thế, nếu muốn ép cho đối phương chịu thua thì căn bản là quá khó khăn. Lúc này Sầm Vật Cương nói lời xin lỗi với mình, chủ yếu là vì mình tiếp nhận khó khăn trong hội nghị thường ủy thay cho lão, thế nên người này cảm thấy áy náy. Xem ra có một câu nói rất đúng, đó là tặng hoa hồng cho người thì trên tay vẫn còn lưu lại mùi hương. Vương Tử Quân cười nói, Bí thư, ngài cũng đừng khách khí, tỉnh Mật Đông chúng ta có nhiều chuyện cần xử lý, tôi chỉ có chút chuyện cũng không thể nào để ngài phải quan tâm được. Hơn nữa tôi là người chủ quản công tác của Cục Sự vụ Cơ quan, chính tôi không sắp xếp tốt cuộc sống cho mình, đây không phải là tôi bất lực công tác sao? Ha ha ha! Sầm Vật Cương cười to vài tiếng sau đó nói sang chuyện khác, tôi nghe nói chị nhà luôn ở Nam Giang, có phải là có vấn đề với đơn vị đang công tác hay không? Nếu thật sự là như vậy thì tôi cũng xin cam đoan, chỉ cần đồng chí Tiểu Bắc vừa ý đơn vị nào ở Mật Đông thì tôi cũng có thể sắp xếp được. Chương 1516, 2, tặng người hoa hồng có lưu hương. Vương Tử Quân cảm nhận sự bá đạo trong lời nói của Sầm Vật Cương, hắn chợt cười nói, không phải là chuyện công tác. Chủ yếu là chuyện liên quan đến con cái. Đây là lúc mà con trai tôi có học kỳ cuối cùng ở Nam Giang, tôi và vợ cảm thấy nếu cho nó chuyển trường thì không bằng để học cho xong, đợi đến khi nghỉ hè thì chuyển trường cũng không muộn. Việc dạy dỗ con cái rất quan trọng, Sầm Vật Cương bình thản nói một câu như vậy, sau đó lão nâng ly trà thư ký vừa đưa đến lên uống một ngụm. Lão cầm lấy ly trà đang bốc hơi nước ngùn ngụt rồi trầm ngâm một lát sau đó nói với Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, anh vừa mới đến tỉnh Mật Đông, còn đang ở vào giai đoạn tìm hiểu tình huống, lúc này lại đặt trọng trách lên vai anh, tôi cảm thấy như vậy là quá đường đột. Thế nhưng anh cũng đã thấy rõ tình huống vào lúc này, phía chủ tịch Đường cũng có nhiều khó khăn còn chính tôi cũng rất bận.
anh cứ can đảm đi làm, có gì khó khăn cứ nói với tôi, nếu như có thành phố nào không phối hợp tốt với công tác của anh, nên phê bình thì phê bình, nên thay người thì thay người. Sầm Vật Cương nói đến những điều này thì căn bản là đằng đằng sát khí, nhưng Vương Tử Quân lại cảm nhận được trong lời nói của đối phương có vài phần áy náy. Hắn nghĩ đến phương diện mình chuẩn bị lợi dụng công tác lần này để tìm chỗ đứng cho mình trong tỉnh, bây giờ không những đạt được mục đích còn lấy được hảo cảm của Sầm Vật Cương, thế là không khỏi cảm thấy vui sướng. Vương Tử Quân cười nói, Bí thư Sầm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức vì công tác này. Dốc hết sức là tốt, không cần phải cảm thấy có gánh nặng. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng an ủi nói với Vương Tử Quân. Trương Tề Bảo ngồi trong xe Audi khá cũ của mình, trong lòng liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Tuy chỉ là chút cảm giác thế nhưng hắn lại thấy gần đây điện thoại của mình liên tục đổ chuông, đủ mọi người tìm hắn mời cơm, thậm chí đám lãnh đạo thành phố trong tỉnh gần đây cũng thường xuyên xuất hiện trong phòng làm việc của hắn. Tuy trước kia Trương Tề Bảo rất thích điều này, thế nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy rất đau đầu, dù sao thì uống rượu nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt. Trương Tề Bảo tuy vẫn là phó thư ký trưởng văn phòng thế nhưng lại không giống với người khác. Lúc này Bí Thư Vương được điều đến để tiếp nhận vị trí của Chủ tịch đường, nếu hắn đi theo sát tiến độ của Bí Thư Vương, như vậy sau này nước lên thì thuyền cũng lên theo. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Trương Tề Bảo, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó trầm giọng nói, chào anh, tôi là Trương Tề Bảo. Chào thư ký trưởng Trương. Tôi là Mạnh Đức Củ của thành phố rừng mật, anh đã đi đến chưa? Một giọng nói vui mừng truyền đến từ đầu dây bên kia. Ha ha ha, đại thư ký trưởng của tôi, những chuyện nhỏ thế này thì cần gì anh phải tự thân xuất mã, tôi và Bí Thư Vương đã xuất phát, lát nữa sẽ đi đến văn phòng thị ủy của các anh. Trương Tề Bảo có quan hệ khá tốt với Mạnh Đức Củ. Lúc này Mạnh Đức Củ là thư ký trưởng văn phòng thị ủy rừng mật. Tuy nói về phương diện chức vụ thì cung cấp với Trương Tề Bảo, thế nhưng lời nói của Mạnh Đức Củ căn bản cực kỳ có trọng lượng ở thành phố rừng mật. Trước kia vị trí của Mạnh Đức Củ còn cao hơn cả Trương Tề Bảo, thế nhưng bây giờ mây gió thay đổi, Trương Tề Bảo lại là lãnh đạo của Mạnh Đức Củ. Được rồi, tôi sẽ đi báo cáo với Bí Thư Kim. Anh Trương, hôm nay Bí Thư Kim đã chuẩn bị giữ khách ở lại, dù thế nào thì ngài cũng phải giúp đỡ một chút. Giọng điệu của Mạnh Đức Củ càng thêm nhiệt tình. Tôi sẽ cố hết sức hỗ trợ, thế nhưng cuối cùng là ở hay không thì còn phải nhìn vào thái độ của Bí Thư Vương. Anh Mạnh cũng biết rồi đấy, chúng ta chỉ là những người cổ vũ cho lãnh đạo, còn những chuyện khác chúng ta căn bản không chen vào được. Trương Tề Bảo tuy được Mạnh Đức Củ nịnh nọt và cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, thế nhưng hắn biết mình có bao nhiêu thực lực, vì vậy hắn cũng không dám mở miệng đồng ý ở phương diện này. Mạnh Đức Củ bên kia mở miệng cười, thư ký trưởng Trương, người nào không biết bây giờ anh là một nửa gia đình của Bí Thư Vương, nếu ngài khách khí thì cũng không xem tôi như người một nhà. Mạnh Đức Củ nói đùa hai câu thì cúp điện thoại, Trương Tề Bảo nghĩ đến những lời nịnh nọt vừa rồi của Mạnh Đức Củ, thầm nghĩ hôm nay mình phải biểu hiện cho tốt. Nếu như hắn làm cho Mạnh Đức Củ biết được địa vị của mình trước mặt Bí Thư Vương, như vậy sau này đứa cháu của mình muốn tiến lên cũng dễ dàng hơn. Trong đầu Trương Tề Bảo lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là hắn gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch. Sau khi nối thông điện thoại thì hắn trầm giọng hỏi, Hiểu Bạch, tôi là Trương Tề Bảo, Bí Thư Vương bây giờ có rảnh không, tôi có chuyện cần báo cáo với Bí Thư Vương. Triệu Hiểu Bạch là thư ký cho Vương Tử Quân, hầu như mỗi ngày đều cùng liên hệ với Trương Tề Bảo. Sau khi cung kính nói một câu chờ một chút, Triệu Hiểu Bạch đưa điện thoại sang cho Vương Tử Quân. Sau khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của Vương Tử Quân trong điện thoại, Trương Tề Bảo không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút căng thẳng. Hắn là người có kinh nghiệm phong phú, không những từng là lãnh đạo cấp thành phố, còn là người đứng đầu chính quyền thành phố, thế nhưng mỗi lần báo cáo công tác với Vương Tử Quân đều cảm thấy rất căng thẳng. Không chỉ một lần Trương Tề Bảo muốn vứt bỏ cảm giác căng thẳng của mình, thế nhưng hắn có cố gắng thế nào thì vẫn là như cũ. Bây giờ hắn tiến hành báo cáo với Vương Tử Quân. Giọng điệu hắn rất bình tĩnh thế nhưng trong lòng vẫn có chút gấp gáp. Bí Thư Vương, vừa rồi thư ký trưởng Mạnh của văn phòng thị ủy rừng mật có gọi điện thoại đến, nói Bí Thư Kim bên kia đang chờ ngài. Vương Tử Quân nghe xong lời nói của Trương Tề Bảo thì cười cười nói, Bí Thư Kim là người bình thường bận rộn nhiều công tác, lần này đặc biệt chờ tôi, như vậy chúng ta nên tăng tốc lên một chút. Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng,
Sau đó hắn có chút do dự có nên hỏi Bí Thư Vương đến tối có ở lại thành phố rừng mật dùng cơm hay không. Thế nhưng ngay sau đó Bí Thư Vương bên kia đã cúp điện thoại. Hắn thầm oán trách mình hai câu vì bỏ qua cơ hội tốt lần này, sau đó lại nhanh chóng đặt tâm tư của mình lên phương diện Vương Tử Quân đến kiểm tra giám sát công tác của thành phố rừng mật. Rừng mật là trạm kiểm tra giám sát đầu tiên, cũng là quan trọng nhất của Bí Thư Vương. Bây giờ Bí Thư Vương nắm tất cả công tác liên quan đến chuẩn bị cho hạng mục Đại hội Thể dục Thể thao, thế nhưng Bí Thư Vương có thúc đẩy được hạng mục này hay không, Trương Tề Bảo cũng khó thể nắm chắc được. Vì trước kia là người bên ngoài nên Trương Tề Bảo giữ thái độ bàng quan, bây giờ lãnh đạo của mình có liên quan nên hắn phải năng động thực hiện công tác. Lúc này tiến độ xây dựng hạng mục của thành phố rừng mật là rất chậm, nguyên nhân của nó là không đủ tiền. Một vấn đề khác chính là mức độ thúc đẩy công tác của phía thành phố rừng mật. Chương 1517, một nước trong vắt cây xanh mát rượi. Trương Tề Bảo đã từng là chủ tịch thành phố, hắn biết thành phố rừng mật có ý gì. Cấp tỉnh sẽ tuyệt đối không làm cho chuyện này gặp trắc trở, nếu như vậy thì có nghĩa là phía tỉnh sẽ quăng vào nhiều tiền hơn. Hơn nữa những năm này Kim Chính Thiện luôn cực kỳ coi trọng đến phương diện xây dựng phát triển thành phố rừng mật. Dồn tất cả lực lượng vào hai điểm sáng của thành phố, nước trong cây xanh. Trước hết dù là những công trình lớn hay nhỏ thì đều phải là sản phẩm chất lượng, quỹ đất của thành phố được giữ lại, cũng không phải bán kiếm tiền mà có mưu đồ khác, xây dựng lên một công viên nước có phong cách. Mặt khác chính là chú ý tăng trưởng kiến trúc nhưng lại chú ý hơn đến phương diện trồng cây xanh. Đi xe còn chưa vào nội thành rừng mật thì đập vào mắt là sông trong vắt cây xanh ngắt. Không thể không thừa nhận báo cáo về phương diện đề cao chất lượng cuộc sống và môi trường của Kim Chính Thiện không phải là lời nói suông. Hơn nữa đám cán bộ lớn nhỏ ở thành phố rừng mật có một câu nói ngoài miệng về Kim Chính Thiện, vừa muốn giàu có vừa muốn môi trường sống trong lành. Dưới sự lãnh đạo của một người có lý niệm chính trị tốt như vậy, dù nhìn từ phương diện ngắn hạn hay dài hạn thì cũng thấy lợi ích của cấp ủy chính quyền sẽ giảm xuống, thế nhưng nhìn từ phương diện lâu dài thì thấy đây là một quân cờ cực kỳ ảo diệu. Đứng từ xa nhìn có thể thấy núi xanh mây trắng, dòng sông hiền hòa, công viên xanh mát, nước chảy trong vắt, tạo nên một cảnh quan rất đẹp, trong thành phố có công viên, trong công viên có cảnh đẹp, làm cho điều kiện sinh thái của thành phố rừng mật trở nên cực kỳ tốt. Tất cả các xí nghiệp đến thành phố rừng mật đầu tư đều không thể cảm thán, bọn họ tự giác đặt hạng mục ở những khu được quy hoạch riêng biệt. Thành phố rừng mật có thể nói là không cố gắng nhiều sức ở phương diện phân bổ tài nguyên đất. Thế nhưng lại nhận được sự tối ưu rất lớn, có thể nói là hành động hiếm có. Nhưng một người có lý niệm xây dựng và phát triển một thành phố độc đáo như Kim Chính Thiện lại có ý thỏa hiệp. Trương Tề Bảo vừa nghĩ như vậy vừa cảm thán về Vương Tử Quân, xem như lần này lãnh đạo tiếp nhận một củ khoai lang nóng trong tay. Tục ngữ có câu càng là chuyện bí mật thì càng không bí mật, Trương Tề Bảo đã biết rõ những gì xảy ra trong hội nghị thường ủy trước đó. Hắn có thể nghĩ ra được bầu không khí khi đó là cực kỳ căng thẳng, động vào sẽ bùng nổ. Nếu như Bí Thư Sầm và Chủ tịch Đường căn bản cứ rằng co vì bất đồng ý kiến, như vậy sẽ sinh ra những ảnh hưởng khó thể dự đoán với ban ngành tỉnh Mật Đông. Sau đó Vương Tử Quân chủ động đứng lên gánh vác trách nhiệm, không những ném ra bậc thang cho lãnh đạo, hơn nữa còn kéo sự việc quay về vị trí tốt đẹp. Còn có thể hoàn thành được hay không? Trương Tề Bảo cảm thấy nó không quá quan trọng. Dù có chuyện không may xuất hiện thì hai vị lãnh đạo đứng đầu cũng không vì chuyện này mà sinh ra cảm giác bất mãn với Bí Thư Vương. Dù sao thì tình hình khi đó vẫn quá rõ ràng, Bí Thư Vương dũng cảm tiến lên đảm đương căn bản là khó có được. Nghe nói ngay sau hội nghị thường ủy thì dù là Bí Thư Sầm hay Chủ tịch Đường đều nói chuyện với Vương Tử Quân một lượt. Thư ký trưởng, đã đến rồi. Khi Trương Tề Bảo đang liên tục suy nghĩ đến nhiều vấn đề thì vị phó trưởng ban Tưởng Tiểu Hiền của số 2 ngồi phía trước nở nụ cười nhắc nhở. Trương Tề Bảo ngẩng đầu lên thì thấy tấm bảng ủy ban nhân dân và thị ủy rừng mật chói sáng dưới ánh nắng mặt trời trước mặt. Khi hắn chuẩn bị nhắc nhở lái xe chạy chậm lại, lúc này đoàn người tụ tập bên ngoài đã chú ý đến hắn. Sau khi cẩn thận nhìn đám người bên kia thì Trương Tề Bảo nói với Tưởng Tiểu Hiền, đám người đứng nghênh đón bên kia có phải là cán bộ thành phố rừng mật không? Nếu so sánh với Trương Tề Bảo thì tất nhiên mắt của Tưởng Tiểu Hiền sẽ thấy rõ ràng hơn, hắn nhìn về phía bên kia rồi trầm giọng nói, thư ký trưởng, đó là những cán bộ lãnh đạo thành phố rừng mật, à, kia hình như là Bí Thư Kim. Bí Thư Kim cũng có mặt, Trương Tề Bảo không nhịn được phải hít vào một hơi thật sâu.
Bí thư Kim là ai? Hắn biết rất rõ điều này. Kim Chính Thiện không những là bí thư thị ủy rừng mật, còn là thường ủy tỉnh ủy mật đông, dưới tình huống bình thường sẽ không bao giờ chạy đến cổng đơn vị đón người. Bây giờ đối phương cho ra thái độ khác thường như vậy, rốt cuộc là nể mặt Vương Tử Quân hay còn có ý gì khác? Anh nhìn rõ một chút, có phải đó là bí thư Kim không? Trương Tề Bảo nhìn sang phía bên kia rồi trầm giọng hỏi. Thật ra không cần Tưởng Tiểu Hiền trả lời, khi xe chạy đến gần thì Trương Tề Bảo đã thấy rõ Kim Chính Thiện đang đứng đầu nhóm người bên kia. Không những thấy rõ Kim Chính Thiện, Trương Tề Bảo còn thấy Chủ tịch Hải Bác đứng bên cạnh Kim Chính Thiện. Bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố đều đồng loạt đứng chờ nơi đây, hơn nữa còn là bí thư và chủ tịch của thành phố rừng mật, điều này làm cho Trương Tề Bảo có chút hốt hoảng. Hắn hít vào một hơi rồi trầm giọng nói với lái xe, lần này nhất định phải dừng xe lại cho tốt. Lái xe đã công tác bên cạnh Trương Tề Bảo lâu năm, hắn căn bản rất hiểu quy củ, lúc này trầm giọng đảm bảo, thư ký trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cho ngài phải mất mặt. Trương Tề Bảo nhìn thoáng qua lái xe của mình, hắn quay ra sau và thấy xe của Bí Thư Vương vẫn chạy phía sau, thế là không khỏi thở dài một hơi. Sau khi xe dừng lại ổn định thì Kim Chính Thiện tươi cười tiến lên nghênh đón Vương Tử Quân đang đi xuống xe. Vương Tử Quân đã sớm gặp mặt Kim Chính Thiện, có câu người kính ta một thước ta kính lại một trượng, Kim Chính Thiện nể mặt mình như vậy, hắn không thể không nể mặt đối phương. Bí Thư Vương, chào mừng anh đến thành phố rừng mật kiểm tra chỉ đạo công tác. Sau khi bắt tay Vương Tử Quân thì Kim Chính Thiện dùng giọng nhiệt tình nói. Vương Tử Quân cười nhìn về phía Kim Chính Thiện rồi nói, Bí Thư Kim, anh khách khí như vậy làm tôi vã cả mồ hôi. Sau khi Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện hàn huyên vài câu, Kim Chính Thiện giới thiệu nhóm người Hải Bác cho Vương Tử Quân. Sau đó bọn họ vây quanh Vương Tử Quân như sao sáng quanh trăng đi vào trong khu văn phòng thị ủy. Trương Tề Bảo đi theo sau lưng ba người Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt càng có thêm chút đắc ý. Phòng họp của thành phố rừng mật đã được chuẩn bị xong, sau khi nhóm người Vương Tử Quân ngồi xuống thì trà nóng được dâng lên. Vương Tử Quân vừa cười vừa nói chuyện với Kim Chính Thiện, vừa nghĩ đến mục đích hôm nay của mình. Mặc dù Sầm Vật Cương và Đường Trấn Huy đã bày tỏ quá rõ ràng, đó là phương diện chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao lần này sẽ do mình giám sát. Có vấn đề gì chỉ cần phản ánh với hai người bọn họ là được. Thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không nghĩ như vậy. Hắn xem sự kiện này chính là điểm đột phá của mình ở Mật Đông, sao có thể qua loa cho xong, tùy ý để cho phần công tác này kéo dài mãi được. Vì công việc này mà Vương Tử Quân đã nhiều lần bày ra ý nghĩ và luận chứng của mình với Tần Hồng Cầm. Sau khi xác định phương án có hiệu lực thì hắn mới bắt đầu hành động của mình. Các thành phố khác đều nắm thái độ đứng ngoài nhìn. Nếu như có thể nắm bắt được thành phố rừng mật, như vậy kế hoạch của hắn xem như đã thực hiện được phân nửa. Chương 1517, 2, nước trong vắt cây xanh mát rượi. Nhưng Kim Chính Thiện hình như cũng không phải là người dễ dàng thuyết phục. Kim Chính Thiện căn bản có sự nghi ngờ và cảm kích với Vương Tử Quân. Trong hội nghị thường ủy hôm đó nếu như Vương Tử Quân không chủ động đứng lên gánh trách nhiệm, dù kết quả cuối cùng là Sầm Vật Cương nhượng bộ hay là Đường Trấn Huy khuất phục, trách nhiệm của hắn là không thể chối cãi. Mặc dù Kim Chính Thiện đã chuẩn bị kỹ càng thế nhưng vẫn cố gắng lãng tránh những tình huống nguy hiểm như vậy. Biểu hiện ngày hôm đó của Vương Tử Quân làm cho hắn kinh ngạc, hắn mẫn cảm ý thức được người này là không thể coi thường. Vì vậy lần này Vương Tử Quân đến thành phố rừng mật kiểm tra giám sát, hắn phải cho ra một đãi ngộ thật cao vời. Dựa theo cấp bậc thì Vương Tử Quân đến và Kim Chính Thiện có thể tự mình đi ra tiếp đãi, cũng có thể lấy lý do bận việc để chối từ. Bây giờ hắn đưa theo tất cả lãnh đạo của 4 bộ ban ngành trong thành phố ra đón Vương Tử Quân, hắn tin tưởng Vương Tử Quân nhìn vào và hiểu vì sao có nghi thức nghênh đón long trọng này. Bí thư Tử Quân, những năm qua rừng mật chú ý đến phương diện xây dựng quy hoạch thành phố, tập trung tinh lực vào phương diện xây dựng và sửa chữa các con đường. Thông qua sự cố gắng vượt qua khó khăn của Chủ tịch Hải Bác, chúng tôi đã có được vài thành tích khá tốt. Theo công tác thống kê thì khoảng thời gian gần đây trong thành phố căn bản không xuất hiện tình huống kẹt xe quy mô lớn. Lúc này kinh tế của thành phố rừng mật cũng chuyển biến từng ngày, thế nhưng chúng tôi luôn cường điệu công tác làm phải đẹp và hài hòa, đặt điều kiện sống và chất lượng không khí trong thành phố làm trọng điểm, cố gắng phát triển kinh tế sinh thái, chú ý đến chất lượng kinh tế.
Vương Tử Quân lẳng lặng lắng như những lời báo cáo của Kim Chính Thiện về thành phố rừng mật, nhìn từ phương diện coi trọng quy hoạch và xây dựng thành phố của Bí Thư Kim, Vương Tử Quân càng cho ra phán đoán của mình. Nhìn từ quan điểm của Vương Tử Quân, kinh doanh là một trong những bộ phận quan trọng để thúc đẩy một thành phố phát triển, thế nhưng Kim Chính Thiện có thể đứng trên độ cao mới để chứng thực công tác phát triển kinh tế, xem như là một vị quan có khả năng chứng thực. Hải Bác là chủ tịch thành phố rừng mật, khi thấy bí thư tỏ ra nhiệt tình thì hắn lại cố gắng có chừng có mực. Hắn là một người trầm ổn, hắn cảm thấy những trường hợp thế này mình nên ẩn hiện vừa phải, những gì nên nói thì nhất định không bỏ qua, thế nhưng những gì không nên nói thì nên trầm mặc. Lúc này có quá nhiều người, Vương Tử Quân cũng không dám cho ra những lời nghi vấn với phương án phát triển kinh tế của Kim Chính Thiện. Dù sao đây cũng là sân nhà của Kim Chính Thiện, hơn nữa đối phương có lý niệm tốt đã đẩy mạnh lợi ích xã hội và hiệu quả kinh tế của thành phố rừng mật, thành tích là quá rõ ràng. Khi nhân viên tham gia hội nghị đang bàn luận vui vẻ thoải mái thì một nhân viên công tác đi đến châm trà cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân không quá quan tâm. Hắn đang nghe Chủ tịch Trần Hải Hác nói về hạng mục mở rộng cầu đường của thành phố rừng mật. Bí thư Vương, mời ngài uống nước. Giọng nói êm ái vang lên bên tai làm cho Vương Tử Quân gật đầu theo bản năng. Khi hắn ngẩng đầu lên xem giọng nói quen thuộc này là của ai, khi thấy được gương mặt người phụ nữ rót trà cho mình thì hắn không khỏi ngây dại. Nhưng ngay sau đó Vương Tử Quân nhanh chóng khôi phục như thường, hắn gật đầu với đối phương, sau đó bắt đầu nghe Trần Hải Bác giới thiệu. Sao lại là cô ấy? Khi người phụ nữ kia nghiêm chỉnh đi rót nước cho một vị lãnh đạo khác, Vương Tử Quân chợt thầm nghĩ như vậy. Hình như nhà cô ấy ở tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nghĩ đến cô gái viết thư tình cho mình vào thời còn học Đông Hồng, hắn không khỏi thầm nghĩ như vậy. Nhưng chút ký ức năm xưa vừa lóe lên đã nhanh chóng bị hắn áp chế trong lòng. Bây giờ điều hắn cần làm chính là kiểm tra công tác của thành phố rừng mật. Còn vị cố nhân kia căn bản để khi khác rồi nói tiếp. Thành Nghiên Tuệ đi ra khỏi phòng với tâm tình phức tạp, tuy nàng cố gắng che giấu tâm tình của mình thế nhưng bên trong lòng vẫn giống như bùng sóng khó thể bình tĩnh. Nàng biết Vương Tử Quân đến tỉnh Mật Đông nhận công tác, nàng không chỉ một lần ảo tưởng đến tình cảnh hai người gặp mặt nhau, thế nhưng lại không nghĩ rằng nguyện vọng của nàng được thực hiện theo kiểu như vậy. Chẳng lẽ Vương Tử Quân không nhận ra mình? Nhưng nếu không nhận ra thì đối phương sao lại gật đầu với mình? Tiểu Thành, trưởng phòng vừa mới tìm chị, báo cáo này của chị sao lại xuất hiện nhiều vấn đề thế nào? Tôi nói cho chị biết, lần này nếu chị không làm tốt công tác, chị cũng chỉ có thể về quận làm việc mà thôi, vì thị ủy cũng không nuôi người rảnh rỗi. Khi Thành Nghiên Tuệ đang trầm tư thì một người đàn ông trung niên nhanh chóng đi đến rồi lớn tiếng nói. Thành Nghiên Tuệ tuy cảm thấy cực kỳ oán hận lời răn dạy của người kia, thế nhưng nàng cũng không mở miệng tranh luận. Nàng cũng không phải là nhân viên chính thức của Ủy ban Nhân dân thành phố rừng mật, nàng chỉ tạm thời đi đến hỗ trợ, chỉ cần làm cho lãnh đạo chủ quản mất hứng thì nàng sẽ phải quay về quận. Thành Nghiên Tuệ không muốn quay về, đối với nàng thì công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố không những làm cho mình hãnh diệt, hơn nữa nàng thật sự có một nguyện vọng tốt đẹp là thông qua cố gắng của mình để ở lại nơi này. Chỉ là chuyện này nói dễ dàng vậy sao? Muốn có được một biên chế chính thức ở nơi đây căn bản là quá khó khăn. Trưởng khoa Lý, tôi sẽ đi sửa chữa lại. Tuy Thành Nghiên Tuệ biết trưởng khoa Lý đang cố ý làm khó mình, thế nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn nở nụ cười nói. Trên mặt trưởng khoa Lý chợt nở nụ cười như hoa tươi, Tiểu Thành, lãnh đạo đề cao tiêu chuẩn với chị, cho ra yêu cầu nghiêm như vậy là tín nhiệm chị, có gì không hiểu thì chị cứ nói, tôi có thể giúp đỡ vài phần. Cảm ơn trưởng khoa Lý. Thành Nghiên Tuệ tuy cung kính nói một câu thế nhưng khi rời đi lại sinh ra cảm giác cực kỳ khó chịu. Nàng quay đầu rời đi, nàng cũng biết sau lưng có ánh mắt nóng hừng hực đang nhìn mình. Thành Nghiên Tuệ là một người phụ nữ độc thân, bây giờ nàng có chút kiêu ngạo của mình, nàng không dám tưởng tượng một khi mình thỏa hiệp thì sẽ biến thành bộ dạng gì. Nàng nhìn qua bản báo cáo trong tay, sau đó nước mắt bắt đầu lăn dài. Vì tranh thủ cơ hội đến rót nước cho Vương Tử Quân mà nàng đã phải cầu cạnh nhiều người, cũng chính là muốn chào hỏi hắn một câu, như vậy người ta sẽ biết nàng và hắn là bạn học, như vậy cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn. Không ngờ Vương Tử Quân vẫn cứng nhắc như xưa, giống như không nhìn thấy mình. Biết đâu người ta bây giờ cũng là một bè lũ xu nịnh, chỉ muốn mua danh trục lợi mà thôi. Buổi sáng hôm nay căn bản là cực kỳ bận rộn với thành phố rừng mật.
các cấp ban ngành trong thành phố đều được điều động chỉ vì không muốn phát sinh bất kỳ sai lầm gì khi Bí thư Vương đến kiểm tra công tác. Phía văn phòng cấp ủy chính quyền tỉnh càng thêm bận rộn chuẩn bị các loại tài liệu, bất cứ lúc nào thì lãnh đạo cũng có thể cần đến. Thành Nghiên Tuệ dùng nửa ngày để sửa chữa lại báo cáo của mình, nàng không khỏi sinh ra cảm giác nhức đầu hoa mắt. Nhưng nàng dù thế nào cũng phải kiên trì, những chuyện lặt vặt này làm cho người ta đau đầu, nếu không thì phía văn phòng ủy ban nhân dân thành phố cũng không mượn tạm người từ đơn vị cấp quận. Chị Nghiên Tuệ, chị làm xong chưa? Vừa rồi tôi nghe thư ký trưởng nói Bí thư Vương đã kiểm tra xong vài hạng mục công tác, sẽ phải đi xem xét phương diện cuộc sống của cán bộ nhân dân, nếu như bây giờ không bắt buộc phải làm ngay cho thư ký trưởng, chỉ có thể để đến ngày mai. Ngồi đối diện với Thành Nghiên Tuệ là một cô gái hơn 20 tuổi, cô gái này ở bên cạnh thì căn bản chỉ là sao sáng so ánh trăng với Thành Nghiên Tuệ. Nhưng Thành Nghiên Tuệ căn bản biết rõ nơi này không nên trông mặt mà bắt hình dong. Vì bố của cô gái kia là một vị cục trưởng trong thành phố. Chương 1518, anh là người có năng lực, tôi xem trọng anh. Trong đầu Thành Nghiên Tuệ giờ đây chỉ toàn là Vương Tử Quân, nàng cũng không phải có gút mắc gì với hắn, mà hy vọng hắn có thể cho mình cơ hội ở lại công tác trong Ủy ban Nhân dân thành phố rừng mật. Đối với nàng thì đây chỉ là chuyện nhỏ đối với Vương Tử Quân. Giống như phương diện làm quan, nói đơn giản thì đơn giản, nói khó khăn thì khó khăn. Có người nhìn qua thì đầy bụng chữ nghĩa, có bản lĩnh, thế nhưng mãi mà luôn thất bại, chết sống không được đề bạt lên trên, thế nhưng có người cũng vì đứng đúng hàng ngũ, theo đúng người, chỉ cần mất chút thời gian đã có thể tiến lên vị trí làm cho người ta phải ngước mắt nhìn. Thành Nghiên Tuệ đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại vang lên, điều này càng làm cho nàng hoảng sợ. Nàng nhìn dãy số điện thoại, sau đó nghe máy. Thầy Lưu, thật sự có lỗi, bây giờ tôi không đi được. Làm phiền anh giữ Tiểu Yến dùm tôi một lát, tan tầm tôi sẽ đến đón. Thầy Lưu ở đầu dây bên kia nghe thấy Thành Nghiên Tuệ nói như vậy cũng không phàn nàn, chính Thành Nghiên Tuệ lại cảm thấy rất buồn rầu. Đây là thời điểm mấu chốt, lãnh đạo chắc chắn sẽ không thể thấu hiểu cho nàng, hơn nữa bản thân nàng cũng không muốn bị người ta bỏ lại phía sau. Chị Thành, tối nay chị có rảnh không, có vài người bạn tổ chức một buổi họp mặt, có muốn đi cùng hay không? Cô gái trẻ nhìn Thành Nghiên Tuệ rồi cười tủm tỉm đề nghị. Thành Nghiên Tuệ cũng không muốn tham gia những bữa tiệc gặp mặt của cô gái này, vì lần trước nàng có đi theo đối phương, thế nhưng lại tiêu mất nửa tháng tiền lương của mình. Bây giờ nàng cũng không muốn có liên hệ với đám người có tiền kia nữa. Thành Nghiên Tuệ đang định tìm cách từ chối thì Tiểu Lý ở bên cạnh chợt nói, trưởng phòng đến rồi. Một câu nói như vậy làm cho bầu không khí trong văn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Thành Nghiên Tuệ vội vàng cúi đầu, bày ra bộ dạng đang chúi đầu vào công tác của mình. Trưởng khoa Thành, có lãnh đạo muốn tìm chị. Giọng nói của trưởng ban Triệu Kiệt Cương ban số 3 chợt vang lên trong phòng. Thành Nghiên Tuệ tiếp tục làm báo cáo của mình, nàng biết rõ dưới tình huống bình thường sẽ không có người tìm mình. Hơn nữa nàng chỉ là một công dân ở tạm nơi này, không có một thân phận chính thức, lãnh đạo đến đây cũng không có chuyện gì của mình. Khi Thành Nghiên Tuệ đang cúi đầu không nói thì Triệu Kiệt Cương đã đi đến bên cạnh khẽ lên tiếng, trưởng khoa Thành, trưởng ban Triệu tìm ngài. Thành Nghiên Tuệ lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên, nàng không ngờ người ta đến là tìm mình. Nàng không những thấy Triệu Kiệt Cương, còn thấy cả phó thư ký trưởng Thái Mạo Thành đứng bên cạnh. Thành Nghiên Tuệ có biết Thái Mạo Thành cũng là điều bình thường, vì Thái Mạo Thành hầu như là khinh thường chào hỏi những tiểu nhân vật giống như nàng. Thế cho nên nàng hoài nghi trước kia thư ký trưởng cũng căn bản không biết trong văn phòng có một người như mình. Xin hỏi chị có phải là Thành Nghiên Tuệ không? Một người đàn ông trẻ tuổi đi theo bên cạnh thư ký trưởng chợt đỏ mặt nói. Thành Nghiên Tuệ có chút hảo cảm với người đàn ông trẻ tuổi đang đỏ mặt kia. Nàng là một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ, nàng biết rõ sức hút của mình là thế nào. Nàng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, sau đó tranh thủ thời gian gật đầu nói, tôi là Thành Nghiên Tuệ. Xin hỏi ngài là trưởng khoa Thành, đây là trưởng ban Triệu là kinh tế của Bí thư Vương, anh ấy có chuyện cần tìm chị. Thái Mạo Thành không chờ cho Thành Nghiên Tuệ lên tiếng, hắn nhanh chóng mở miệng giới thiệu. Là thư ký của Bí thư Vương sao? Thành Nghiên Tuệ nghe thấy Thái Mạo Thành nói như vậy thì trái tim thiếu chút nữa đã nhảy lên cuống họng. Vương Tử Quân kia đúng là người không có lương tâm, không ngờ bây giờ lại nhớ ra mình rồi. Vô tình Thành Nghiên Tuệ cảm thấy có chút hoảng loạn,
Khi nàng không biết phải làm sao thì Triệu Hiểu Bạch đã lấy ra một tờ danh thiếp nói, chào chị, đây là phương thức liên lạc của Bí Thư Vương, chút nữa tôi sẽ báo cáo với Bí Thư Vương. Thành Nghiên Tuệ nhanh chóng ghi lại số điện thoại của mình rồi đưa cho Triệu Hiểu Bạch, sau đó Triệu Hiểu Bạch mới nói, Bí Thư Vương nói khi nào có thời gian thì anh ấy sẽ mời bạn học của mình dùng một bữa cơm. Triệu Hiểu Bạch rời đi, chung quanh là đám người Thái Mạo Thành. Thế nhưng lúc này đám người trong phòng lại nhìn về phía Thành Nghiên Tuệ với ánh mắt khác thường. Ôi, chị Thành, chị quen biết Bí Thư Vương sao? Sao không biết cho được, năm xưa tôi còn viết thư tình cho anh ấy nữa là. Thành Nghiên Tuệ vốn là một người cực kỳ có cá tính, thế nhưng lúc này lại nói ra chuyện cũ của mình, vì chuyện này giống như là một vinh dự cực kỳ lớn của nàng. Lần này Thành Nghiên Tuệ nói lời tự chế giễu mình làm cho đám nữ nhân viên trong văn phòng cảm thấy rất hứng thú, sau đó thế nào? Không có sau đó gì cả, người ta căn bản không thích tôi. Thành Nghiên Tuệ nói lời thật lòng thế nhưng gương mặt có vài phần đỏ ửng lại làm cho người ta sinh ra những dòng suy nghĩ miên man. Trong phòng làm việc của Kim Chính Thiện, lúc này Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện đang ngồi đối diện với nhau, hai bên vừa uống trà vừa nói chuyện. Buổi sáng Vương Tử Quân được đám người Kim Chính Thiện vây quanh xem như cưỡi ngựa xem hoa đi kiểm tra thành quả công tác của thành phố rừng mật. Phải nói là sau khi đi một vòng thì Vương Tử Quân căn bản có nhiều điều bội phục Kim Chính Thiện. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần nhìn vào điều kiện sống hiện tại ở thành phố rừng mật cũng thấy vượt qua rất nhiều các thành phố chung quanh. Trong quá trình kiểm tra giám sát, tất nhiên cũng phải đi đến xem tiến độ các công trình cho Đại hội Thể dục Thể thao. Vương Tử Quân đi đến nhìn qua bốn nhà thi đấu chức năng, tiến độ nhanh nhất cũng chỉ mới xây được một tầng, nhìn qua tiến độ này của các công trình thì hiểu vì sao Sầm Vật Cương lại tỏ ra nôn nóng như vậy. Trạng thái hiện tại có thể thấy Sầm Vật Cương không trách móc phê bình Kim Chính Thiện là không được, thế nhưng Vương Tử Quân thì căn bản không dám mở miệng giống như vậy. Nếu như hắn làm như kiểu của Sầm Vật Cương, chỉ sợ còn chưa kịp nổi nóng xong thì Kim Chính Thiện đã chắp tay tiễn khách rồi. Kim Chính Thiện là bí thư thị ủy rừng mật, cho dù hắn hoàn toàn không quá quan tâm đến tâm tình của Vương Tử Quân, có thể bớt chút thời gian đến bắt tay hoan nghênh cũng là quá tốt rồi. Nhưng Kim Chính Thiện có cách đối nhân xử thế của riêng mình, hắn không chỉ làm tốt công tác nghênh đón Vương Tử Quân, còn đẩy mạnh quy cách nghênh đón, hơn nữa luôn đi bên cạnh Vương Tử Quân trong suốt hành trình. Sau khi uống một ly trà thì Vương Tử Quân cười nói, bí thư Kim, phương diện xây dựng quy hoạch phát triển thành phố rừng mật làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Chỉ cần đi một vòng quanh thành phố cũng đủ làm cho người ta cảm thấy thoải mái, lúc này căn bản không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả được đầy đủ vẻ đẹp của thành phố rừng mật cho được. Ha ha ha, Bí Thư Vương nói như vậy làm cho tôi cảm thấy rất vui. Tôi kính mong Bí Thư Vương cho ra nhiều giúp đỡ hơn với công tác của thành phố rừng mật, nếu ngài giúp đỡ càng nhiều thì cán bộ thành phố chúng tôi càng nhiệt tình công tác hơn. Vương Tử Quân tán thưởng đúng điểm ngứa của Kim Chính Thiện, thế nên nụ cười trên mặt Kim Chính Thiện chợt tăng lên khá nhiều. Vương Tử Quân cười cười rồi thay đổi chủ đề, Bí Thư Kim, anh em chúng ta thẳng thắn với nhau, nói chuyện cũng không nên đi đường vòng. Tôi nói thật với ngài, lần này tôi đến thành phố rừng mật kiểm tra giám sát, ngoài phương diện đến thăm hỏi, còn có một việc cần phải thương lượng với ngài. Vương Tử Quân tỏ tư thái như vậy làm cho Kim Chính Thiện cảm thấy rất hưởng thụ. Hắn tuy là người cường thế nhưng thích mềm không thích cứng. Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái vui vẻ. Bí thư Tử Quân, hai người chúng ta cũng không phải người ngoài, có gì thì anh cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ giải quyết nghiêm túc không chối từ. Kim Chính Thiện khẽ dựa lưng lên ghế salon rồi nở nụ cười sáng lạn nói. Kim Chính Thiện căn bản là người quá xảo quyệt, Vương Tử Quân thấy đối phương giống như một con cá trạch. Căn bản rất khó đi vào chính đề. Hắn dứt khoát nói thẳng ra, Bí Thư Kim có thể nói như vậy thì tôi cũng cảm thấy an tâm hơn. Ngài cũng biết rồi đấy, vài ngày trước tổ chức hội nghị thường ủy và hai vị lãnh đạo giao cho tôi nhiệm vụ kiểm tra giám sát tiến độ của các công trình Đại hội Thể dục Thể thao. Bí Thư Kim, bây giờ tôi căn bản là đến cầu viện với ngài. Nụ cười trên mặt Kim Chính Thiện giống như cô đọng lại, hắn không nói lời nào chỉ nâng bình trà lên châm thêm nước cho Vương Tử Quân. Sau đó ngồi im giống như không muốn lên tiếng. Bí thư Vương, tôi căn bản có thái độ cực kỳ giúp đỡ với công tác này, đừng nói anh là người nắm nhiệm vụ kiểm tra giám sát và đốc thúc. Anh cứ yên tâm, nếu Kim Chính Thiện tôi có thể bỏ ra chút sức lực,
tôi sẽ quyết không bao giờ chỉ bỏ ra 8 phần. Kim Chính Thiện trầm ngâm thêm một lúc rồi dùng giọng đảm bảo nói. Nhưng, Bí Thư Vương, tôi cũng không thể nào dứt khoát mở miệng nói láo được. Ngài cũng biết không bột khó gột nên hồ, không gạo thì chẳng thể nào nấu cơm được. Tôi tuy muốn làm tốt công tác này nhưng trong tay lại không có xu nào, anh nói xem tôi phải làm sao bây giờ. Lúc này không có tiền thì căn bản không làm được gì cả. Kim Chính Thiện nói đến đây thì dùng giọng khổ sở nói, ngày hôm qua có vài nhà thầu chạy đến tìm tôi, bọn họ nói chuyện rất khách khí, thế nhưng thực tế giống như cho ra tối hậu thư, nếu là chúng tôi không trả tiền công, như vậy bọn họ sẽ đình công. Chương 1519, một mượn gà đẻ trứng, chiếm hết tiên cơ. Vương Tử Quân tin lời nói của Kim Chính Thiện là thật, thế nhưng xuất hiện cục diện bị động này vẫn liên quan mật thiết đến thái độ của Kim Chính Thiện. Trong quan trường nếu muốn được đề bạt cũng không khó, chủ yếu là anh có người nâng đỡ hay không. Tất nhiên người nâng đỡ anh cũng cần phải có thành tích nắm trong tay mới đề bạt được. Nếu so sánh các cấp quan viên với một ruộng lúa, nếu như một cây lúa nào đó phát triển tốt trong ruộng, căn bản sẽ thu hút được ánh mắt của người khác. Đề bạt cán bộ cũng là như vậy, nếu như tất cả cây lúa đều có điều kiện như nhau, như vậy tổ chức sẽ chọn ra một cây lúa cao nhất trong ruộng. Vì dù sao thì người này cũng có thành tích cao nhất, người ta muốn đẩy xuống cũng không tìm được lý do nào thích hợp. Kim Chính Thiện nếu muốn làm một cây lúa được chọn thì phải có thành tích. Lúc này tất cả nguồn lực của rừng mật đều tập trung vào phương diện quy hoạch xây dựng, tài chính sẽ phải lưu chuyển ở trong hạng mục này, thế nên căn bản không thể suy xét cho các hạng mục công tác khác được. Nếu như giải quyết được vấn đề tài chính thì sao? Vương Tử Quân nhìn Kim Chính Thiện rồi trầm giọng hỏi. Kim Chính Thiện chợt sững sờ, hắn biết rõ số tiền kia lớn thế nào, đừng nói bây giờ Vương Tử Quân là phó bí thư tỉnh ủy kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh, cho dù ngồi lên vị trí của Sầm Vật Cương cũng khó giải quyết được vấn đề này. Dù sao đây cũng không phải là con số nhỏ. Bí thư Vương, nếu như phương diện tài chính được đảm bảo, tôi có thể đảm bảo cuối năm nay sẽ hoàn công. Kim Chính Thiện nói một lời cực kỳ kiên quyết. Đẩy mạnh công tác lần này chính là một lần đánh cờ giữa Kim Chính Thiện và Sầm Vật Cương, hắn muốn tỉnh phải đầu tư thêm tiền vào hạng mục này, như vậy áp lực của thành phố rừng mật sẽ giảm xuống, chính hắn có thể dùng những khoản tiền còn lại để xây dựng lý tưởng của mình. Nhưng ai dám nói có thể đảm bảo được tài chính, dù sao thì tài chính một năm của cả tỉnh cũng không được nhiều như vậy, dù là Sầm Vật Cương cũng không dám mở miệng giải quyết ngay được. Bí thư Vương, đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Cho dù đi vay cũng khó có được. Kim Chính Thiện nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ khuyên bảo. Vương Tử Quân cười cười nói, tôi biết rõ điều này, tuy tôi là người được phân công nắm tài chính, thế nhưng nếu nói tôi cho ra một khoản tiền lớn như vậy, căn bản là không thể nào. Vương Tử Quân nói lời thẳng thắn chân thành làm cho Kim Chính Thiện ngạc nhiên trong phút chốc, sau đó Kim Chính Thiện cười nói, Bí thư Tử Quân cũng không phải phát sầu vì chuyện này, vì mọi người đều hiểu rõ điều này. Dù sao thì ngài vẫn công tác đúng chỗ, mặc kệ thế nào thì tôi tin Bí thư Sầm và Chủ tịch Đường cũng hiểu cho ngài. Kim Chính Thiện nói đến đây thì dùng giọng chính nghĩa nói tiếp, nếu như hai vị lãnh đạo cảm thấy ngài công tác bất lực, tôi có thể giải thích với bọn họ. Bí thư Kim, tôi hiểu rõ lòng tốt của anh, nhưng anh em chúng ta cũng phải dốc sức công tác, món không ngon thì người đi đầu cũng phải ăn, anh nói xem có đúng không? Người đi đầu không thể không ăn. Kim Chính Thiện tất nhiên biết rõ điều này, thế nhưng vì đạt đến mục đích của mình mà hắn vẫn cố gắng kiên trì với Sầm Vật Cương. Hắn là bí thư thị ủy rừng mật, hắn có lý tưởng và khát vọng của mình, tuy Sầm Vật Cương có cái nhìn không hay về hắn là không được tốt, thế nhưng có một số việc mà hắn cảm thấy quan trọng hơn cả. Kim Chính Thiện cười cười nói, Bí thư Vương, ngài có kế sách gì thì cứ nói, tôi căn bản không sợ ngài chê cười. Vì bây giờ tôi căn bản bị Bí thư Sầm ép cho sắp phát điên lên rồi. Kim Chính Thiện lên tiếng nửa thật nửa giả, cũng giống như nói lời vui đùa. Vương Tử Quân có thể cảm nhận được sự chân thật trong lời nói của Kim Chính Thiện, thế là không khỏi không bội phục. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi dùng giọng nghiêm trang nói, Bí thư Kim, đẩy mạnh quy hoạch xây dựng thành phố cũng không có mâu thuẫn quá lớn với phương diện xây dựng hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao. Có câu nói thế này. Ý nghĩ là thứ có thể biến đổi một cách chóng mặt, thực tế thì hai phương diện kia có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như anh có thể kết hợp hai phương diện này vào cùng một chỗ, chẳng những có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao,
còn có thể đẩy mạnh chất lượng cuộc sống và quy hoạch xây dựng của thành phố rừng mật. Kim Chính Thiện không nói gì, hắn cũng từng suy xét qua những lời này của Vương Tử Quân, hơn nữa ở phía thành phố rừng mật cũng phát ra những ý kiến tương tự. Thế nhưng nói là một chuyện nhưng áp dụng thì không đơn giản chút nào. Lời nói của Vương Tử Quân căn bản có ưu thế không nhỏ, thế nhưng lại cần nhiều tiền, lúc này tình hình tài chính của thành phố rừng mật căn bản không thể cáng đáng được quá nhiều thứ như vậy. Ngoài một vài phương diện cần phải chi, dù bây giờ ném tất cả tiền mặt có trong phòng tài chính ra ngoài cũng chỉ là bỏ ngựa đá xe mà thôi. Nhưng Kim Chính Thiện cũng không cắt ngang lời của Vương Tử Quân, vì hắn cảm thấy cho vị lãnh đạo trẻ tuổi này nói cho xong cũng là một biểu hiện của sự tôn kính. Dù thế nào thì Vương Tử Quân có thể nghĩ đến điểm này, có thể chứng minh bản thân lãnh đạo cũng là người cực kỳ có khả năng. Vương Tử Quân sao không nhìn ra vẻ mặt bình tĩnh của Kim Chính Thiện, hắn biết rõ thái độ của đối phương như vậy là có ý nghĩa gì, thế nhưng lúc này hắn cũng không phải chỉ muốn nói những lời như vậy với Kim Chính Thiện. Bí thư Kim, lần này Đại hội Thể dục Thể thao được tiến hành ở tỉnh Mật Đông, đây căn bản là một cơ hội để tỉnh Mật Đông chúng ta tăng cường nội lực phát triển. Trong mắt tôi thì đây chính là một bậc thang lớn và đủ mạnh để tỉnh Mật Đông phát triển kinh tế. Chúng ta nên thay đổi tư tưởng, nên dùng ánh mắt của người kinh doanh để nhìn vào tình huống của Đại hội Thể dục Thể thao lần này. Vương Tử Quân nói đến đây thì lấy trong cặp ra một phần văn kiện, hắn trịnh trọng đưa cho Kim Chính Thiện rồi nói, Bí thư Kim, đây là một vài ý nghĩ của tôi đối với công tác của Đại hội Thể dục Thể thao lần này, mời ngài xem qua và chỉ điểm những gì còn sai sót. Kim Chính Thiện là người có kinh nghiệm công tác cực kỳ phong phú, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy lời nói của Vương Tử Quân là rất mới mẻ. Hắn có chút do dự, sau đó nhận lấy văn kiện trong tay Vương Tử Quân. Văn kiện vẫn còn lưu lại mùi hương mực, lúc bắt đầu thì Kim Chính Thiện đọc nhanh như gió, thế nhưng khi đọc đến vài trang cuối thì gương mặt hắn càng thêm ngưng trọng. Thậm chí có thể nói khi lật qua mỗi một trang văn kiện thì hắn phải dừng lại suy nghĩ vài phút. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Chủ tịch Hải Bác đi vào trong phòng, hắn cười cười với Vương Tử Quân rồi nói với Kim Chính Thiện, Bí thư Chính Thiện, bây giờ cơm nước đã chuẩn bị xong, chúng ta nên vừa dùng cơm vừa nói chuyện thì hay hơn. Chương 1519-2, mượn gà đẻ trứng, chiếm hết tiên cơ. Trần Hải Bác đáng lý không nên đến mời Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện đi dùng cơm, hắn đến chủ yếu là vì muốn biểu hiện sự coi trọng Vương Tử Quân. Kim Chính Thiện thấy Trần Hải Bác tự mình đi đến thì phất phất tay nói, Chủ tịch Hải Bác, cũng đừng vội dùng cơm, anh ngồi xuống xem qua phần văn kiện này của Bí thư Vương. Trần Hải Bác nghe nói đó là văn kiện Vương Tử Quân đưa đến thì gương mặt trở nên nghiêm túc, dù bất kể thế nào thì chỉ cần Vương Tử Quân lấy ra thứ gì, hắn cũng phải xem xét nó cực kỳ chăm chú. Nếu so sánh với Kim Chính Thiện thì Trần Hải Bác có kinh nghiệm và ý nghĩ độc đáo của riêng mình ở phương diện phát triển kinh tế. Hắn nhìn qua văn kiện của Vương Tử Quân một lượt, sau đó đưa mắt nhìn Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện khẽ gật đầu, thế là Trần Hải Bác nói với Vương Tử Quân, Bí thư Vương, biện pháp này của ngài thật sự làm cho hai mắt những người sắp rơi xuống mổ như chúng tôi phải tỏa sáng. Thế nhưng tôi vẫn có chút lo lắng, chỉ sợ sẽ có nhiều vấn đề ở phương diện chấp hành. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của hai người Trần Hải Bác và Kim Chính Thiện, hắn thầm hiểu ý nghĩ của bọn họ là gì. Hắn cũng không nản chí, dù sao thì hai người kia cũng tán thành ý kiến của hắn, điều này hoàn toàn có thể dự đoán được. Chủ tịch Hải Bác là chuyên gia ở phương diện phát triển kinh tế, quan điểm của anh ấy chính là chân lý, tôi cho rằng chúng ta không ngại thử một lần. À, tôi cũng cảm thấy có thể thử sức một lần, nếu như một khi chúng ta có thể xã hội hóa các công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao, có thể tập trung được một lượng lớn tài chính để hoàn thành các hạng mục. Như vậy thì công tác của chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều. Kim Chính Thiện nói rồi đứng lên quay sang Vương Tử Quân, Bí thư Vương, ngài đã đến thành phố rừng mật chúng tôi, ngoài phương diện kiểm tra công tác, còn phải kiểm tra hàng ngũ của chúng tôi mới được. Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩ của Kim Chính Thiện, hắn cũng đứng lên nói, tôi cung kính không bằng tuân mệnh. So với lúc nghênh đón Vương Tử Quân thì bây giờ đám cán bộ có cấp bậc ở thành phố rừng mật càng tụ tập đông đủ hơn. Kim Chính Thiện giới thiệu từng vị cán bộ phụ trách công tác trong thành phố cho Vương Tử Quân, vì cấp bậc của hắn tương đồng với Vương Tử Quân nên thực hiện công tác này cũng khá dễ dàng. Vương Tử Quân gặp mặt cán bộ thành phố rừng mật với gương mặt tươi cười hớn hở. Tuy những người này căn bản chỉ là một cái tên với hắn,
thế nhưng đến cấp bậc của hắn thì căn bản không nên đắc tội với bất kỳ người nào mới tốt. Khi Kim Chính Thiện giới thiệu thì Vương Tử Quân phát hiện ra một điểm nhấn, nếu là cán bộ được Kim Chính Thiện giới thiệu nhiều một chút, trên cơ bản là những người có quan hệ thân mật với Bí Thư Kim, những người được giới thiệu sơ sài, mỉm cười cho qua thì lại có mối quan hệ xa xôi hơn. Vương Tử Quân đến bây giờ vẫn tin tưởng vào câu nói ở đâu cũng có giang hồ. Tuy Kim Chính Thiện phát triển rất mạnh mẽ ở thành phố rừng mật, thế nhưng lực khống chế của hắn ở thành phố rừng mật cũng không phải là tường đồng vách sắt. Khi dùng cơm, Vương Tử Quân căn bản không uống rượu quá nhiều, hơn nữa lại có Trương Tề Bảo và Triệu Hiểu Bạch hộ giá bên cạnh, thế nhưng lúc dùng cơm xong vẫn cảm thấy chóng cả mặt. Đến 10 giờ tối hôm đó Vương Tử Quân mới bắt tay chào cáo biệt nhóm người Kim Chính Thiện. Hôm nay Kim Chính Thiện uống khá nhiều rượu, tuy hắn rất giỏi phát động đám thủ hạ hò reo theo mình, thế nhưng sau khi uống vài ly với Vương Tử Quân thì căn bản lại bán đi cả chính mình. Sau khi uống cạn từng ly rượu thì gương mặt hắn chợt đỏ ửng lên. Bí thư Kim, ngài cảm thấy phương án của Bí thư Vương có thể thực hiện được không? Trần Hải Bác đứng bên cạnh Kim Chính Thiện, khi Kim Chính Thiện chuẩn bị bước đi thì hắn không khỏi mở miệng hỏi. Kim Chính Thiện do dự giây lát rồi cũng không cho ra đáp án khẳng định, hắn cười nhìn về phía Trần Hải Bác rồi nói, Chủ tịch Hải Bác, anh cảm thấy thế nào? Trên phần lớn tất cả phương diện Trần Hải Bác đều chú ý đến ý nghĩ của Kim Chính Thiện, thế nhưng điều này cũng không phải nói rõ hắn không có tâm lý của riêng mình. Lúc này nghe thấy Kim Chính Thiện mở miệng thì hắn có chút do dự, sau đó mới nói, kế hoạch của Bí Thư Vương làm cho người ta cực kỳ động tâm, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy máu huyết nóng lên hừng hực. Thế nhưng tôi không nắm chắc khi phổ biến thì sẽ có kết quả thế nào. Trần Hải Bác căn bản cảm thấy phương án của Vương Tử Quân có chút khó tin. Kim Chính Thiện nhìn bộ dạng của Trần Hải Bác rồi vỗ vỗ lên vai đối phương nói, chúng ta không nên nghĩ quá nhiều về phương án của Bí Thư Vương, bây giờ điều chúng ta cần làm chính là cố gắng làm tốt công tác của mình. Kim Chính Thiện nói đến đây thì giống như nghĩ đến điều gì đó, chúng ta phải nắm chặt công tác hiện tại của mình, vì sau khi quy hoạch xây dựng thành phố xong, chúng ta sẽ có một bậc thang lớn để đề cao công tác của mình. Trần Hải Bác khẽ gật đầu, đúng lúc này xe của Kim Chính Thiện đi đến. Kim Chính Thiện được thư ký giúp đỡ leo lên xe. Kim Chính Thiện khoát tay áo với Trần Hải Bác, sau đó xe chạy đi như bay. Trần Hải Bác nhìn xe của Kim Chính Thiện chạy đi mà trong lòng chợt hiểu ra vài phần, hắn xem như đã hiểu ý nghĩ của Kim Chính Thiện, đó chính là cứ để mặc cho Vương Tử Quân thích làm gì thì làm, còn mình vẫn giữ lấy mình, không có vấn đề gì. Đám người bọn họ chỉ cần chú tâm vào phương diện quy hoạch xây dựng thành phố rừng mật là được. Chủ tịch, chúng ta đi về sao? Thư ký khẽ đi đến bên cạnh Trần Hải Bác rồi nói. Chúng ta về thôi, Trần Hải Bác vung tay lên rồi ngồi vào trong xe của mình. Vương Tử Quân ngồi trong xe mà trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Tuy hôm nay hắn uống khá nhiều rượu nhưng không vì vậy mà tư tưởng không sống động. Lần này hắn đến thành phố rừng mật xem như biểu hiện đầy đủ mục đích của mình, ít nhất cũng nói ra ý nghĩ muốn xã hội hóa các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao. Mà Kim Chính Thiện cũng không cho ra ý kiến phản đối. Nhưng một phương án muốn được hoàn thành căn bản không chỉ là nó cực kỳ phù hợp, còn cần phải được chứng thực. Vương Tử Quân bây giờ cảm thấy trong tay mình không có người, tuy mỗi ngày đều có không ít người đến báo cáo công tác, thế nhưng hắn muốn tìm được một người để phổ biến kế hoạch này thì cũng không dễ dàng, cũng có thể nói là không có ai. Lúc này Vương Tử Quân cũng chỉ là một người mới đến Mật Đông, còn chưa quen biết được nhiều người. Nếu hắn muốn tìm ra một nhân tuyển phù hợp thì cực kỳ khó khăn. Tiểu Lý, dừng xe lại, để cho thư ký trưởng Trương lên xe. Vương Tử Quân trầm ngâm suy tư, sau đó nói với lái xe. Trương Tề Bảo đang chóng mặt ngồi ở sau xe của mình, thế nhưng trong đầu lại chỉ có những ý nghĩ rối loạn. Hắn uống rượu xong định ngủ một giấc, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân đang ngồi trên chiếc xe phía trước, thế là hắn không dám nhắm mắt lại. Bây giờ Trương Tề Bảo muốn xem Vương Tử Quân là chỗ dựa lớn của mình, hắn muốn bí thư có thể tiến lên, chính mình cũng là nước lên thuyền lên có thể ép Lý Hanh Dư bên kia đi xuống, mình có thể tiến lên một bước thay thế đối phương. Bây giờ bí thư Vương căn bản chưa quá quen thuộc tình hình Mật Đông, có thể nói là cơ hội cho hắn biểu hiện, vì bí thư Vương bên kia có tình nguyện ở cùng một con lợn chết sao. Chương 1520, 1000 người bưng thức ăn. Vương Tử Quân đến thành phố rừng mật kiểm tra giám sát, hắn nhận được sự tiếp đãi trước nay chưa từng có.
Kim Chính Thiện là người thế nào? Đây là người mắt cao hơn đầu, người này có thể biểu hiện tư thái như vậy với Vương Tử Quân khẳng định có chỗ để lợi dụng. Vì vậy sau khi nghe Tiểu Lý cho ra lời mời thì Trương Tề Bảo chợt tỉnh táo lại. Lúc này mình được Bí Thư Vương gọi lên xe, đây tuyệt đối là cơ hội tăng tiến cảm tình với lãnh đạo, hắn nào chịu bỏ qua cho được. Bí Thư Vương, hôm nay Bí Thư Kim thật sự là phá lệ, đã uống khá nhiều rượu. Trước kia tôi cũng từng theo nhiều lãnh đạo đến thành phố rừng mật, thế nhưng chỉ khi nào Bí Thư Sầm đến thì anh ấy mới uống thả ga như vậy, các vị lãnh đạo khác hầu như anh ấy không uống như thế. Trương Tề Bảo ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân rồi cười tủm tỉm nói. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu ý nghĩ của Trương Tề Bảo, hắn cười cười nói, anh Trương, anh làm sao vậy? Xem như cũng uống không ít. Vương Tử Quân nói lời quan tâm làm cho gương mặt của Trương Tề Bảo càng thêm sáng lạn, hắn cười cười nói, Bí Thư Vương, tử lượng của tôi cũng kha khá, nhưng may mà lần này có ngài thế cho nên các vị đại tướng ở thành phố rừng mật cũng không ép tôi phải say. Vài vị đại tướng sao? Trong ban ngành thành phố rừng mật có vài cán bộ lãnh đạo uống rượu rất tốt, được xưng là những vị đại tướng của rừng mật. Vương Tử Quân cười cười cũng không tiếp tục chủ đề này. Trương Tề Bảo thấy Vương Tử Quân không có hứng thú với phương diện này thì vội vàng đề nghị, Bí Thư Vương, phía thành Bắc có một dòng suối nước nóng tự nhiên, chẳng những có thể tăng cường sức khỏe còn là chốn nghỉ ngơi rất tốt, nếu không chúng ta đi đến đó một chuyến nhé. Vương Tử Quân cũng không phản đối chuyện tắm nước nóng, thế nhưng bây giờ hắn đang say, cũng không muốn đến chỗ kia. Hơn nữa hắn còn chưa khảo sát Trương Tề Bảo hoàn thiện, thế nên bây giờ tiến thêm một bước nối liền quan hệ cũng có vẻ hơi sớm. Thôi bỏ đi, nên về nghỉ ngơi cho sớm. Vương Tử Quân từ chối lời mời của Trương Tề Bảo, sau đó hắn thay đổi chủ đề, tôi chuẩn bị xây dựng một ban ngành vì nhiệm vụ nhanh chóng đưa các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao được hoàn thành. Anh có biết trong tỉnh Mật Đông này có ai có kinh nghiệm với công tác xã hội hóa thể thao hay không? Trương Tề Bảo chợt cảm thấy vui mừng như điên, Vương Tử Quân lên tiếng hỏi hắn, đây là cơ hội để hắn đề cử nhân tài, thật sự không còn gì tốt hơn. Cảnh giới cao nhất của một vị phó thư ký trưởng đi theo lãnh đạo là gì? Chính là có thể thông qua mối quan hệ với lãnh đạo để đề cử những người có quan hệ gần với mình. Trương Tề Bảo biết mục đích của Vương Tử Quân khi muốn tìm người tài giỏi. Điều này giống như tình huống của một lớp học, nếu thầy giáo cho anh phát biểu ý kiến mà anh không nói gì, ít nhất cũng phê bình anh không tích cực. Nhưng lãnh đạo một khi đã yêu cầu anh lên tiếng, anh căn bản không thể thờ ơ cho qua được. Nguyên nhân cốt lõi của nó chính là anh luôn mong muốn được cầu tiến, anh cần phải nắm chặt cơ hội tiến lên, phải làm sao cho lãnh đạo tán thưởng anh mới được, thậm chí nhiều khi không xa rời khỏi anh. Nếu anh có thể làm được như vậy, ngày anh được đề bạt cũng không còn quá xa xôi. Nhưng cơ hội này cũng như thanh kiếm hai lưỡi, nói đúng thì lãnh đạo vui vẻ thoải mái, sẽ nhớ kỹ đến anh, nhưng nếu như anh chỉ biết vun vén thành viên tổ chức của mình, đề cử nhân tuyển chỉ là nhìn tạm được mà không phải dệt hoa trên gấm, như vậy lãnh đạo sẽ thấy anh khiếm khuyết ở phương diện nhìn nhận người tài, thậm chí là thiếu năng lực, cũng ghi nhớ rõ điều này. Kết quả như vậy là rất thê thảm. Vì thế Trương Tề Bảo dù thật sự động tâm thế nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng. Sau khi cẩn thận suy xét một phen, Trương Tề Bảo chợt nghĩ đến một nhân tuyển, thế nhưng ngoài miệng lại dùng giọng trịnh trọng nói, Bí Thư Vương, ở phương diện này tôi căn bản không tiếp xúc quá nhiều, phần lớn chỉ nắm bắt được những tin tức lượm lặt mà thôi. Nếu nói về phương diện kêu gọi đầu tư thì người nổi tiếng nhất chính là Lý Bạch Vũ của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm xưa anh ấy được điều đến thành phố Linh Long nhận chức. Nghe nói khi đó đã làm công tác kêu gọi xí nghiệp vừa và nhỏ liên hợp đầu tư cực kỳ sinh động. Trương Tề Bảo nói ra những điều như vậy căn bản cũng có ý bảo toàn cho mình, ngay từ đầu đã từ chối tất cả trách nhiệm. Nếu hắn có thể đẩy được đối phương ra, như vậy đối phương sẽ mang ơn hắn, nhưng nếu như người kia không thể làm cho Vương Tử Quân thỏa mãn, như vậy nhiều nhất chỉ có thể nói tin tức của Trương Tề Bảo là không quá tốt, hắn hoàn toàn có thể toàn thân đi ra. Vương Tử Quân tất nhiên có thể nhìn thấu tâm tư lo lắng được mất của Trương Tề Bảo, thế nhưng hắn cũng không bài xích chút thủ đoạn nhỏ của những người lão luyện quan trường như thế này. Lý Bạch Vũ, kêu gọi các xí nghiệp vừa và nhỏ liên hợp đầu tư, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân có chút hào hứng. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Lý Bạch Vũ bây giờ còn tiếp tục công tác kêu gọi đầu tư nữa không? Không, bây giờ anh ấy đã được điều đến mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân rồi khẽ nói, người này có chút vấn đề với chủ tịch Miêu Dược Hổ của thành phố Linh Long, thế nên bị chủ tịch Miêu Dược Hổ đuổi về. Bị chủ tịch thành phố đuổi về, xem ra người kia căn bản có tính cách khác thường. Vương Tử Quân thầm suy xét về Lý Bạch Vũ, sau đó xe đã dừng lại bên ngoài căn hộ của hắn ở khách sạn Thịnh Thế. Hắn nhìn nhân viên phục vụ của khách sạn đi ra nghênh đón, thế là không khỏi trầm ngâm giây lát rồi nói, ngày mai anh đưa anh ấy đến phòng làm việc của tôi sẽ gặp mặt anh ấy một lần. Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng rồi khẽ nói, bí thư, ngày mai là chủ nhật, ngài phải đi làm sao? Ngày mai là chủ nhật sao? Vương Tử Quân vỗ vỗ lên đầu, hắn xem ra có chút hồ đồ, chính mình rõ ràng cho ra quyết định cuối tuần này sẽ chuyển vào trong căn hộ ở khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy, tuy không có nhiều thứ nhưng phương diện thu dọn cũng phải mất một ngày. Vậy thì để thứ hai đi. Vương Tử Quân phất phất tay với Trương Tề Bảo rồi trầm giọng nói. Đối với Vương Tử Quân thì dọn nhà căn bản chỉ là thu dọn đơn giản hành lý của mình, sau đó đưa sang bên kia là được. Vương Tử Quân căn bản không yêu cầu lắp đặt thiết bị gì mới ở căn hộ bên kia, chỉ yêu cầu Trương Tề Bảo mua vài vật dụng sinh hoạt mà thôi. Sau khi ngủ một giấc thì Vương Tử Quân cảm thấy sảng khoái tinh thần, hắn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó vài vị lãnh đạo khách sạn Thịnh Thế đi đến. Giám đốc khách sạn đi đầu mở miệng tự kiểm điểm, bí thư Vương, ngài đã ở trong khách sạn chúng tôi được vài ngày qua, chúng tôi không làm tốt công tác với ngài, kính mong ngài phê bình. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt viên giáo sư khách sạn Thịnh Thế, hắn lên tiếng an ủi đối phương vài câu. Hắn tất nhiên sẽ không nói mình không muốn ở lại chỗ này vì nhân viên phục vụ của khách sạn đã phục vụ quá mức. Sau khi dùng bữa cơm sáng với nhóm lãnh đạo khách sạn, Tiểu Lý và Triệu Hiểu Bạch được Trương Tề Bảo dẫn dắt đi đến chờ sẵn ngoài cửa. Mặc dù Vương Tử Quân đã cường điệu ngày nghỉ nên bỏ thời gian nghỉ ngơi, cũng không cần nhiều người phải đến, thế nhưng Trương Tề Bảo là người am hiểu thế sự, hắn vẫn gọi Triệu Hiểu Bạch đến khách sạn Thịnh Thế để hội họp với nhau. Sau khi Triệu Hiểu Bạch và Tiểu Lý cùng nhau chuyển những món đồ của Vương Tử Quân vào trong một chiếc xe 30 chỗ được Trương Tề Bảo điều đến, Vương Tử Quân nói lời cáo biệt với đám lãnh đạo khách sạn. Tuy vị giám đốc khách sạn rất muốn cùng dọn nhà với bí thư Vương, thế nhưng lại bị Vương Tử Quân từ chối. Chương 1522, nhìn người bưng thức ăn. Xe chạy đến nơi thì Tiểu Lý nhanh chóng tiến lên mở cửa nhà. Trước đó theo ý của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan thì nơi này cần phải sửa chữa lại, thế nhưng Vương Tử Quân từ chối ngay. Nhưng dù là như thế thì vài ngày qua Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan vẫn công tác khá năng nổ. Sàn gạch được đổi bằng sàn gỗ, mỗi gian phòng đều có thêm một vài cây cảnh, dụng cụ đều được đổi mới, phòng ốc có vẻ ấm áp. Vương Tử Quân nói với Trương Tề Bảo đang đi theo sau mình, Tề Bảo, anh nhìn xem, đây mới có cảm giác và không khí của gia đình. Tuy trong khách sạn thứ gì cũng có thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác tha hương. Trương Tề Bảo nhìn những vật dụng gia đình được xếp giặt gọn gàng sạch sẽ. Hắn không khỏi thầm nghĩ những ngày qua xem như Cát Xương Vận đã vắt óc bày mưu khá nhiều, bỏ ra không ít công phu trong căn hộ này. Thế nhưng bây giờ dù anh có tận tâm thế nào thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, một khi để lại ấn tượng tiểu nhân trong lòng lãnh đạo, như vậy anh còn muốn chuộc lỗi nữa sao? Căn bản là nằm mơ. Trương Tề Bảo nghe nói từ sau khi sự việc kia xảy ra thì thư ký trưởng Phương Anh Hồ đã quyết định sẽ thuyên chuyển vị trí của Cát Xương Vận. Có lẽ với quan hệ của Cát Xương Vận, người này đã biết được hướng đi của mình. Nhưng bất ngờ chính là khi tu sửa căn hộ này của Bí Thư Vương thì Cát Xương Vận luôn có mặt ở hiện trường, coi như có mấy ngày đêm không được ngủ ngon. Bí Thư Vương, ngài nói đúng, căn hộ này thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác như ở nhà, có khá nhiều những vật phẩm được sắp đặt khá đúng chỗ. Vương Tử Quân nói thêm hai câu với Trương Tề Bảo rồi đi một vòng xem xét tình hình. Căn hộ này ngoài một giá sách bằng gỗ, điều làm cho Vương Tử Quân thỏa mãn nhất chính là những chiếc ghế dựa bên ban công. Hắn thật sự cảm khái, nếu nói ai là người có tâm ý nhất thì cần phải nói đến người trong quan trường. Vì không phải thu dọn quá nhiều nên chỉ mất một lúc thì mọi người đã sắp xếp xong mọi thứ. Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân đang ngồi thản nhiên trên mặt ghế, hắn không khỏi nghĩ đến những lời nhờ vả của người bạn mình. Hắn thừa dịp Vương Tử Quân đang vui vẻ thế là dùng giọng cẩn thận nói, Bí Thư Vương, dựa theo quy định của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan, với cấp bậc của ngài thì cần phải phân phối một nhân viên phục vụ,
như vậy sẽ dễ quan tâm đến cuộc sống của ngài. Vương Tử Quân biết rõ Trương Tề Bảo nói những lời đúng sự thật, khi hắn còn ở Nam Giang thì Tiểu Na cũng có một khoản lương từ phía Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan. Tuy Vương Tử Quân không quan tâm đến chút tiền kia, thế nhưng người ta làm như vậy là theo quy định, hắn làm trái ngược sẽ không được hay cho lắm. Cũng không cần thiết, Vương Tử Quân cảm thấy công tác của mình có nhiều văn kiện cơ mật, nếu như có mặt người ngoài thì không phù hợp. Trương Tề Bảo thấy Vương Tử Quân tỏ thái độ kiên quyết như vậy thì cũng không tiếp tục khuyên bảo. Hắn nói thêm vài câu, phát hiện thái độ của Bí Thư Vương đã có hơi lãnh đạm, thế là muốn tìm chủ đề khác. Hắn là người có kinh nghiệm công tác cơ sở cực kỳ phong phú, căn bản có nhiều chủ đề để khai thác, thế nhưng nó chưa chắc đã có thể làm cho Vương Tử Quân có hứng thú, hơn nữa muốn tìm chủ đề hữu dụng với Vương Tử Quân cũng không dễ dàng gì. Trương Tề Bảo trầm tư giây lát rồi chợt nhớ ra hình như Lý Bạch Vũ cũng ở trong khu nhà này. Nói lời nịnh hót không bằng gãi đúng chỗ ngứa cho lãnh đạo, bây giờ Vương Tử Quân đang muốn làm tốt công tác với các hạng mục chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao, chính mình nếu giúp đỡ được vài phần, như vậy địa vị của mình trong lòng bí thư sẽ tăng tiến. Trương Tề Bảo mặc dù cho ra lời đề nghị rất tốt nhưng đáng tiếc người phụng mệnh đi làm việc là Triệu Hiểu Bạch lại gặp phải vị tướng quân giữ cửa rất cứng rắn. Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng quay về báo cáo, kết quả làm cho Trương Tề Bảo rất căm tức, thầm nghĩ Triệu Hiểu Bạch đúng là quá ngốc. Anh thử nghĩ mà xem, là thư ký cho lãnh đạo có ai không khôn khéo kiểu như vậy? Không có người ở nhà sao? Anh không biết gọi điện thoại à? Chẳng lẽ mỗi lần Bí Thư Vương cần tìm người, anh đến tìm nếu người ta không có ở nhà thì bỏ luôn sao? Chẳng lẽ tôi phải đi thay cho anh? Cũng không biết Triệu Hiểu Bạch có được học qua câu nói. Không nên nói chứ không trước mặt lãnh đạo hay chưa? Mặc dù Trương Tề Bảo có chút không vui nhưng vẫn hiểu rõ lai lịch của Triệu Hiểu Bạch, thế nên hắn cũng không muốn nói ra những lời đắc tội với đối phương. Khi rơi vào đường cùng thì hắn mới quay sang nói lời đề nghị với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, nếu không thì tôi gọi điện thoại cho anh ấy đi sang một chuyến vậy. Vương Tử Quân tuy rất muốn gặp mặt người được Trương Tề Bảo đề cử, thế nhưng hắn do dự giây lát rồi khẽ nói, thôi khỏi. Vất vả lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi, chuyện công tác để đến thứ hai rồi nói sau. Sau khi thu dọn đơn giản thì đã mất cả buổi sáng, Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo đang cầm khăn đi khắp nơi lau chùi vật dụng thì cười nói, thư ký trưởng, đã dọn xong rồi, trưa nay chúng ta ra ngoài dùng cơm, tôi sẽ mời khách, cảm ơn các anh đã vất vả cả buổi sáng hôm nay. Trương Tề Bảo sờ lên mồ hôi trên lông mày của mình, hắn cười ha hả nói, Bí Thư Vương tự mình mời khách. Tôi căn bản là không khách khí, trưa nay chúng tôi sẽ ép lãnh đạo phải tiêu pha mới được. Triệu Hiểu Bạch buổi chưa có chút chuyện, thế nhưng hắn nhìn gương mặt tươi cười và đầy chờ mong của Tiểu Lý, cuối cùng vẫn nuốt những lời sắp phát ra khỏi miệng vào trong bụng. Khi trở thành thư ký cho Vương Tử Quân thì ngay ngày hôm sau Kim Chính Thiện đã gọi hắn đến nhà, lại dùng giọng trịnh trọng nói chuyện với hắn hơn nửa giờ. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn Triệu Hiểu Bạch chưa từng thấy người dường chức vụ cao cấp của mình nói nhiều như vậy. Kim Chính Thiện chủ yếu nhắc nhở hai điểm, thứ nhất là quý trọng kỳ ngộ, có thể làm thư ký cho Vương Tử Quân chính là kỳ ngộ cả đời này của hắn. Mà kỳ ngộ là cái gì? Đó là mây trên trời đột nhiên bay qua đầu, nếu anh muốn nắm bắt thì phải thể hiện bản lĩnh của mình. Thứ hai là Kim Chính Thiện yêu cầu Triệu Hiểu Bạch nhìn xa hơn một chút, mà điều này được Bí Thư Kim nói đến khá nhiều. Nhưng cuối cùng Kim Chính Thiện lại thở dài một hơi, chỉ cho ra một yêu cầu, đó chính là khi lãnh đạo đang hào hứng thì anh cũng đừng nên vì nguyên nhân của mình mà làm cho lãnh đạo mất vui. Những lời này tuy không quá rõ ràng thế nhưng Kim Chính Thiện lại nắm bắt giống như tâm đắc của cả đời mình, có câu nên đi theo số đông nếu không thì sẽ bị đánh. Bây giờ hai người Trương Tề Bảo muốn ăn cơm với Bí Thư Vương, nếu như Triệu Hiểu Bạch đi ngược lại, như vậy không những làm cho Bí Thư Vương mất hứng. Thậm chí hắn còn đắc tội với hai người kia. Vương Tử Quân cũng muốn mời người bên cạnh mình dùng cơm, chưa nói đến phương diện sau này đám người kia sẽ đi theo mình, cần phải tăng tiến cảm tình. Hiện tại bọn họ đã giúp đỡ hắn nửa ngày, chính hắn phải mời bọn họ một bữa cơm mới hợp lẽ. Trương Tề Bảo mở miệng thì rất hay, nói rằng nhất định phải ép lãnh đạo mở hầu bao, thế nhưng thực tế thì giơ lên cao lại đưa xuống rất khẽ. Quyết định địa điểm dùng cơm là ở trong một nhà hàng cách khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy không quá xa. Chỗ này tuy không phải là khách sạn có cấp bậc thế nhưng lại rất sạch sẽ, bầu không khí rất tốt. Ông chủ nơi này có vẻ khá quen thuộc Trương Tề Bảo,
Sau khi nhóm người Vương Tử Quân ngồi xuống thì ông chủ đã đưa đến một gói thuốc, vừa vào đã cười nói với Trương Tề Bảo, thư ký trưởng, ngài đến cũng không thông báo trước một tiếng để tôi ra nghênh đón. Trương Tề Bảo có chút luống cuống, bây giờ có mặt Vương Tử Quân, hắn sao có thể vênh váo hất hàm sai khiến được. Thế là hắn nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với ông chủ nhà hàng. Ông chủ Đỗ cũng là người thông minh, khi thấy gương mặt Trương Tề Bảo không vui thì lập tức dừng lại rồi dùng giọng đơn giản nói, tôi đi ra ngoài trước, hôm nay có vài món đặc sắc, tôi sẽ sắp xếp chế biến cho lãnh đạo. Vài món ăn được đưa lên, hương vị thơm ngon. Trương Tề Bảo nhìn những món ăn được dọn lên bàn, hắn cảm thấy ông chủ Đỗ cũng là người có đầu óc. Nhìn qua thì thấy đây chỉ là những món bình thường nhưng được chế biến rất cẩn thận tỉ mỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 133.